Có người từng nói, khi bạn nhìn thấy người phụ nữ mắc bệnh nặng rồi mà bạn vẫn thích cô ấy, thì đó mới thực sự là tình yêu. Vì lúc đó cô ấy xanh xao, gầy guộc, yếu ớt, tiều tụy, đầu tóc rối bời, áo quần giản đơn, không trang điểm, thậm chí tính tình cũng trở nên cáu gắt hơn bình thường. Khi văn nhân Mục Nguyệt chúng phải cổ độc thì Tần Lạc vẫn luôn ở bên cạnh nàng, nhìn vào đôi mắt vô hồn của nàng, thấy cảnh nàng hôn mê bất tỉnh, và cũng thấy được cả bộ dạng của nàng khi nôn ói ra chất dịch thể màu đen bị ngưng tụ lại nữa. Là một người đàn ông, Tần Lạc cũng có khả năng quan sát và tán thưởng phụ nữ. Hắn cũng không phải là không phát hiện ra nét đẹp của văn nhân Mục Nguyệt, nhưng so với những người khác, thì hắn đã có khả năng phòng ngự hơn mà thôi. Hắn tiếc thương cho nét đẹp của văn nhân Mục Nguyệt như bông hoa bị tàn phai trong thời điểm thê thảm nhất, và cũng vui vẻ chấp nhận sự trói lói của nàng. Đối với Tần Lạc mà nói, thì nàng không phải là người cầm trịch trong gia đình nhà văn nhân, không phải người có trong tay tiền tỷ tiêu không hết, cũng không phải là nữ thần. Nàng là văn nhân Mục Nguyệt, không thích nói chuyện, không thích cười, nhưng lại là một người phụ nữ vô cùng linh hoạt, nhanh nhạy. Đây cũng là nguyên nhân mà Tần Lạc từ hôn rồi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết với nàng. Bất luận là Tần Tung Hoành hay là Bạch Phá Cục, thì bọn họ đều nghe ra được câu trả lời của văn nhân Mục Nguyệt đối với bọn họ chỉ là đáp lại qua loa cho phải phép, mà chỉ khi Tần Lạc nói, nội dung câu nói của nàng mới thực sự là có tình cảm. Bạch Phá Cục thì có vẻ như chẳng có ý kiến gì, vì dù gì thì hắn ta cũng không thích những phụ nữ như văn nhân Mục Nguyệt, nhưng còn Tần Tung Hoành thì lại khó chịu vô cùng. Từ trước đến giờ hắn đều cho rằng mình mạnh hơn Tần Lạc, nhưng thái độ của văn nhân Mục Nguyệt thì lại biểu hiện theo chiều hướng ngược lại. Văn nhân Chiếu ngoan ngoãn cúi chào hai vị đại ca là Tần Tung Hoành và Bạch Phá Cục, sau đó cười hì hì nói với Tần Lạc, anh rể, em biết ngay là hôm nay anh sẽ đến mà, khi ở trên xe em còn định gọi điện thoại cho anh cơ, nhưng chị không cho em gọi. Ngày trước, văn nhân Chiếu là tay sai đắc lực của Tần Tung Hoành. Nhưng sau khi sự việc văn nhân Mục Nguyệt bị trúng độc xảy ra, thì văn nhân Chiếu bắt đầu không muốn tiếp xúc nhiều với Tần Tung Hoành nữa, vì nói gì thì nói, tuy không có chứng cứ chứng minh Tần Tung Hoành là hung thủ hạ độc, nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh là không phải hắn ta làm. Tư duy của văn nhân Chiếu có phần đơn giản, người nào đối xử với cậu ta tốt thì đó là người tốt, còn người nào làm tổn thương cậu ta thì đó là một người xấu không đội trời chung. Chính vì cái tư duy trẻ con của mình mà khiến cho cậu ta bất giác xích lại gần Tần Lạc từ trong tiềm thức. Bởi vì trong lúc chị sinh bệnh, thì Tần Lạc lo lắng hết mọi việc từ trong ra ngoài, người chửi chú bác là một đám người không ra gì rồi đưa chị mình đi cũng là Tần Lạc. Khi rời đi thì tính mạng của chị vô cùng nguy hiểm, nhưng khi quay trở về thì sức khỏe lại hồi phục như một người chưa hề bị bệnh vậy. Chào chị Mục Nguyệt, Vương Cửu Cửu không biết từ lúc nào đã nới lỏng ngón tay đang chà đạp, hành hạ tấm lưng Tần Lạc, quay ra nở một nụ cười thuần khiết, ngọt ngào, chủ động chào hỏi văn nhân Mục Nguyệt một cách nhiệt tình. Chào em, văn nhân Mục Nguyệt biết Vương Cửu Cửu là bạn của Tần Lạc, vì vậy mà thái độ với Cửu Cửu cũng gần gũi hơn một chút. Vốn nàng cũng định nở một nụ cười đáp lại. Nhưng nụ cười đó còn chưa kịp hé nở thì rất nhanh đã tan biến mất. Nàng tự thấy mình khi cười sẽ rất kỳ lạ, người khác chắc chắn là cũng sẽ cho là như thế. Mặc dù không thể nhìn được cảm giác khó chịu của Tần Tung Hoành từ bề ngoài, nhưng Bạch Phá Cục cũng biết rằng, là một người đàn ông thì sẽ không thể cười được khi gặp phải những việc như thế này. Vì vậy mà hắn lại càng đổ thêm dầu vào lửa, nói, sắc mặt của Mục Nguyệt nhìn tốt hơn trước rất nhiều rồi. Khi tôi đi thăm cô thì thấy lúc đó sắc mặt cô trắng xanh, tái nhợt, đôi môi nứt nẻ, tiểu tụy vô cùng. Tần Lạc quả là một người có y thuật đệ nhất yến kinh. Bất kể bệnh gì rơi vào tay anh ta thì đều được chữa khỏi cả. Những lời này nghe thì có vẻ như đang khen ngợi sắc mặt văn nhân Mục Nguyệt đã khá lên rất nhiều, nhưng trên thực tế thì lại ám chỉ quan hệ mập mờ của Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt. Chuyện Tần Lạc chửi mắng văn nhân không và những người khác ở văn nhân ra là một lũ ăn hại, rồi còn cả việc hắn ôm văn nhân Mục Nguyệt đi đã sớm được truyền đến tai của bọn họ rồi. Đúng vậy, đúng là không hổ danh một danh y tiếng tăm lẫy lừng cả nước. Tần Tung Hoành cười hê hê nói theo, trông không có vẻ gì là tức giận cả. Hai vị đại ca quá khen rồi, tôi cũng chỉ là biết chút y thuật mà thôi, so với việc mấy người điều động tài chính lên đến tiền tỷ thì nó chẳng có gì đáng nói. Tần Lạc khiêm tốn nói. Ai, câu này thì tôi không đồng ý đâu đấy. Bạch Phá Cục nói tiếp, chuyên môn mỗi người một khác. Anh thích y thuật, vì vậy nên đã đi học y. Bất kỳ ai đứng trên đỉnh kim tự tháp của bất cứ ngành nghề gì thì đều đáng được tôn trọng. Hơn nữa, trên cái thế giới này, còn có gì quan trọng hơn sức khỏe và tính mạng nữa chứ? Nếu mà có thì đó chắc chắn sẽ là lòng tự tôn. Có người tiếp lời nói,
người nói ra lời vừa rồi đó là Hoàng Thiên Trọng. Bộ vest đen ôm sát người tôn lên vóc dáng mảnh khảnh, thon dài của hắn, chiếc áo sơ mi màu trắng lại càng khiến cho nước da của hắn trắng như tuyết. Ngũ quan rõ nét, sắc sảo hơn người, mái tóc dài che khuất một bên mắt, khiến cho người ta thấy một vẻ đẹp dịu dàng. Trên khuôn mặt hắn nở một nụ cười, đôi môi mỏng lạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên, sắc láo vô lễ, mềm mỏng mà lại không thuần. Hắn cũng đứng ra, đi sát cạnh hắn là hai tướng Tâm Phúc Hanh Cáp và một đám công tử mà Tần Lạc không quen biết của hắn. Người đàn ông này chính là tiêu điểm của bữa tiệc ngày hôm nay. Cũng không tồi, Tần Tung Hoành tiếp ứng một cách ăn ý, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng lòng tự tôn thì không thể mất. Người ta sống trên đời cũng chỉ vì hai chữ thể diện, đó cũng chính là cái đạo lý này. Vì vậy mà người ta vẫn nói, làm người thì không nên tuyệt tình quá, ngày sau gặp nhau còn dễ bể ăn nói. Hoàng Thiên Trọng nhìn Tần Lạc tủm tỉm cười nói, anh nói xem tôi nói có phải không? Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu tán đồng, làm việc gì cũng không nên tuyệt tình quá, nếu không thì sau này cũng không có cơ hội mà gặp lại nhau được nữa. Cũng may mà chúng ta lại gặp nhau rồi. Hoàng Thiên Trọng giơ tay về phía Tần Lạc nói, những hiểu lầm của ngày trước thì hãy để nó qua hết đi. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là bạn. Đứng từ góc độ của Trung Y mà nói thì giận nhẹ sẽ tổn thương đến tim, còn nổi giận đùng đùng sẽ tổn thương đến toàn thân. Tôi không thích nhớ những việc gì không vui, mà chỉ nhớ những việc vui vẻ mà thôi. Tần Lạc còn tỏ ra phong độ hơn cả Hoàng Thiên Trọng, nói, vì vậy mà những việc xảy ra khi trước tôi đã quên từ lâu rồi. Thế thì tốt, Hoàng Thiên Trọng nói, vậy thì ngày sau chúng ta nên gần gũi nhau hơn mới phải. Điều đó là hiển nhiên rồi, Tần Lạc nói, vừa rồi khi còn ở ngoài, tôi còn nói chuyện với anh Trịnh về anh cơ. Ồ, vậy sao, Hoàng Thiên Trọng hơi nghiêng đầu lướt nhìn Trịnh Tồn Cảnh một cái. Đúng vậy, Tần huynh đệ nói Thái tử là người tốt, là một người đáng để kết bạn thâm giao. Trịnh Tồn Cảnh cười hề hề nói, khuôn mặt gầy guộc ra bọc xương. Tựa như là trên gò má bị người ta khoét một lỗ hổng vậy. Hắn không ngờ là tên khốn này lại đâm mình một nhát nhanh đến thế. Mặc dù hắn đã nhận quà tặng của Tần Lạc, nhưng không hề nghĩ là sẽ làm việc cho hắn ta, lại càng không bao giờ nghĩ sẽ nói giúp cho Tần Lạc, để lôi Diệu Dương được thả ra. Không ngờ Tần Lạc cũng không phủ nhận, nói, đúng là như vậy đó, tôi có thể nhìn ra được, Thái tử là một người bạn rất dễ hòa hợp. Quá khen rồi, là do tôi và anh hợp nhau đó thôi. Hoàng Thiên Trọng nhìn Tần Lạc cười nói, nhưng dường như lại đang suy nghĩ đến điều gì đó. Với những tư liệu mà hắn bảo người thu thập được và những lần tiếp xúc với tên tiểu tử này, thì biết hắn ta không phải là một người dễ nói chuyện, vậy sao hôm nay tự nhiên lại đổi tính đổi nết như vậy? Đúng vậy, anh và tôi vừa gặp đã như quen nhau từ lâu lắm rồi vậy. Tần Lạc mặt dày nói một cách vô sỉ, hơn nữa nếu nói sâu xa hơn thì mối quan hệ giữa hai chúng ta đúng là có nguồn gốc hẳn hoi. Long Vương là sư phụ của tôi và cũng là thúc bá của anh. Vì vậy mà tôi cũng không coi Hoàng Đại Ca là người ngoài nữa. Hôm nay đúng là có một việc cần nhờ cậy đến anh. Chuyện gì vậy? Hoàng Thiên Trọng đột nhiên dùng mình lên tiếng hỏi. Hắn rất căm ghét Long Vương, lại càng ghét người ta nói hắn và Long Vương có quan hệ gì đó. Điều này chẳng khác gì cho hắn một cái bạt tai đến điếng người lên mặt hắn cả. Nếu quả thật là có quan hệ chú cháu thân thích như vậy thì sao ông ta còn đuổi mình ra khỏi Long Tức? Trịnh đại ca không nói cho Hoàng đại ca biết sao? Tần Lạc hỏi với vẻ nghi hoặc, tôi lại cứ nghĩ là anh biết rồi cơ, đó là chuyện liên quan đến Lôi Diệu Dương. Giống như Hoàng đại ca đã nói đó, hóa ra chuyện đó là hiểu lầm giữa hai chúng ta, hiểu lầm qua đi rồi thì chẳng còn có chuyện gì hết. Lúc nào chúng ta muốn uống rượu thì uống rượu, khi nào nên làm bạn thì vẫn làm bạn. Lôi Diệu Dương chỉ là một nhân vật vô tội, Hoàng đại ca tha cho anh ấy đi. Hoàng Thiên Trọng nở một nụ cười bí hiểm khó dò ở trên mặt, nhưng vẫn không đáp lại câu hỏi của Tần Lạc. Lôi Diệu Dương là anh họ của Vương Cửu Cửu, mặc dù là anh họ xa, nhưng anh ta vì mình mà phải vào ngục, vì vậy mà Vương Cửu Cửu cũng nhìn chăm chăm vào Hoàng Thiên Trọng với ánh mắt chờ đợi. Nàng đã đồng ý cứu Lôi Diệu Dương ra ngoài, và nàng đúng là đã làm hết sức mình rồi. Vì chuyện này mà nàng đã chạy đến Hương Sơn mấy lần để cầu cứu lão tổ tông của Vương gia đang tĩnh dưỡng ở đó. Nhưng Hoàng Thiên Trọng vừa có lý lại vừa có bằng cớ, không những thế còn nhất quyết không chịu nhả người ra, vì vậy mà Vương gia nhất thời cũng không thể làm gì được. Vẻ mặt của Văn Nhân Chiếu vô cùng mịt mờ, căn bản là không hiểu mấy người này đang nói về chuyện gì. Còn Văn Nhân Mục Nguyệt thì nghe hiểu rồi, nhưng nàng không có ý nhúng tay vào. Về phần hai người Bạch Phá Cục và Tần Tung Hoành thì,
việc gì không liên quan đến mình thì cứ giữ nguyên thái độ xem màn kịch hay mà thôi. Anh có thể cho tôi một lý do không? Hoàng Thiên Trọng hỏi. Vì sự việc đã qua rồi, Lôi Diệu Dương cũng coi như đã bị trừng phạt rồi. Tần Lạc nói. Không được, lý do này không thể ăn nói với những người ở bên ngoài được. Vì chúng ta là bạn, Tần Lạc lại lên tiếng một lần nữa. Vẫn chưa được, Hoàng Thiên Trọng nói, lý do này thì tôi không thể ăn nói với chính bản thân mình được. Anh muốn cái gì? Tần Lạc hỏi. Một câu nói. Câu nói nào? Anh biết đó. Tôi không biết. Khi ở Lan Đình, anh tìm tôi để muốn có một câu nói. Bây giờ, anh trả lại cho tôi ba chữ đó. Hoàng Thiên Trọng nói. Đó là chiếc gai vĩnh viễn tồn tại trong lòng hắn. Hắn lần đầu tiên nói tôi xin lỗi với người ta, và cũng hy vọng đó là lần cuối cùng. Trên thế giới này còn có gì quan trọng hơn cả sức khỏe và tính mạng nữa? Đó là lòng tự tôn. Chương 612, không có công thì đừng có hưởng lộc. Không được, Tần Lạc từ chối một cách dứt khoát. Thế thì chẳng còn có gì để nói cả. Hoàng Thiên Trọng nói. Tần Lạc và Hoàng Thiên Trọng bốn mắt nhìn nhau, hai người bọn họ đều nhìn ra được ánh mắt sắc lẹm của đối phương. Đột nhiên, Tần Lạc cười lớn, nói với người đứng bên cạnh Hoàng Thiên Trọng là Trịnh Tồn Cảnh. Trịnh đại ca, không phải anh đã đồng ý nói giúp tôi với Hoàng đại ca sao? Giờ đúng lúc rồi đó. Cái này, Trịnh Tồn Cảnh khó xử nói, những việc như thế này đều do Thái tử quyết định. Tôi không làm gì được cả. Làm gì có chuyện như thế? Anh là người bạn tâm phúc của Hoàng đại ca. Lời anh nói ra thì anh ấy sẽ nghe theo đó. Tần Lạc nói. Xin lỗi, nhưng tôi không giúp gì được cho anh cả. Trịnh Tồn Cảnh nói với vẻ mặt không vui. Tên nhãi danh này đúng là đáng ghét. Những lời nói có hình thức bề ngoài như vậy chỉ là nói ra để nghe mà thôi. Chẳng có ai coi đó là thật cả. Thế mà hắn ta lại nói ra với vẻ mặt nghiêm túc ở trước mặt Thái tử. Cứ như là mình có ước hẹn cái gì với hắn ta vậy. Với tính tình đa nghi của Thái tử thì anh ấy sẽ nghĩ gì đây? Không có công thì không hưởng lộc, anh trả lại cho tôi lễ vật mà tôi tặng anh đi. Tần Lạc cũng bắt đầu nổi giận. Bà nói chứ, hứa hẹn với người ta mà lại không làm, có còn nhân phẩm, có còn đạo đức, tố chất nữa hay không đây? Mọi người đều quay ra nhìn nhau, mắt chữ O miệng chữ A không nói câu gì. Người đàn ông này thật là hết chỗ nói. Đã tặng người ta đồ rồi mà còn đòi lại. Hơn nữa lại còn ở trước mặt bao nhiêu người như vậy đòi lại nữa chứ. Cứ như là đang chơi trò trẻ con với nhau vậy. Tiểu Minh và Tiểu Cương vốn là một đôi bạn thân thiết nhau. Tiểu Minh đưa cho Tiểu Cương cục tẩy mà mình yêu thích nhất. Kết quả là hai người phát sinh mâu thuẫn. Tiểu Minh lại đi tìm Tiểu Cương để lấy lại cục tẩy. Tần Lạc lúc này không khác gì Tiểu Minh cả. Nói gì thì nói Trịnh Tồn Cảnh cũng là một nhân vật có máu mặt ở cái đất Hiến Kinh này. Muốn dở trò trước mặt hắn cũng phải dè chừng đôi phần, nhưng khi ở bên ngoài hoặc là ra khỏi thành Yến Kinh, thì đã không phải là đất của hắn ta. Do vậy dở trò với hắn một chút cũng chẳng có gì quá đáng cả. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc cười hì hì, vì đây không phải là lần đầu tiên nàng chứng kiến tính vô sỉ và tàn nhẫn của Tần Lạc. Nhớ lại lần đầu tiên hắn đến lớp giảng bài còn giả dạng học sinh làm mình bị lừa một vố, sau đó còn dùng thủ đoạn lôi đình để đuổi Mã Uy ra khỏi lớp. Nàng không những không cảm thấy loại người vô lại này đáng ghét mà còn thấy thích là đằng khác. Ít nhất thì theo như nàng nghĩ, tính cách được thể hiện hẳn ra bên ngoài này của Tần Lạc hơn hẳn cái kiểu đạo đức giả của Tần Tung Hoành và Hoàng Kim Trọng này. Tất nhiên, trong mắt người tình chỉ có Phan An, trong mắt của nàng thì Tần Tung Hoành chẳng có điểm xuất sắc nào bằng người đàn ông mà nàng thích cả. Văn Nhân Chiếu há hốc miệng ra, nhìn Tần Lạc với vẻ mặt sùng bái hết chỗ nói. Cậu ta nhớ lần trước anh rể nói với mình phải giống một người đàn ông chân chính, lẽ nào đây chính là phong thái, khí phách của người đàn ông mà anh ấy nói đây sao? Văn Nhân Mục Nguyệt thì không có bất kỳ sắc thái biểu cảm nào cả, vẫn thờ ơ, lạnh nhạt như vậy. Có lẽ những điều mà nàng suy nghĩ còn sâu xa, rộng lớn hơn thế này nhiều. Bạch Phá Cục tâu tuét miệng cười ha hả, hắn thấy người đàn ông trẻ tuổi này thật là thú vị hết biết. Còn thú vị hơn bao nhiêu người thú vị mà hắn đã từng đi Nam về Bắc tiếp xúc qua. Hoàng Thiên Trọng vẫn rất ư là bình tĩnh, không biết là đang nghĩ điều gì. Còn người mà cảm thấy khó xử nhất thì đó là Trịnh Tồn Cảnh, sắc mặt lúc thì trắng bệch, khi lại tái xanh ra, tiếp đó lại trở nên tím ngắt. Không thể không thừa nhận, hôm nay là một ngày đen tối nhất trong đời hắn. Tất cả những nỗi sỉ nhục mà từ trước đến giờ cộng lại cũng không thể nhiều được bằng người đàn ông này trao cho mình lúc này. Hắn tình nguyện người ta cho hắn một bạt tai ở trước mặt bao người, chứ không muốn người ta đòi lại lễ vật trước bàn dân thiên hạ như vậy. Đây không phải là đánh người,
mà đây là có ý giết người ấy chứ. Nếu ai mà khả năng chịu đựng kém một chút, thì chưa biết chừng đã mổ bụng ở ngay trước mặt mọi người rồi. Tôi, Trịnh Tồn Cảnh vội vàng nói, thiếu chút nữa thì bị nước bọt của mình làm cho mình sặc chết. Dừng lại một hồi lâu mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, thì tiếp tục, lúc đó tôi đồng ý nhận quà của anh, vì anh nói là muốn làm bạn với tôi, chứ không phải là tôi đồng ý làm gì giúp anh cả. Khi anh đề cập đến chuyện bảo tôi nói giúp anh, thì tôi cũng đã nói rõ ý của tôi cho anh rồi, việc này tôi không thể quyết định được, thái tử nói thế nào thì tôi sẽ làm thế đó. Tôi nghe theo lời thái tử. Trịnh Tồn Cảnh rút đơn thuốc vứt ra ngoài nói, chỉ là một tờ đơn thuốc mà thôi, còn chưa biết là thật hay giả, cái khác thì tôi e là không làm được, còn việc tìm ra mười mấy người trung y giỏi hơn anh thì tôi vẫn có thể làm được. Có lẽ, những thứ trong mắt chúng tôi thì chẳng là gì cả, nhưng trong mắt anh thì có phần quý giá hơn một chút cũng nên. Anh tìm cho tôi mười mấy vị trung y giỏi hơn anh ấy cho tôi xem nào. Vương Cửu Cửu cười nhạt nói, chúng ta đánh cuộc, nếu anh không tìm ra thì thế nào đây? Trong mắt anh thì cái gì mới là đặc biệt quý giá vậy? Văn nhân Mục Nguyệt dịu dàng lên tiếng, nói ra cho chúng tôi biết với, có lẽ tôi cũng không biết đó. Trịnh Tồn Cảnh liền á khẩu không nói được thêm lời nào. Hắn dám đắc tội với Tần Lạc, nhưng lại không thể đắc tội được với hai vị đại tiểu thư này. Một người là công chúa nhỏ của nhà họ Vương, còn một người thì là một phụ nữ phú khả địch quốc, có cái gì mà hắn có còn văn nhân Mục Nguyệt thì không có đây. Việc hai người phụ nữ này đứng ra bảo vệ cho Tần Lạc khiến cho người ta phải ngưỡng mộ, đồng thời cũng làm cho người ta phải ghen tị. Tần Lạc tiếp lấy phương thuốc, châm chọc nói, nếu anh quen biết bao nhiêu là danh y như vậy thì sao vẫn không trị khỏi cái bệnh thận suy vặt vãnh này chứ? Vừa phải đại bổ lại vừa phải bài tiết mạnh, chắc chắn đã làm cho anh khổ sở lắm phải không? Anh, Trịnh Tồn Cảnh thiếu chút nữa thì không nhịn nổi, định xông lên chiến đấu trực tiếp với Tần Lạc. Đúng vậy. Ánh mắt của Tần Lạc quá là cay độc, chỉ một lời thôi cũng nhắm trúng tim hắn. Hắn háo sắc, bên cạnh lại không thiếu gì người đẹp, vì vậy mà sức khỏe của hắn ngày càng suy yếu. Hắn đã đi khám ở mấy chỗ danh y rồi, đa phần đều khai cho hắn bài thuốc bổ, nhưng hắn vừa bổ lại vừa bài tiết, thì căn bản là không thể trị tận gốc căn bệnh được. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn khi nghe thấy Tần Lạc nói là tặng hắn một bài thuốc thì mới chịu nhận, còn nếu mà Tần Lạc tặng hắn những thứ đồ khác thì hắn đã lựa lời từ chối rồi. Hoàng Thiên Trọng cũng không muốn thấy Trịnh Tồn Cảnh không có đường lui như thế, bèn chủ động nói giúp giải vây cho tâm phúc của mình, việc này đúng là không liên quan gì đến Tồn Cảnh cả. Lôi Diệu Dương phản bội cũng làm mất mặt tôi rồi, Tồn Cảnh cho dù có nói đỡ cho anh thì cũng phải đợi tôi gật đầu đồng ý mới được. Hoàng Thiên Trọng nhìn Tần Lạc, mắt nheo lại thành một sợi chỉ mảnh, nói, ngay từ đầu anh thấy là mình mất thể diện, vì vậy mà tôi đã cho anh thể diện. Giờ đây tôi mất thể diện, nhưng anh lại không cho lại tôi. Thế này không phải là ức hiếp người quá đáng sao? Vấn đề là khi đó đúng là anh có lỗi với tôi, còn tôi thì chẳng thấy có gì hổ thẹn với lương tâm mình cả. Tần Lạc phản bác lại. Tần Lạc và thái tử xảy ra xung đột là vì thái tử bảo Lôi Diệu Dương đến để hãm hại mình. Người gây ra chuyện là thái tử, vì vậy mà tất nhiên hắn ta phải xin lỗi. Tần Lạc là một lương dân bé nhỏ, không sinh sự, không gây gổ, không thêu dệt hay lừa đảo ai cái gì, lại càng không khạc nhổ bừa bãi. Thì dựa vào cái gì mà phải nói lời xin lỗi chứ? Chỉ vì mình ép bức hắn ta nói lời xin lỗi, nên mình phải xin lỗi vì chuyện này hay sao? Khi thấy rằng mình không sai thì Tần Lạc nhất quyết sẽ kiên trì đến cùng, có chết cũng phải giữ vững lập trường. Nếu đã nói vậy thì không nhắc đến chuyện này làm gì nữa, chúng ta cứ làm theo trình tự chính quy thôi. Nào, mọi người uống rượu đi. Hoàng Thiên Trọng cười nói, sau đó vẫy tay về phía mấy người bồi bàn. Ra ý bảo bọn họ đem đến cho những người ở đây mỗi người một ly rượu vang. Sau khi cạn với mọi người một ly thì Hoàng Thiên Trọng nói, mọi người cứ tùy ý, tôi đi tiếp đãi vài vị khách khác một chút. Nói xong liền đem theo một đám người quay người rời đi. Đợi chút đã, văn nhân Mục Nguyệt đột nhiên lên tiếng gọi giật lại. Hoàng Thiên Trọng quay người lại nhìn văn nhân Mục Nguyệt, những tia sáng dị thường lấp ló đâu đó trong mắt hắn, cười hê hê nói, Mục Nguyệt, có chuyện gì sao? Mặc dù tôi không biết anh ta là ai, nhưng, hãy thả anh ta ra đi. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn thẳng vào Hoàng Thiên Trọng nói. Hoàng Thiên Trọng chỉ tủm tỉm mà không nói gì, tựa như là đang suy nghĩ về khả năng xảy ra của việc này vậy, và cũng như là đang đợi văn nhân Mục Nguyệt cho mình một lý do vậy. Văn nhân Mục Nguyệt cũng không nói gì, cứ như là cái gì cần nói thì nàng đều nói ra hết cả rồi vậy, giờ đây chỉ còn một việc đó là chờ đợi đáp án của người ta mà thôi.
thả, hay là không thả? Mục Nguyệt, nói thế nào thì nói, cô cũng phải cho tôi một lý do chứ. Hoàng Thiên Trọng nói tiếp, cho dù là không cần phải che lấp miệng lưỡi thiên hạ thì cũng còn phải để tôi tự ăn nói với bản thân mình thế nào cho phải chứ. Tần Lạc là ân nhân cứu mạng của tôi nợ anh ấy một tính mạng. Giờ đây anh ấy muốn cứu người ta, tôi cần phải giúp anh ấy hoàn thành việc này. Đây chính là lý do của tôi, văn nhân Mục Nguyệt nói. Lôi Diệu Dương là anh họ của tôi, thái tử nể mặt vương ra mà thả anh ấy ra được không? Tôi sẽ bảo anh ấy rời khỏi Yến Kinh, không bao giờ để thái tử phải trông thấy anh ấy thêm một lần nào nữa. Vương Cửu Cửu lên tiếng nói. Khiến cho người ta không thể ngờ tới, đó là lúc này đây, đến cả Bạch Phá Cục cũng lên tiếng nói giúp, thái tử việc gì phải chấp nhận một nhân vật bé nhỏ như vậy chứ? Lần này thả anh ta ra. Lần sau mà còn gây sự nữa thì vẫn có thể bóp chết anh ta cơ mà, tất nhiên là có các tiền vàng đi chăng nữa thì anh ta cũng không dám làm vậy. Một người có tiếng nắm quyền hành long tức là Tần Lạc, một người là văn nhân Mục Nguyệt chủ nhân của văn nhân gia, một người là Vương Cửu Cửu công chúa nhỏ của nhà họ Vương, còn một nhân vật quan trọng nữa trong ba gia tộc đó là Bạch Phá Cục. Không ngờ là bọn họ lại yêu cầu cùng một việc. Hắn đã sớm biết rằng Tần Lạc có một đội quân phụ nữ mạnh mẽ đứng sau làm chỗ dựa. Điều này cũng có thể giải thích nguyên nhân tại sao mà Tần Tung Hoành luôn phải ngậm miệng trước mặt hắn ta, nhưng không ngờ quan hệ giữa hắn ta và Bạch Phá Cục lại trở nên thân thiết như vậy. Đúng là vài ngày không gặp mà đã phải nhìn bằng con mắt khác rồi. Thế này gọi là gì? Bức cung. Vẻ mặt của Hoàng Thiên Trọng trở nên nghiêm nghị, nụ cười trên khuôn mặt cũng ngưng động lại. Thế còn anh thì sao? Hoàng Thiên Trọng nhìn Tần Tung Hoành hỏi, ý của anh thì thế nào? Tần Tung Hoành vẫn duy trì thái độ im lặng với việc này, có lẽ làm vậy là cách duy nhất có thể tìm được đồng minh. Nguyên văn, giàu có thể địch lại cả một quốc gia, tại hạ mạn phép sửa lại thành Phú Khả Địch Quốc. Chương 613, mời ai nhảy điệu nhảy đầu tiên. Lúc này đây, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên Tần Tung Hoành, chờ đợi thái độ của hắn. Nếu chọn cách nói giúp Tần Lạc thì như vậy sẽ đắc tội với thái tử, hơn nữa với quan hệ giữa hắn và Tần Lạc. Thì chẳng có lý do nào cần thiết phải làm như vậy cả. Còn nếu chọn thái tử, thì chẳng khác nào trở thành kẻ địch của văn nhân Mục Nguyệt, Tần Lạc và những người khác nữa, như thế sẽ làm cho văn nhân Mục Nguyệt có cái nhìn xấu hơn về hắn, tiếp đó thì việc theo đuổi của hắn sẽ ở mức độ khó khăn hơn rất nhiều. Tần Tung Hoành nắm chặt chiếc ly trong tay mình, cười nói, tôi không hiểu nội tình của việc này ra sao, vì vậy mà cũng không biết nên nói thế nào cho phải cả. Hơn nữa, đây là chuyện riêng tư giữa thái tử và Tần Lạc. Một người ngoài như tôi cũng không thích hợp chen chân vào. Có điều là tôi cũng hy vọng sự việc sẽ sớm được giải quyết vẹn cả đôi đường. Không giúp bên nào cả, đây chính là đáp án mà Tần Tung Hoành đưa ra. Đôi khi, không đứng cùng một phía hậu quả thường nghiêm trọng hơn là đứng cùng một phía. Nếu đứng cùng một phía thì đắc tội với một bên ắt sẽ được một bên còn lại hoan nghênh, nhưng, nếu không đứng về phía nào thì sẽ đắc tội với cả hai bên. Hứ, đạo đức giả. Vương Cửu Cửu không thèm che giấu ác cảm của mình với Tần Tung Hoành chút nào. Nàng xê âm ghét những tên đàn ông mà không có cốt khí, không có lập trường thế này. Tần Tung Hoành chỉ cười, cứ lơ đi coi như chưa nghe thấy gì. Cảm quan về thế giới bên ngoài của một cô gái trẻ quả là đơn thuần. Hoàng Thiên Trọng nhìn Tần Tung Hoành một lúc lâu sau đột nhiên cười lớn, nói, được rồi, tôi nể mặt Mục Nguyệt, việc này coi như cho qua đi. Tôn Cảnh, gọi điện đến Lan Đình. Nói là tôi không định khởi tố Lôi Diệu Dương nữa, thả anh ta ra. Tôi đi làm ngay đây, Trịnh Tồn Cảnh đáp lại, sau đó bước nhanh ra ngoài. Mục Nguyệt, tôi làm như thế cô đã thấy hài lòng chưa? Hoàng Thiên Trọng nhìn Mục Nguyệt cười hỏi, tất cả mọi người đều nhìn ra được thái độ của hắn đối với Mục Nguyệt có phần đặc biệt. Cảm ơn anh, Mục Nguyệt nói. Không cần phải khách sáo như vậy, Hoàng Thiên Trọng độ lượng nói, nếu không có việc gì khác thì tôi đi tiếp những vị khách khác đây. Đợi đến khi bóng hình của Hoàng Thiên Trọng khuất hẳn rồi, Tần Lạc mới nhìn Mục Nguyệt nói, việc gì phải cúi đầu với anh ta chứ? Làm người phải biết nhẫn nhịn, nhún nhường, khi nào nên cúi thì phải cúi đầu, cái này không phải là yếu đuối, nhu nhược, mà là trí tuệ. Văn nhân Mục Nguyệt cảnh báo nói, người mà bị súng chĩa thẳng vào đầu mà vẫn không biết đầu hàng thì đó là kẻ ngốc. Tần Lạc nhìn văn nhân Mục Nguyệt với ánh mắt kinh ngạc. Hắn không ngờ một người có tính cách như văn nhân Mục Nguyệt lại nói ra được những lời như thế này. Theo lý mà nói thì những lời này phải là mình nói với nàng mới phải chứ. Nếu Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt cùng bị bọn cướp bắt lại dí súng vào đầu, thì người ngoan ngoãn nghe lời chắc chắn là người đàn ông gầy ốm Tần Lạc.
anh chỉ là không muốn em tham dự vào việc này mà thôi. Tần Lạc nói, văn nhân Mục Nguyệt là một thương nhân, vì vậy mà hắn lo rằng nàng vì điều này mà đắc tội với thái tử, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc làm ăn của nàng. Bản thân thái tử thì không nói làm gì, nhưng đứng sau lưng hắn ta là cả một đám nhân vật vô cùng lợi hại. Vốn là em cũng không định để anh tham dự vào chuyện này, nhưng anh cũng đã tham gia rồi. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Chủ yếu vẫn là muốn báo thù cho Gia Gia. Tần Lạc nhìn Tần Tung Hoành, tủm tỉm cười nói, có điều, xem ra vẫn phải tiếp tục nỗ lực mới được. Mặc cho anh thích tin cũng được, mà không tin thì cũng không sao. Ông nội của anh không phải là do tôi hại. Tần Tung Hoành thành khẩn giải thích. Tôi cũng hy vọng là như thế. Tần Lạc nói. Đúng lúc này thì hội trường đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Ánh đèn sáng lạng bỗng nhiên phụt tắt, chỉ còn một hàng đèn nho nhỏ ở phía góc phòng được thắp sáng, mờ mờ ảo ảo như dưới hoàng hôn. Nhưng, trong cái ánh sáng mập mờ này thì lại có một nơi sáng đến lóa mắt. Từ trên trần nhà rọi xuống cả một chùm ánh sáng, khiến cho chiếc bục bằng thủy tinh trong phòng khách bỗng sáng trưng như ban ngày, chiếc thảm đỏ trống trơn tựa như một con trường xà uốn lượn quanh đây vậy. Một đôi trai tài gái sắc đang bước trên thảm đỏ. Người con trai đó không phải ai khác mà chính là nhân vật nam chính trong buổi tối hôm nay. Gạch dưới Hoàng Thiên Trọng, còn người đi bên cạnh hắn là mỹ nhân đẹp nhất Yến Kinh và cũng là mẹ của hắn. Gạch dưới Lạc Sân. Không còn nghi ngờ gì cả, lúc này đây, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người của hai mẹ con nhà bọn họ. Hoàng Thiên Trọng sau khi bước lên bục thì lùi sang một bên, đứng sau lưng mẹ của mình, còn Lạc Sân thì tiến lên trước một bước, đứng trước chiếc micro một cách trang nhã, lịch thiệp. Lướt nhìn tứ phía, như thể một nữ vương đứng trước mặt bàn dân thiên hạ vậy. Khí chất. Đây chính là khí chất của một người phụ nữ. Trong số những người phụ nữ mà Tần Lạc biết thì chỉ có hai người có thứ đó. Một người là văn nhân Mục Nguyệt, còn một người chính là lão yêu bà mấy chục tuổi rồi mà vẫn duy trì được vẻ đẹp của tuổi thanh xuân ở trên bục sân khấu kia. Chỉ có điều, tính cách của văn nhân Mục Nguyệt có phần lãnh đạm, bất kể lúc nào cũng có thể khiến cho người ta có cảm giác bức bách một cách mãnh liệt. Còn tính tình người phụ nữ kia thì có vẻ hòa nhã hơn một chút, việc đối nhân xử thế cũng khiêm tốn hơn rất nhiều. Thường thì nhìn không ra, nhưng khi bà ta muốn thể hiện ra thì nó tự khắc hiện ra trước mắt mọi người. So với văn nhân Mục Nguyệt thì bà ta đáng sợ hơn nhiều. Nếu văn nhân Mục Nguyệt khiến cho người ta phải đề phòng, thì với bà ta mà nói, người ta khó mà phòng tránh được. Bất kể đời nào đều xuất hiện nhân tài hào kiệt, người này ra đi thì lại có người khác thay thế. Lạc Sân lên tiếng nói, mọi người đều là những người trẻ tuổi, tôi già rồi. Tôi không quen mọi người, nhưng chắc mọi người cũng đã nghe qua tên của tôi. Tôi tên là Lạc Sân. Vừa nói dứt lời, thì xung quanh vang lên một tràng pháo tay rào rào không ngớt, như thể có ai đứng sau điều khiển hoặc thuê người khuấy động không khí vậy. Trong lúc mọi người vỗ tay thì Lạc Sân đứng im ở đó, mặt nở một nụ cười rạng rỡ nhìn mọi người, phong thái bình tĩnh, thướt tha. Đợi đến khi tiếng vỗ tay dần lắng lại thì Lạc Sân mới tiếp tục lên tiếng, lâu lắm rồi tôi mới lại đứng lên cái bục sân khấu như thế này, nên cũng không nhớ là phải phát biểu thế nào nữa. Nhưng, ngày trước tôi cũng giống mọi người, cũng vì danh tiếng và lợi ích mà cùng với những người xuất sắc tập hợp lại với nhau. Danh tiếng và lợi ích đều là những thứ tốt, đó không phải là bẩn thỉu, mà chỉ có người sử dụng nó mới bẩn thỉu. Theo đuổi nó cũng chẳng có gì là mất thể diện cả, chỉ có những người thấp hèn mới cảm thấy mất thể diện. Tôi muốn nhìn thấy những người trẻ tuổi có lý tưởng, có tham vọng, có hoài bão lớn lao, bởi vì họ đang cố gắng lưu lại dấu tích của mình ở cái thế giới bấp bênh dễ lãng quên này. Lạc Sân nói xong liền quay đầu lại nhìn Hoàng Thiên Trọng đứng ở sau lưng mình, nói, cũng may là con trai của tôi chính là người như vậy. Tôi rất hài lòng. Nhân vật chính của ngày hôm nay là Hoàng Thiên Trọng, còn nhân vật chính từ hôm nay trở đi là mọi người. Là mẹ của Hoàng Thiên Trọng và cũng là bậc trên của mọi người. Tôi đứng lên đây để cảm tạ mọi người đã quan tâm đến sức khỏe của Thiên Trọng, và chào mừng mọi người đã đến tham gia buổi tiệc tối nay của chúng tôi. Tràng pháo tay lại một lần nữa vang lên, người phụ nữ này cũng khá là biết kích động lòng người. Ít ra thì nghe rồi mà vẫn không cảm thấy phiền phức, nhàm chán và rỗng tuếch. Hơn nữa, là một người mẹ, một số lời nói của bà có phần hơi khác người, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc hay đường đột gì cả. Đệ nhất mỹ nhân nam nào của Yến Kinh quả đúng là danh bất hư truyền. Bạch Phá Cục nhìn văn nhân Mục Nguyệt nói, Mục Nguyệt, em thấy bà ta mà đem so với em thì thế nào? Đứng trên sân khấu, thì bà ấy lợi hại hơn tôi. Văn nhân Mục Nguyệt đáp lại mà vẻ mặt không có gì thay đổi. Ha ha,
Ý của em là khi đứng bên dưới thì em lợi hại hơn bà ấy hả? Bạch Phá Cục tóm lấy ý trong câu nói của Văn Nhân Mục Nguyệt vừa rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt không trả lời. Với độ hiểu biết của Tần Lạc về nàng, thì khi nàng không đáp lại câu hỏi nào đó thì về cơ bản nó được coi như là đã chấp nhận. Vẫn không nên xem thường bà ta. Tần Tung Hoành cười nói, khi bà ấy còn trẻ thì cũng làm say đắm không biết bao nhiêu là anh hùng đó. Kể cả là bây giờ đi chăng nữa thì vẫn có rất nhiều người không thể quên được bà ấy. Tiếng tăm của đệ nhất mỹ nhân Yến Kinh không kém gì Mục Nguyệt bây giờ đâu. Chỉ là sau khi chồng bà ấy mất thì rất ít lộ diện mà thôi. Lạc Sân sau khi nói vài lời dạo đầu thì đẩn con trai mình lên trên trước. Bà là một người phụ nữ thông minh và cũng là một bà mẹ vô cùng trí tuệ. Bà lấy thân phận là đệ nhất mỹ nhân của Yến Kinh để xuất đầu lộ diện, cũng là muốn tôn con trai của mình lên mà thôi. Hoàng Thiên Trọng nở nụ cười cảm kích đối với mẹ mình, sau đó bước đến trước chiếc micro. Hắn không liếc nhìn ra xung quanh, cũng không chăm chú nhìn vào bất kể một nơi nào đó, mà hai mắt hướng xuống phía dưới, nói, đại đa số những người ngồi ở đây đều là bạn của tôi. Bất luận người đó thuộc vào loại gì thì tôi đều hy vọng mọi người đều có được thu hoạch từ buổi tiệc ngày hôm nay. Hắn biết rằng, bất kể là hắn có làm gì thì hắn vẫn là tiêu điểm của ngày hôm nay. Bất luận hắn có nói điều gì thì toàn hội trường này cũng chỉ có một mình âm thanh của hắn. Vì tình hình sức khỏe mà tôi đã rời xa cả 4 năm. Hoàng Thiên Trọng tủm tỉm cười nói, nhìn bộ dạng hắn có vẻ như vô cùng thoải mái. Trong 4 năm này, tôi đã hiểu ra được một đạo lý, đến cũng trần trụi mà đi cũng trần trụi, chẳng có luyến tiếc hay lo lắng gì cả. Cuộc sống không ngừng thay đổi, chỉ có ân oán hận thù. Không sai, lần này tôi quay lại là để báo ơn. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Tất nhiên, tôi cũng có thù hận, một người mà nếu đến cả mối thù của mình cũng quên được thì sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Tôi hy vọng là khi tôi lại một lần nữa rời xa thì tôi sẽ không phải nợ ai bất kỳ cái gì cả và tôi cũng không thích người nào nợ nần tôi cái gì. Tôi không hy vọng mọi người đi trước tôi không thích đi theo người khác. Tôi cũng không hy vọng mọi người lại đi sau tôi không muốn làm lãnh đạo. Tôi chỉ hy vọng mọi người đứng ở bên cạnh tôi, giống như những người anh em vậy, cùng hưởng thụ, cùng chiến đấu. Tôi hy vọng tôi và mọi người có thể trở thành bạn bè, với điều kiện là mọi người phải tình nguyện bỏ ra tình hữu nghị của mình. Hoàng Thiên Trọng khẽ cúi người, nói tiếp, một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay, và tôi cũng hy vọng đồ ăn thức uống của ngày hôm nay hợp khẩu vị của mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Rào rào. Tràng pháo tay vang lên như sấm, thật khó mà tưởng tượng ra được đám công tử ngạo mạn và những người đẹp e thẹn hoặc giả bộ e thẹn kia lại có thể vỗ ra được những tràng pháo tay giòn tan đến vậy. Đợi sau khi Hoàng Thiên Trọng bước xuống dưới rồi thì ánh đèn lại được đổi lại, sau đó trong phòng có tiếng nhạc vang lên. Dạ tiệc là nơi để khách khứa trao đổi, giao lưu với nhau, và cũng là nơi để mọi người nghỉ ngơi cho thoải mái. Bây giờ đến thời điểm khiêu vũ. Không ít quý ông đều chủ động đứng dậy mời người ngồi cạnh mình làm bạn gái khiêu vũ cùng mình, từng đôi một, hoặc xứng đôi, hoặc không xứng đôi đều lần lượt bước từng bước nhảy của mình. Nhưng Tần Lạc lại cảm thấy vô cùng khó xử. Bên cạnh hắn có 3 người phụ nữ. Tất nhiên, hổ nữ có thể không để ý tới. Không phải vì nàng không phải là phụ nữ, mà là do nàng không phải là người phụ nữ của mình. Gạch dưới. Theo như độ thân mật của mối quan hệ, thì hắn phải mời Vương Cửu Cửu mới đúng. Vì hai người đã nhiều lần hoạn nạn có nhau, hơn nữa khi ở Paris còn cùng giường chung gối với nhau, thậm chí còn gần gũi về da thịt ở một mức độ nhất định nào đó. Nhưng, nếu mình đưa Vương Cửu Cửu đi rồi thì Văn Nhân Mục Nguyệt làm thế nào đây? Còn tệ hơn đó là từ trước đến giờ chưa có ai dạy hắn những việc như là khiêu vũ này. Chương 614, dì có nói cho cháu biết là nên nhảy bước đầu tiên như thế nào đâu? Tần Lạc không biết nhảy, bất kể vũ điệu nào hắn cũng không biết. Có một lần hắn có nhìn thấy người ta nhảy hai phóp ở trên đường phố, trông rất tuyệt. Điệu nhảy đó tuy là có phần phức tạp, nhưng với bản lĩnh cùng với cái nền có sẵn của Tần Lạc thì bắt chước vài động tác có độ khó nhất định cũng không phải là vấn đề gì to tát lắm. Nhưng ở một nơi như tối ngày hôm nay đây thì chắc chắn là không hợp cho việc nhảy hai phóp rồi. Còn về phần những vũ điệu khác thì Tần Lạc không có đủ tự tin để thử. Nhưng như thế cũng tốt, Tần Lạc nghĩ. Mình cứ giả ngốc thế này còn tốt hơn là mời một người rồi để mặc một người, để rồi lại đắc tội với người ta. Nhưng, sự tiến triển của sự việc nằm ngoài dự kiến của Tần Lạc. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc một cái, rồi lại nhìn người ngồi cạnh Tần Lạc là Văn Nhân Mục Nguyệt, sau đó thở dài một tiếng, nói với Bạch Phá Cục,
anh Bạch, chúng ta nhảy một điệu đi. Rất lấy làm hân hạnh, Bạch Phá Cục làm một động tác mời của một quý ông lịch sự, sau đó hai người cầm lấy tay nhau bước tới sàn nhảy. Khi Tần Tung Hoành đang định lên tiếng mời Văn Nhân Mục Nguyệt, thì Văn Nhân Mục Nguyệt lại quay người đi về phía phòng nghỉ ngơi, đến cả một lời chào với mọi người cũng không có. Anh chàng đẹp trai, chúng ta cùng nhảy một điệu được không? Hổ nữ quay ra nói với Văn Nhân Chiếu. Vừa rồi khi bọn họ còn đang nói chuyện thì nàng vẫn liên tục nhìn trộm Văn Nhân Chiếu. Nói gì thì nói vẫn còn rất nhiều phụ nữ thích những người như Văn Nhân Chiếu đây. Văn Nhân Chiếu mặc dù có phần không muốn nhưng xuất thân từ một gia đình có giáo dục đàng hoàng thì cậu ta vẫn chấp nhận lời thỉnh cầu không có gì là tốt đẹp này. Cậu ta khẽ cúi người, sau đó cầm tay hổ nữ bước vào đại sảnh đang ngày một náo nhiệt kia. Lúc này đây, những người bên mình đều đi hết cả, chỉ còn lại hai người Tần Lạc và Tần Tung Hoành. Cửu Yên Mị đứng từ xa nhìn hai người đàn ông lạc lõng này, nhưng lại không chủ động tiến về phía trước. Khi có người mời nàng khiêu vũ thì nàng liền tiện thể nhận lời. Hai người đàn ông đó, nàng chẳng muốn đắc tội với người nào cả, vì thế nên nàng chẳng đến mời người nào là hơn hết. Chuyện này có liên quan đến lòng tự tôn và danh dự của một người đàn ông, cứ để mặc bọn họ ngồi ở đó với nhau đi. Gạch dưới, đại thiếu gia, có thể mời anh, nhảy với tôi một điệu được không? Một cô gái trông rất mực dễ thương chạy đến, khuôn mặt nàng khẽ đỏ ửng lên, hai mắt to tròn đầy khát vọng nhìn vào Tần Tung Hoành nói. Tần Lạc không thể không thừa nhận, trong tất cả đám đàn ông ở đây thì ngoài bản thân mình ra thì Tần Tung Hoành là có duyên với phụ nữ nhất. Vừa rồi chỉ đứng cùng nhau có một lúc thôi mà đã có không biết bao nhiêu là cặp mắt trộm liếc về phía này. Gạch dưới tất nhiên là hắn cũng không phủ định đại đa số những cặp mắt này có khả năng là đều đang nhìn mình. Tần Tung Hoành tủm tỉm nhìn cô gái, đầu cô ả ngày càng cúi thấp xuống hơn, hai tay nắm chặt vào nhau, có cảm giác luống cuống không biết làm gì cho phải. Có thể nhận ra rằng, đây là một cô gái xuất thân từ một gia đình rất tốt, nhưng vừa mới đến tuổi đặt chân vào những bữa tiệc xã giao như thế này. Có lẽ nàng đã sớm nghe được danh tiếng của Tần Tung Hoành từ đám bạn bè chị em ở bên cạnh mình rồi. Vì vậy trong lòng mơ hồ đã coi hắn như một thần tượng hay hoàng tử cưỡi bạch mã vậy. Cuối cùng thì nàng cũng lấy hết dũng khí để bước đến đây mời hắn. Chị nào mau đến cứu em với. Tần Lạc thầm gọi trong lòng. Đến cả Tần Tung Hoành còn có người đến mời. Nếu mà vẫn không có ai đến thì hắn không biết phải chui vào cái hố nào cho đỡ xấu hổ nữa. Rất hân hạnh, Tần Lạc nắm bàn tay mềm mại của cô gái, lịch sự nói, cô đẹp lắm. Cảm ơn anh, cô gái xúc động nói, trong nháy mắt. Nàng ta như có thêm được một nguồn sức mạnh vô biên vậy, ngẩng đầu lên với đôi mắt sáng long lanh đầy sao. Tần Tung Hoành liếc nhìn Tần Lạc một cái rồi nắm tay cô gái bước vào sàn nhảy. Thế là Tần Lạc đã trở thành người duy nhất một mình ngồi ở đây. Một người, trông đáng thương hết chỗ nói. Một người, trông vô cùng ngượng ngùng, xấu hổ. Một người. Tần Lạc thất thần trong giây lát, nhưng sau đó lại nghĩ thầm, dù gì thì mình cũng không biết nhảy. Cho dù có đi lên đó thì cũng mất mặt lắm. Hay là mình đi tìm Văn Nhân Mục Nguyệt nói chuyện vậy? Hắn tự nói với lòng mình, nghĩ vậy hắn liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Sao không ra nhảy, trong bóng tối, một bóng hình màu bạc gợi cảm xuất hiện trước mặt Tần Lạc. Tôi không biết nhảy, Tần Lạc nhìn vào người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình nói. Hắn không ngờ là Lạc Sân lại bước tới đây vào lúc này. Bà ta mặc một bộ đồ màu bạc sáng lấp lánh. Vì vậy mà bên ngoài càng tối bao nhiêu thì bộ đồ của bà càng trở nên chói mắt bấy nhiêu. Một người phụ nữ được một tầng ánh bạc bao bọc xung quanh, nhìn giống như nữ thần bước ra từ trong khu rừng rậm bóng tối vậy, lúc ẩn lúc hiện, quyến rũ, mê hoặc, huyền ảo. Xem ra, bà ta đã sớm biết được sẽ màn khiêu vũ này, đây cũng là hiệu quả mà bà ta muốn. Bà ta khẽ nhếch miệng lên tủm tỉm, có phần ngây thơ, lại có chút đáng yêu, nhưng phần nhiều là sự giảo hoạt của một người phụ nữ đã trưởng thành. Khi nhìn thấy nụ cười này thì trái tim Tần Lạc dường như co thắt lại, chẳng khác nào bị đánh đến trọng thương. Đây chắc chắn là một con yêu tinh, Tần Lạc nghĩ thầm. Cậu cũng là một công tử rất có tiếng ở cái đất Yến Kinh này rồi, ngày sau còn phải dự nhiều buổi tiệc kiểu như thế này nữa, sao lại có thể không biết nhảy cơ chứ? Nếu có thời gian, thì phải tìm một giáo viên dạy nhảy đến dạy cho cậu, cha-cha, slow-wheel, tango, samba, những vũ điệu này đều cần phải biết hết đó. Ngừng một lát. Người phụ nữ đưa tay ra nói, nếu cậu không chê thì tôi rất hân hạnh được làm giáo viên đầu tiên cho cậu. Cái này, trong đầu Tần Lạc đột nhiên hiện ra khuôn mặt phẫn nộ đến kinh khủng của Long Vương. Bà ta là người phụ nữ mà sư phụ mình thích,
thì làm sao mình có thể nhảy cùng bà ta được chứ? Xem ra là cậu chê tôi phải không? Nụ cười trên mặt bà ta bỗng nhiên vụt tắt, lại một vẻ nghiêm nghị khiến người ta khó mà hiểu được. Ồ, không, không phải, gạch dưới cháu chỉ là, gạch dưới chỉ là sợ cháu không có thiên phú cho việc khiêu vũ mà thôi. Tần Lạc không biết nên phải nói như thế nào cho phải. Hắn cũng không thể nào nói ra những lo lắng của mình chứ, nói bà là người phụ nữ mà sư phụ mình thích, thì làm sao mình có thể ôm cùng một người phụ nữ với sư phụ của mình được cơ chứ? Không sao, tôi sẽ là một giáo viên tốt, người phụ nữ lại một lần nữa giơ tay mình ra. Thế là Tần Lạc cũng giơ tay ra nắm lấy tay bà ta. Mềm mại, ấm áp, còn phảng phất mùi hương thơm ngát. Mặc dù hắn không ngửi thấy mùi này, nhưng hắn cảm nhận thấy mùi đó ở đâu thì nhất định sẽ là ở đó. Tần Lạc không phải là lần đầu tiên cầm tay phụ nữ, cũng không phải lần đầu tiên sờ tay phụ nữ thế này, lại càng không phải lần đầu tiên bị phụ nữ sờ mó, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy lo lắng, căng thẳng thế này, tựa như một cậu trai tân vậy. Nhưng ông trời có thể chứng giám, khi hắn bị Lâm Hoán Khê đè thẳng xuống giường xé nát quần áo một cách hung hãn, thô bạo, thì hắn cũng không cảm thấy lo lắng, căng thẳng như bây giờ. Đúng là quỷ quái thật, Tần Lạc nghĩ thầm. Hắn thấy lòng bàn tay mình bắt đầu toát mồ hôi, hắn lo sợ cái biểu hiện không được khỏe mạnh này sẽ bị lão yêu tinh này cho rằng đây là một biểu hiện của chứng thận suy. Nếu mình lần sau mà còn ăn hiếp Hoàng Thiên Trọng nữa thì bà ta sẽ an ủi con trai mình là có gì mà phải uất ức, tủi thân thế chứ. Con sao phải tranh với một thằng thận suy làm gì, không biết tên Hoàng Thiên Trọng đó có cười đến bể bụng hay không, nhưng mình chắc chắn sẽ phải chịu oan uổng. Lạc Sân là một người phụ nữ thông minh. Vì vậy mà tất nhiên là bà nhìn ra được Tần Lạc đang rất bối rối. Bà ta khẽ nhếch mép cười, có cảm giác gì đó rất là thích thú, một cảm giác như thể lâu lắm không gặp nhau vậy. Ôm lấy eo của tôi đi, Lạc Sân lại lên tiếng chỉ bảo cho Tần Lạc biết động tác tiếp theo. Tần Lạc giơ tay lần sờ, đó là một nơi vô cùng trơn tru, mềm mại. Không biết đây là do chất vải hay là do bà ta bảo dưỡng làn da của mình quá tốt nên mới láng mịn như vậy. Chẳng khác nào một tấc tơ lụa thuộc vào dạng hảo hạng, chỉ cần nắm vào nó thôi thì tự khắc sẽ rơi tuột luôn xuống. Cũng vô tình, tay Tần Lạc vốn để ở eo của Lạc Sân, giờ lại trơn tuột xuống dưới mông bà ta, chỗ đó có phần nhô lên, như thể có một vật thể làm chướng ngại vật, nên tay không dễ dàng bị rơi xuống dưới nữa. Giống như là cảm thấy có gì tê dại vậy, Lạc Sân hơi lắc nhẹ thân mình, và thế là bộ ngực của bà ta liền vô tình chạm nhẹ vào ngực Tần Lạc, trà sát một chút. Tôi biết là cậu không cố ý vô lễ với tôi, nhưng, gạch dưới động tác tiêu chuẩn của khiêu vũ là đặt tay lên eo, không những thế còn phải khẽ dùng lực để đỡ lấy eo. Lạc Sân nói. Cháu xin lỗi, Tần Lạc lúc này mới phát hiện ra bàn tay của mình còn chưa được sự cho phép của mình mà đã lén lút đưa xuống phía dưới làm trò bậy bạ rồi, nói xong, hắn liền đưa tay đặt vào eo. Lạc Sân khẽ run nhẹ lên một cái, không khỏi thốt lên một tiếng. Bà ta bảo Tần Lạc đặt tay vào eo, nhưng không ngờ tay của hắn không rời khỏi thân thể của bà, mà chỉ lướt nhẹ từ mông lên eo, nếu mà như thế này thì không phải là vô tình nữa mà là cố ý đùa giỡn rồi. Trên thế giới này chỉ có hai người đàn ông biết rằng, thân thể của bà mang theo bảo khí, vô cùng mẫn cảm. Chỉ cần hơi động nhẹ vào thôi là có thể khiến cho thân thể bà có những phản ứng vô cùng mãnh liệt. Chính cái động tác vô tình của Tần Lạc đã khiến cho bà nảy sinh một niềm khoái cảm tràn đầy tội lỗi. Đã biết bao nhiêu năm rồi bà không có cái cảm giác đó. Có lẽ là sau khi chồng bà ra đi cũng nên, gạch dưới. Trong lòng loạn cào cào, bà trợn trừng mắt nhìn Tần Lạc, tức giận nói, đối với người lớn tuổi hơn thì không được vô lễ như vậy. Ồ, cháu xin lỗi. Tay của Tần Lạc rời khỏi eo của Lạc Sân, đặt ở giữa không trung, nói, cháu đã nói rồi, cháu không biết nhảy. Dường như là cũng chẳng có thiên phú gì, gạch dưới hay là hôm nay thôi không học nữa. Chúng ta đứng ở đây cả nửa ngày rồi, lại đột nhiên ai đi đường nấy như thế thì người ta lại tưởng. Lạc Sân có phần phẫn nộ đối với tên tiểu tử này, không biết là hắn sinh ra đã có suy nghĩ ngu ngốc như vậy hay là đang giả bộ nữa, liền nói tiếp, người ta lại cho rằng tôi lòng dạ hẹp hòi không có lòng vị tha, thu nạp người khác. Cậu không cần phải căng thẳng như vậy, chỉ cần nghe theo khẩu hiệu của tôi là được. Sau khi nhảy được vài bước thì tự khắc cậu sẽ biết nhảy ngay thôi. Dễ dàng như vậy sao? Vốn đây cũng không phải là việc khó khăn gì, Lạc Sân nói. Thế cũng được, Tần Lạc lại một lần nữa đặt tay vào eo Lạc Sân rồi nói, thế bây giờ phải làm thế nào? Lạc Sân một tay nắm lấy tay Tần Lạc, còn một tay thì đặt lên vai hắn,
sau đó hai người đứng đối xứng nhau, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, nói, tiến lên nào. Tần Lạc bước một bước lớn về phía trước. Phịch, thân thể của hai người đụng vào nhau, nếu không phải Tần Lạc ôm lấy eo của bà ta thì hai người đã ngã sóng xoài ra đất rồi. Không sao chứ, Tần Lạc quan tâm hỏi. Không sao, Lạc Sân xoa xoa bộ ngực vừa bị đụng của mình, nói, tôi bảo cậu tiến về phía trước. Cháu tiến về phía trước rồi mà, Tần Lạc nói, hắn hồi tưởng lại cảnh tượng vừa mới diễn ra, đúng là mình đã tiến về phía trước mà, đâu có lùi lại sau đâu nhỉ. Nhưng cậu nên bước chân trái lên trước mới đúng, Lạc Sân nói, tên này sao lại chẳng hiểu một chút thường thức thế không biết. Chấm, gạch dưới gì đâu bảo cháu phải bước chân nào lên trước đâu. Tần Lạc oan ức nói. Chương 615, con cũng muốn lấy đệ nhất mỹ nhân của Yến Kinh. Chân của Tần Lạc dẫm thẳng lên chân của Lạc Sân, khi Lạc Sân ngã người về phía sau thì được Tần Lạc kéo ngược trở lại. Và thế là toàn thân người Lạc Sân đổ nhào vào người của Tần Lạc. Mùi hương thoang thoảng thơm ngát như mùi lan rừng phảng phất quanh đây. Cho dù Tần Lạc thấy là về tình về lý thì không nên làm vậy nhưng hắn vẫn không kìm được, liền hít lấy vài hơi. Lạc Sân đỏ ửng mặt, hai mắt giận dữ. Đã biết bao nhiêu năm nay rồi, lồng ngực của bà chưa bao giờ bị va đập vào đâu mạnh đến vậy. Lồng ngực đau thắt, cái cảm giác tê dại đó lan tỏa ra khắp toàn thân, nhưng lại khiến cho bà cảm thấy vô cùng thoải mái. Thậm chí, bà thầm khát vọng có sự đụng chạm như thế này. Tất nhiên là có thể mạnh hơn thế nữa. Lại còn phải cần người ta nói cho cậu biết là bước chân nào lên trước hay sao. Chấm, khi tôi lưu chân trái về trước thì cậu sẽ bước chân phải, còn khi tôi lui chân phải thì cậu sẽ bước chân trái lên trước. Đây là thường thức, cậu đến cả thường thức cũng không hiểu sao. Lạc Sân mặt giận tái mét nói. Bà cũng thấp mình nói có phần hơi quá, không những thế còn có chút hà khắc nữa. Nhưng, bà vẫn không thể nhịn được mà nói toạc ra, tựa như một cô gái nhỏ đang làm nũng với bạn trai của mình vậy. Thật khốn kiếp, Lạc Sân vốn là người thông minh, bà biết được là mình đang mất kiềm chế, nên tự chửi thầm trong bụng. Kiềm chế, phải kiềm chế. Thằng danh này là đối thủ của con trai mình, vì vậy mà cũng là đối thủ của mình. Việc mình phải làm đó là lôi kéo và đả kích một cách bất đắc dĩ. Cháu không hiểu, Tần Lạc nói, cháu đã nói là cháu không biết nhảy rồi, cũng không có thiên phú gì cả, gạch dưới hay thôi không nhảy nữa. Chúng ta ra khỏi vũ trường thôi. Tần Lạc nói xong liền quay người muốn rời khỏi đây. Bà tức giận thì tôi cũng không chịu được đâu, bà đâu phải là vợ tôi đâu. Đợi đã, Lạc Sân kéo áo Tần Lạc lại nói, không được rời khỏi đây vào lúc này. Khi nói lời này thì thái độ của bà cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều. Sự chuyển biến này có khi đến bản thân bà cũng không phát hiện ra. Vì sao vậy? Tần Lạc hỏi lại. Nhạc còn chưa kết thúc mà chúng ta đã rời khỏi đây trước thì người ta sẽ phỏng đoán lung tung. Lạc Sân giải thích, đây là Yến Kinh, nước ở Yến Kinh rốt cuộc là sâu đến mức độ nào thì chắc cậu cũng biết rõ hơn ai hết. Mỗi một lời nói hay hành động nào mà rơi vào tầm mắt của người tiểu nhân, thì đều sẽ bị phóng to sự thật. Chúng ta không cần thiết phải trở thành một loại người khác ở trong sàn nhảy chứ. Tần Lạc hiểu được trạng thái này, và cũng đồng tình với lời nói của bà ta, nhưng hắn không thích cái thái độ kiêu ngạo hơn người của Lạc Sân và giọng điệu coi hắn như một con gà non nớt khi nói chuyện với hắn. Gạch dưới làm gì có con gà nào lại muốn người khác gọi mình là gà chứ? Cháu có thể tiếp tục nhảy cùng gì, nhưng cháu thực sự là không biết nhảy. Tần Lạc nói. Không sao, tôi dạy cậu, không phải ai cũng có thể học được ngay trong lần đầu tiên đâu. Lạc Sân khẽ cười nói. Trong lúc nói thì bà lại đưa tay ra đặt lên vai Tần Lạc, còn Tần Lạc thì không còn nhỏ nhen như trước nữa, tay hắn cũng tìm ngay đến mông của bà. Lạc Sân sau khi hiểu được trình độ của Tần Lạc ở mức độ nào rồi thì dậy lại cũng cẩn thận, kỹ càng hơn nhiều, mỗi một chi tiết hay động tác nhỏ thôi cũng đều nhắc nhở nhiệt tình. Tần Lạc cũng không phải thằng ngu, hơn nữa hắn còn có trong người một nền tảng võ thuật không tồi vì vậy mà lần phối hợp này cũng được coi là ăn ý. Dưới sự dẫn dắt của Lạc Sân thì Tần Lạc cũng bước dần vào ranh giới của khiêu vũ. Cơn sóng nhỏ này cũng qua đi một cách nhanh chóng, ánh đèn lờ mờ. Chỗ mà Tần Lạc và Lạc Sân đứng không phải là chính giữa của vũ trường nên khi hai người dừng lại trong phút chốc thì không làm cho quá nhiều người phải để ý đến. Tần Lạc mặc dù rất cẩn thận rồi nhưng nam nữ ôm nhau nhảy khó có thể tránh khỏi xảy ra va chạm. Hơn nữa Tần Lạc lại còn là một tên gà mờ trong chuyện này, vì vậy mà vẫn xuất hiện những việc như hắn dẫm lên chân của Lạc Sân hay lại bước nhầm chân vì thế mà không khỏi lại một lần nữa đụng vào người của Lạc Sân. Hai người cũng không để ý nhiều đến những chuyện như vậy nữa.
chỉ chăm chú hết mình nhảy nốt điệu này. Khác với những cặp nhảy khác ở chỗ là ánh mắt của hai người gần như là chẳng có bất kỳ trao đổi nào cả, thỉnh thoảng đụng phải cũng né đi một cách nhanh chóng. Tần Lạc chủ yếu là để ý xem mình bước chân nào lên trước, còn tâm trạng của Lạc Sân thì phân tâm, chẳng để ý gì. Không biết bà ta đang nghĩ gì nữa. Có điều là đứng trên lập trường của Tần Lạc, thì cảm giác ôm một người da thịt đầy đặn, nở nang như thế này khiêu vũ cũng không tồi chút nào. Ít nhất thì hắn hiện giờ cũng không có ý định từ bỏ giữa chừng háp đổi người khác. Khi những âm thanh trữ tình cuối cùng kết thúc thì ánh đèn lại được thắp sáng trở lại. Lạc Sân buông tay khỏi vai Tần Lạc một cách tự nhiên, sau đó nói với một giọng điệu đoan trang, lịch sự, cảm ơn cậu. Câu này phải để cháu nói mới đúng chứ. Tần Lạc cười nói, dì là người đầu tiên khiêu vũ với cháu đấy. Vậy sao, thế thì tôi thật là vô cùng hân hạnh. Lạc Sân mím môi cười nói, cậu quả không phải là một học sinh ngoan chút nào. Dì cũng không phải là một cô giáo nghiêm túc. Tần Lạc cũng phản bác lại. Hy vọng còn có cơ hội để nhảy cùng cậu. Lạc Sân hơi gập người chào Tần Lạc, sau đó quay người rời đi. Tần Lạc nhìn theo thân hình yểu điệu và cặp mông lắc lư của bà mà ánh mắt không khỏi đưa lên đôi bàn tay mình. Không biết là bà ấy bảo dưỡng kiểu gì nữa, tính đàn hồi quả là không chê vào đâu được. Tần Lạc thầm nghĩ. Quay lại chỗ văn nhân Mục Nguyệt ngồi uống trà. Tần Lạc hỏi, em không lên nhảy một điệu sao? Nhảy chứ, văn nhân Mục Nguyệt gật đầu nói. Nhảy với ai? Với anh. Anh học không tốt đâu. Tần Lạc nói, vừa rồi còn dẫm vào chân người ta suốt thiếu chút nữa thì ngã lộn người ra đằng sau rồi. Em biết, văn nhân Mục Nguyệt nói, em học rất tốt. Thế rồi, khi bản nhạc thứ hai cất lên, thì Tần Lạc đành phải học tập mấy quý ông khác giơ tay ra mời văn nhân Mục Nguyệt một cách lịch thiệp. Văn nhân Mục Nguyệt không cố tình làm ra vẻ rụt rè hay do dự gì cả, nàng đưa tay đặt vào tay Tần Lạc một cách tự nhiên, sau đó hai người nắm tay nhau bước vào giữa sàn nhảy. Hơn nữa còn chủ động đặt tay lên vai của Tần Lạc. Đây có thể nói là một đôi kỳ quái nhất ở chỗ này. Một người thì mặc áo trường bào màu đen, thoạt nhìn trông giống một ông thầy giáo giả, hơn nữa động tác còn lạ lẫm cổ quái, nhìn không khác gì một tên cương thi chui ra từ trong ngôi mộ cổ từ cả vạn năm trước đang khiêu vũ. Còn người kia thì cũng không mặc đồ dạ hội, nàng mặc một chiếc áo trắng bên trong và một chiếc áo khoác giả vest màu đen ở bên ngoài, làm tôn thêm vẻ đẹp yêu kiều, diễm lệ của nàng. Đó là một vẻ đẹp kết hợp của cả nam lẫn nữ, có cương lại có cả nhu, gợi cảm, rực rỡ. Đây cũng là một đôi gây sự chú ý nhất ở đây. Bởi vì người đẹp nhảy cùng hắn là văn nhân Mục Nguyệt, vì đây là lần đầu tiên văn nhân Mục Nguyệt nhảy cùng người khác. Từ trước đến nay văn nhân Mục Nguyệt chưa bao giờ nhảy trước bàn dân thiên hạ thế này, cũng chưa có ai nhìn thấy dáng điệu của văn nhân Mục Nguyệt khi nhảy. Thậm chí có rất nhiều người hoài nghi văn nhân Mục Nguyệt căn bản là không biết nhảy. Hoặc sẽ nói với tính cách của nàng thì nàng sẽ khinh thường không học những thứ như thế này. Mặc dù một người xinh đẹp lại nổi tiếng mà không biết nhảy thì quả là một việc khó mà tưởng tượng được, nhưng, chắc chắn là có người cho là như vậy. Nhưng hôm nay họ mới biết, hóa ra nàng không phải là không biết nhảy mà chỉ là nàng không thích nhảy với người khác. Điệu nhảy của nàng sao mà tao nhã, sao mà cao quý đến vậy chứ? Cho dù là nàng đang nhảy cùng người khác nhưng vẫn không hề nói cười tùy tiện. Vẻ mặt không có gì gọi là sung sướng, hay đau khổ gì cả, vẫn chuyên tâm chăm chú vào việc mình đang làm, giống như là khi nàng làm việc vậy. Ánh mắt kiên định, bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển, khí thế một nữ vương được bao phủ hết cả hội trường. Tần Lạc thu hút ánh mắt của người khác không phải là do hắn có những bước nhảy vụng về, và cũng không phải là do chiếc áo cổ quái của hắn. Gạch dưới mà là hắn là người duy nhất trong hội trường này cùng một buổi tối nhảy với hai mỹ nhân đẹp nhất Yến Kinh. Công tử Tần Tung Hoành không có diễm phúc đến vậy, kẻ ngông cuồng Bạch Phá Cục cũng không có được cơ hội này, đến cả Thái tử Hoàng Thiên Trọng cũng không nhận được đãi ngộ như vậy, chỉ có hắn, vừa mới ôm từng là người đẹp nhất Yến Kinh Lạc Sân xong, trong nhảy mắt đã lại ôm người đẹp nhất Yến Kinh hiện nay rồi. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, so sánh chỉ khiến cho con người ta tức chết mà thôi. Khi Lạc Sân quay lại phòng nghỉ ngơi thì Hoàng Thiên Trọng đang đứng trước tấm kính nhìn đôi đôi lứa lứa đang nhảy múa ngoài kia. Trịnh Tồn Cảnh đứng ở sau, vẻ mặt trông vô cùng khó coi. Có thể đoán ra được, hắn đã bị thái tử khiển trách về việc Tần Lạc vu oan giá họa cho mình. Thấy Lạc Sân đi vào, Trịnh Tồn Cảnh liền khẽ gật đầu chào bà, sau đó rời đi ra ngoài. Lạc Sân đến bên Hoàng Thiên Trọng, cùng hắn chăm chú nhìn ra thế giới ca hát nhảy múa ở bên ngoài. Hai người đều không có hứng thú nói chuyện,
So với sự hỗn náo, ồn ào bên ngoài thì cái không gian nhỏ bé trong này yên tĩnh đến đáng sợ. Một lát sau, Lạc Sân mới lên tiếng phá vỡ khoảng không gian yên tĩnh. Là chủ nhân, con nên ra bên ngoài mời một cô gái nhảy một điệu chứ. Bất luận là mời ai cũng được, đây là cái phép lịch sự cần phải có. Lạc Sân nói, cũng giống như mẹ mời Tần Lạc đó sao, tùy tiện mời lấy một người. Hoàng Thiên Trọng chăm biếm cười nói, có thể nhận thấy được, hắn đứng trong này nhìn thấy việc mẹ hắn và Tần Lạc nhảy với nhau. Hôm nay mẹ không muốn gây lộn với con, Lạc Sân nói, con sẽ ra ngoài. Hoàng Thiên Trọng biết bà đã giận rồi nên cũng không có ý gây sự nữa, liền nói, nhưng không phải bây giờ. Ánh mắt của con đến cứ chăm chăm nhìn về phía đó cả 3 phút rồi đó. Ánh mắt của Lạc Sân cũng dán về phía mà Hoàng Thiên Trọng đang nhìn, nói. Con chưa từng nghĩ mình sẽ nhìn người khác. Mẹ không hy vọng người con mời là cô ấy. Lạc Sân khuyên nhủ, bà nói với giọng bất đắc dĩ. Quan điểm của bà thường là ngược lại với quan điểm của con trai. Cái mà bà cho rằng có thể làm được thì hắn không làm, còn cái mà bà cho rằng không thể làm được thì hắn nhất định phải làm cho bằng được. Vì vậy mà, khi hai người ở cạnh nhau thì thường bắt đầu bằng tranh luận, và kết thúc bằng việc cãi lộn. Tất nhiên là thỉnh thoảng bà cũng vung bàn tay mình lên cho hắn cái bạt tai. Nếu không phải là cô ấy thì con sẽ không nhảy. Hoàng Thiên Trọng nheo mắt lại cười nói. Con không phải là Vũ Nam, con không có thói quen đi nhảy cùng với người khác. Lẽ nào con còn chưa nhìn ra sao? Văn nhân Mục Nguyệt đã có người trong lòng rồi. Người cô ấy thích chính là người đàn ông mà cô ấy đang ôm kia. Lạc Sân cố gắng không giận dữ để khuyên nhủ con trai mình. Ngày trước, con đã bao giờ thấy văn nhân Mục Nguyệt chủ động nhảy cùng người khác chưa? Cô ấy đã bao giờ từng ôm eo hay cầm tay người ta chưa? Cô ấy không hiểu nổi tình cảm của mình, nhưng chúng ta thì biết, và cậu ấy cũng biết chỉ là cậu ấy giả bộ ngờ nghệch không nói ra mà thôi. Không phải cùng một người làm cùng một việc cho bạn thì bạn sẽ cảm thấy khác biệt một trời một vực, bởi vì cái mà chúng ta để ý đó là người làm việc đó chứ không phải là bản thân việc đó ra sao. Khi bạn có những lưu ý như vậy thì có nghĩa là bạn đã yêu rồi. Thế thì đã làm sao? Hoàng Thiên Trọng hỏi, ngày trước người mà mẹ thích cũng đâu phải là cha con đâu, cuối cùng không phải mẹ vẫn phải gả cho cha đó thôi. Hoàng Thiên Trọng tự tin đầy mình nói, cha con có thể lấy được đệ nhất mỹ nhân của Yến Kinh. Thì con cũng có thể. Nói xong, hắn liền quay người đi ra ngoài. Con định làm gì vậy? Lạc Sân hỏi với theo. Mời cô ấy nhảy. Chương 616, không phải tôi thì chỉ có anh. Văn nhân Mục Nguyệt là người phụ nữ theo đuổi sự hoàn mỹ. Làm bất cứ việc gì, chỉ cần làm, nhất định phải là tốt. Công việc cũng vậy, khiêu vũ cũng thế. Không thể không nói, văn nhân Mục Nguyệt đích thực là một người bạn nhảy rất tài giỏi. Nàng ta không chỉ đạo Tần Lạc nên làm thế nào, không sửa chữa sai lầm của hắn. Nàng ta cũng chẳng cần thể hiện chút thái độ nào, chỉ cần dùng nhịp chân của mình để dẫn dắt Tần Lạc. Nàng tiến thì liền đẩy Tần Lạc lùi sau. Nàng lùi, liền kéo Tần Lạc tiến trước. Đây đúng là người phụ nữ có lực khống chế vô cùng lớn. Tần Lạc trong tay nàng chả khác gì tượng gỗ sống động được nàng khéo léo điều khiển diễn trò. Do vậy, rất nhanh Tần Lạc đã chìm đắm vào thế giới vũ đạo của văn nhân Mục Nguyệt. Theo nàng ta tiến trước lùi sau, đón nàng múa xoay tròn, giống như bướm đang dập dờn bên hoa, rồi lại giống như cá đang ngao du. Thân thể hai người áp sát vào nhau, ánh mắt nhìn thẳng, động tác phối hợp ăn ý, nhìn xa xa thật đúng là rất có chuẩn mực. Kỹ thuật của Tần Lạc tiến bộ thần tốc, hắn không giống như người mới học nhảy lần đầu, cũng chả giống người lần thứ hai khiêu vũ. Không có dẫm chân, không có đụng chạm vào trước ngực của văn nhân Mục Nguyệt như những người mới học khiêu vũ hay mắc phải. Thậm chí dưới sự dẫn dắt của văn nhân Mục Nguyệt, lòng tự trọng của người đàn ông trong hắn liền trỗi dậy, muốn giành quyền chủ động. Khi âm nhạc vừa tắt, cả đại sảnh liền vang lên tiếng vỗ tay không dứt. Ánh đèn sáng rực, vô số người đứng bên ngoài vỗ tay trầm trồ khen ngợi hai người. Tần Lạc lúc này mới phát hiện, hóa ra có rất nhiều người đã tự động rút lui khỏi sân nhảy, nhường lại vị trí trung tâm cho đôi nam nữ đang say mê khiêu vũ. Văn nhân Mục Nguyệt sớm đã phát hiện sự kỳ lạ của đám đông. Chỉ là không thể hiện gì mà thôi. Còn tâm trí của Tần Lạc hoàn toàn tập trung vào bước nhảy của bản thân, mảy may không để ý gì đến bên ngoài. Ở điệu nhạc này dường như hai người đã trở thành cặp nhảy đứng đầu. Đối mặt với ánh mắt vui sướng ngạc nhiên và tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người, văn nhân Mục Nguyệt chỉ hờ hững gật đầu. Sau đó liền đi đến khu vực nghỉ ngơi bên cạnh, Tần Lạc vừa bẽn lẽn cười vừa chắp tay thi lễ xung quanh.
Kẻ hèn hạ rất thích thú hưởng thụ cái cảm giác được người khác ủng hộ. Đặc biệt lại vào cái lĩnh vực mà mình chả biết gì. Chị Mục Nguyệt, hai người phối hợp quá tốt. Vương Cửu Cửu chạy đến bên cạnh văn nhân Mục Nguyệt nói ngay đến cả khúc gỗ thô kia vào tay chị mà cũng có thể khắc ra được hoa văn. Thật là giỏi. Em nói khối gỗ thô là chỉ anh à. Tần Lạc vừa đi tới liền nghe thấy lời nói của Vương Cửu Cửu. Chả lẽ anh không nghĩ thế? Vương Cửu Cửu cười tủm tỉm, trêu ghẹo Tần Lạc. Điệu nhạc tiếp theo em hãy nhảy cùng anh ấy. Văn nhân Mục Nguyệt nói với Vương Cửu Cửu. Nàng không hề thấy ghét Vương Cửu Cửu, ngược lại còn có chút gì đó yêu mến nàng ấy. Tính tình của văn nhân Mục Nguyệt lãnh đạm đó là bởi vì nàng không quen thể hiện. Cho nên điều nàng thích ở Vương Cửu Cửu chính là cái tính cách chủ động nhiệt huyết kia. Hay là thôi, hai người nhảy hay như vậy, em sẽ không kéo anh ấy lên bêu xấu đâu. Vương Cửu Cửu xua xua tay. Chị Cửu Cửu nhảy đi mà, chị nhảy cũng rất tốt mà, chị chả phải là công chúa vũ hội của đại viện chúng ta sao? Hồ nữ biết Vương Cửu Cửu rất thích Tần Lạc, vì vậy mới khuyến khích nàng ta. Điệu nhạc thứ nhất vừa kết thúc, nàng thấy văn nhân chiếu đã biến mất lúc nào. Điều này làm nàng rất hậm hực, muốn nhảy cũng không muốn. Cái gì là công chúa vũ hội? Cả em vào nữa thì đại viện tổng cộng có 5 đứa con gái. Còn lại đều là đám con trai khiêu vũ như lũ gấu ngốc nghếch. Chị chả qua là nhảy tốt hơn chút trong 5 người thôi. Vương Cửu Cửu khó xử giải thích. Điệu nhạc tiếp theo chúng ta sẽ nhảy. Tần Lạc nhìn Vương Cửu Cửu nói. Đây là mời chứ. Em còn nghi ngờ gì nữa? Tần Lạc cố ý dùng ngữ khí và lời nói khinh thường trêu lại nàng ta. Thôi được, Vương Cửu đặt tay mình vào bàn tay của Tần Lạc, nói tiếp, em nhận lời mời của anh. Tuy có hơi muộn, nhưng đã đến lúc. Hai người đợi âm nhạc cất lên rồi mới bước vào sân nhảy. Hoàng Thiên Trọng bước nhanh hướng về bên này. Trên đường đến, người tiến đến chào hỏi hắn không ngớt, hắn đều mỉm cười gật đầu, nhưng không có dừng lại nói với ai cái gì. Càng không để ý đến lời mời khiêu vũ của các cô gái khác, đi thẳng đến chỗ của văn nhân Mục Nguyệt, cười cười nói, phải để người khác nhắc tôi mới nhớ ra. Hôm nay tôi là chủ bữa tiệc, đáng lý phải mời một người con gái xinh đẹp thế mới đúng. Mục Nguyệt, không biết tôi có vinh hạnh đó không? Vừa nói hắn vừa đưa tay ra mời Mục Ngu Vệt, thoáng chốc ánh mắt của mọi người đều lặng lẽ nhìn và chờ đợi. Bọn họ đều biết người phụ nữ mà Hoàng Thiên Trọng yêu chính là văn nhân Mục Nguyệt. Mẹ của hắn trước kia là đệ nhất mỹ nữ ở Yến Kinh. Và bây giờ hắn cũng muốn ôm trọn cả đệ nhất mỹ nữ kia. Người đàn ông này thật sự quá tham lam. Không ít người nhìn khắp bốn phía tìm bóng dáng của Tần Tung Hoành, xem thái độ của hắn ta bây giờ thế nào. Bởi vì tất cả mọi người đều biết chuyện Chí công tử theo đuổi văn nhân Mục Nguyệt. Mà lúc này Hoàng Thiên Trọng mời nhảy, không phải là có ý công khai tranh mỹ nữ sao? Đáng tiếc. Tần Tung Hoành giống như là không cần bói toán đã chạy đến xó xỉnh nào đó làm người khác khó phát hiện ra hắn. Hồng Nhan là mầm mống gây tai họa, từ xưa đến nay xung quanh đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh đều là họa gió tanh mùi máu, tranh nhau đến đầu rơi máu chảy. Cuối cùng hoa rơi vào tay ai thật đúng là không thể biết trước được. Theo tư duy bình thường, chủ nhà đã mời thì phụ nữ bình thường khó mà từ chối. Điều này chả liên quan đến việc thích hay không thích, mà đây là lễ tiết. Lại nói vừa nãy Hoàng Thiên Trọng đồng ý thả Lôi Diệu Dương rõ ràng là do nể mặt văn nhân Mục Nguyệt. Như vậy, văn nhân Mục Nguyệt đã thiếu một món nợ nhân tình với Hoàng Thiên Trọng. Lúc này mà từ chối thì thật sự là không coi trọng nhân tình. Nếu văn nhân Mục Nguyệt là một người phụ nữ bình thường theo đúng tư duy của người bình thường thì tất thảy không cần phải nói làm gì. Nhưng nàng ta là văn nhân Mục Nguyệt cơ mà. Thực xin lỗi, mỗi lần vũ hội tôi sẽ chỉ nhảy có một điệu thôi. Văn nhân Mục Nguyệt nhẹ giọng nói, không chút gì che giấu lời cự tuyệt của mình, tôi nghĩ, những người khác sẽ rất vui lòng được nhảy cùng anh. Văn nhân Mục Nguyệt nói những người khác là để chỉ những người con gái khác đang tham gia bữa tiệc này. Đó là những cô gái vừa bị Hoàng Thiên Trọng bỏ qua. Nụ cười trêu mặt hắn vụt biến mất, vẻ mặt không có gì là giận dữ, lúng túng hay biến sắc. Mà lại giống như đang trầm ngâm suy nghĩ vậy, vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh chăm chú suy tư. Thật lâu, hắn mới gật nhẹ đầu nói, tôi tôn trọng thói quen của em. Hôm nay đã tới chậm một bước rồi, lần sau sẽ không đâu. Nói xong liền dứt khoát quay người rời đi. Vương Cửu Cửu kéo tay của Tần Lạc nói, vậy anh có thể yên tâm khiêu vũ với em rồi phải không? Phòng hút thuốc ở nơi công cộng hầu như chỉ là nơi dành cho nam giới tụ tập, hiếm khi thấy nữ giới ở đây. Lúc Bạch Phá Cục đến, tất cả những người trong phòng đều đứng dậy, kẻ dâng thuốc, kẻ giúp châm lửa.
sau đó cả đám đông cùng đứng vây quanh hắn nói chuyện phiếm. Mọi người đều biết Bạch Phá Cục là một nhà mạo hiểm, rất yêu thích đi đến những nơi nguy hiểm trên thế giới để tìm cảm giác đầy kích thích trong cuộc chiến sinh tồn. Vì vậy đề tài nói chuyện của mọi người đều khai thác xung quanh những chuyện này. Có người kể một người bạn nào đó của hắn ở rừng nguyên sinh Đông Bắc săn được một con gấu rất to. Nhưng cũng chỉ nặng có gần 100 kg, không bằng con gấu kia của Bạch Phá Cục. Có người còn kể ba đứa con của anh trai của dượng anh ta. Vào rừng nhiệt đới ở Việt Nam đã bắt được 12 con rắn mắt kính. Trong đó có một đôi rắn vương. Lại còn có kẻ kể hắn đi biển Tam Á, tình cờ nhìn thấy mỹ nhân ngư, mặt người thân cá. Sau khi hôn mấy phát không biết làm gì nữa đành phải thả ra. Bạch Phá Cục thừa biết những kẻ này đang bốc phét hoặc là đang muốn sưu tập tài liệu hiện trường yêu thích của mình. Nhưng hắn vẫn rất hồ hởi thảo luận cùng bọn họ, thậm chí hắn còn hết lòng kể lại những kinh nghiệm mạo hiểm của bản thân mình. Tiếng hoan hô, tiếng cười đùa, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười sảng khoái. Niềm vui này chỉ có đàn ông mới hiểu, không thể diễn tả bằng lời được. Lúc này mọi người mới bất ngờ phát hiện hóa ra Cuồng Vương không phải chỉ biết phát rồ, mà có lúc cũng thật bình dị gần gũi. Khi Tần Tung Hoành bước vào, lần chuyện trò vui vẻ này mới chấm dứt. Sau khi chào hỏi Tần Tung Hoành xong, lần lượt từng người rời khỏi khu vực cho phép hút thuốc, nhường lại khoảng không rộng rãi cho hai nhân vật đặc biệt. Cho tôi một điếu thuốc, Tần Tung Hoành đến trước mặt Bạch Phá Cục giơ tay về phía hắn. Bạch Phá Cục lấy từ trong túi áo ra một hộp thuốc, rồi rút một điếu thuốc mời hắn, hơn nữa còn ân cần giúp hắn châm thuốc, không phải anh không hút thuốc sao? Những lúc tâm trạng không tốt hoặc tâm trạng tốt liền rất thích hút hơn hai điếu. Thuốc ngon hay không ngon không quan trọng, chỉ là cảm thấy vừa hít vừa nhả khói, tâm trạng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Tần Tung Hoành vô cùng thẳng thắn đáp. Bạch Phá Cục có phần kinh ngạc liếc nhìn Tần Tung Hoành, hỏi, vậy bây giờ thì sao? Hút thuốc vì tâm trạng tốt hay xấu? Rất không tốt, Tần Tung Hoành chả cần che giấu, thẳng thắn trả lời. Bất cứ chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng chút. Bạch Phá Cục an ủi hắn như một người lâu năm của mình. Rảnh rỗi thì nên ra ngoài nhiều, con người cứ phải nên bồi dưỡng niềm đam mê của mình mới tốt. Anh có thể không tin, thế giới bên ngoài thật sự có rất nhiều sắc màu. Anh có biết lần đầu tiên tôi bị ăn một vố lừa là ở đâu không? Không phải tại Yến Kinh, cũng không phải nơi long xà hỗn tạp Thượng Hải hay Dương Thành. Mà ở một thị trấn hẻo lánh, tôi bây giờ cũng không còn nhớ tên nơi đó nữa. Tôi đã gặp một ông lão bề ngoài nhìn rất trung hậu, thế mà bị lừa mất 20 đồng. Giờ đây nhớ lại đúng là vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Hóa ra trải nghiệm bị lừa cũng cho người ta nhiều dư vị. Tần Tung Hoành cười lớn, thật đúng là hâm mộ anh. Vậy mà lại có trải nghiệm như vậy. Anh từ trước đến nay không bị người khác lừa gạt. Không có, Tần Tung Hoành hít vào một hơi thuốc lá, lắc đầu chỉ biết oan uổng là thế nào. Nhưng tôi không thích bị lừa, lại càng không thích bị oan. A Bạch Phá Cục cũng rút điếu thuốc rồi châm lửa đã sống, tất cả hai chuyện này không thể nào tránh khỏi. Đúng vậy, Tần Tung Hoành nói, nhưng, anh định để tôi giúp anh cõng cái họa này bao lâu nữa đây? Anh nghi ngờ tôi hãm hại anh, Bạch Phá Cục cười. Người khác không tin, nhưng tôi tin, những việc này không phải tôi làm. Tần Tung Hoành thẳng thắn nói, không phải tôi, thì chỉ có anh. Chương 617, Đoạn Tử Tuyệt Tôn. Sau khi khẳng định, Tần Tung Hoành rơi vào trầm tư. Cúi đầu lặng lẽ hút thuốc, không nhìn lại Bạch Phá Cục như là khẳng định rất chắc chắn phán đoán của mình, như là đang chờ đợi lời giải thích của Bạch Phá Cục. Bạch Phá Cục cũng hít vào nhả ra khỏi thuốc, không có ý giải thích hay là phủ nhận. Người không vội, kẻ cũng không gấp, hai người chăm chú vào khói thuốc, giống như điếu gấu mèo trên tay có sức hút như thuốc phiện của phương Tây. Hết một điếu, Bạch Phá Cục liền rúi rúi đầu thuốc vào gạt tàn, đầu ngón tay thô ráp ấn bao thuốc. Rồi ngẩng đầu lên nhìn Tần Tung Hoành, tại sao không thể là người của văn nhân, tại sao không thể là những người khác? Anh đang coi thường trí tuệ của tôi sao? Tần Tung Hoành cười nhạt. Nhưng, anh biết thì sao? Bọn họ không tin. Không sai, bọn họ đúng là không tin. Tần Tung Hoành nói tiếp, bọn họ có hai đối tượng, một là tôi, hai là anh. Và có lẽ còn có những ai khác, đáng sợ là tất cả chứng cứ rất bất lợi cho tôi. Thậm chí tôi cũng không biết các anh làm thế nào mua chuộc được Vô Tâm Hòa Thượng, khiến lão đầu chọc có thể dùng cái chết của mình để toàn thành trọn vẹn cục diện cho các anh. Nhưng tôi biết, chuyện này không phải tôi làm. Mục tiêu của tôi chỉ có một, chính là anh. Bạch Phá Cục cười ha hả, tôi không quan tâm anh nghĩ ra sao, cái tôi quan tâm là họ nghĩ thế nào. Hay là tôi đứng về phía anh nhỉ?
Tần Tung Hoành không ngờ hắn ta có thể bộc trực không kiêng dè như vậy, liền chăm chú nhìn hắn, thấy hắn nửa cười nửa không mới nói, anh để tôi và văn nhân ra đối đầu nhau rồi ngồi làm ngư ông đắc lợi. Bạch Phá Cục nói anh không ngốc, vậy anh thấy Mục Nguyệt ngốc sao? Còn thông minh hơn cả tôi, Tần Tung Hoành nói. Cho nên, nàng ta rõ rành rành hoài nghi anh là hung thủ nhưng lại lần nữa không hành động. Nguyên nhân không phải là đề phòng Bạch gia sao? Bạch Phá Cục tiếp tục nói, bất kể đứng ở phía nào. Bạch gia cuối cùng cũng muốn tham gia, mà sự lựa chọn của Bạch gia cũng chính là quyết định thắng thua toàn cục diện. Ít nhất, bây giờ Bạch gia cũng có sự tự do lựa chọn lập trường. Anh không có. Anh không sợ tôi sẽ liên kết với văn nhân để đối phó với anh. Tần Tung Hoành cười mỉm. Không thể, Bạch Phá Cục nói, Mục Ngu Việt không ngốc, nàng ta nhất định sẽ ghi nhớ món nợ mới này. Văn nhân lão gia cũng không có hồ đồ, ông ta nhất định sẽ tiết lộ vết sẹo của trước kia. Anh sẽ không có chọn lựa nào, chỉ có thể bị động ứng chiến và bị động lựa chọn. Tôi sẽ hết sức giải thích, tránh xung đột trực diện với Mục Nguyệt. Tôi nghĩ, sự tình một ngày sẽ lộ chân tướng, Tần Tung Hoành nói. Bạch Phá Cục nhìn Tần Tung Hoành, nói, tôi không thông minh bằng anh. Về điểm này tôi thừa nhận, nhưng anh có biết về điểm nào anh không bằng tôi không? Tôi không thẳng thắn bằng anh, Tần Tung Hoành nói. Sai, anh đúng là còn giả dối hơn tôi. Bạch Phá Cục nói tiếp, anh không thấy cả ngày nói những lời lừa gạt người khác, lừa gạt bản thân mình rất mệt sao? Hay cho là một chút cũng không mệt, lẽ nào anh chưa từng nói lời chân thật, có cơ hội hãy đứng trước gương mà luyện tập, cái cảm giác này thật đúng là rất rất thú vị. Cảm ơn lời đề nghị của anh, tôi sẽ thử, Tần Tung Hoành không thèm để ý đến lời mỉa mai của Bạch Phá Cục, rất bình tĩnh đáp lại. Bạch gia, Tần gia và Văn Nhân gia cùng đứng ở thế chân vạc. Nếu có thể duy trì xu hướng cùng phát triển, thì sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nếu một bên hoặc hai bên tụt hậu, tất sẽ xảy ra vấn đề. Sẽ có một nhà bị thâu tóm. Không phải là Tần gia thì Bạch gia, không thì Văn Nhân gia. Chẳng lẽ trong lòng anh chưa từng nghĩ việc thôn tính Bạch gia hay Văn Nhân gia? Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến việc một nhà độc chiếm? Nghĩ hay không nghĩ, đó là chuyện của tôi, Tần Tung Hoành nói. Bạch Phá Cục đứng dậy. Đối diện Tần Tung Hoành vỗ vỗ ngực mình, có lẽ kẻ thắng lợi cuối cùng là anh. Nhưng anh biết hay không, anh đã thua 20 năm rồi. Bởi vì trong 20 năm trước khi anh thắng, mỗi ngày của tôi đều muôn màu muốn vẻ hơn anh. Tôi nói ra tất cả những lời tôi muốn nói, trong lòng tôi thấy rất sảng khoái. Anh vẫn là kiềm nén bản thân mình, không trở thành kẻ biến thái thì cũng trở thành kẻ tâm thần. Hy vọng anh trở thành kẻ thứ hai. Tần Tung Hoành dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào hắn. Bạch Phá Cục vẫn nghênh ngang rời đi. Tần Lạc không phải nhân vật quan trọng, cũng không phải là nhân vật chủ nhân đặc biệt yêu quý. Vì thế, cuối buổi tiệc lúc chưa kết thúc hắn liền chuẩn bị rời đi. Hắn đi, Vương Cửu Cửu và Hổ Nữ cũng tự nhiên đi theo. Còn Văn Nhân Mục Nguyệt để Văn Nhân Chiếu thay mình chào Hoàng Trọng Thiên, rồi nàng cũng cùng rời đi với Tần Lạc. Mai em sẽ ở công ty đợi anh, Văn Nhân Mục Nguyệt nói với Tần Lạc. Được, mai anh sẽ tới công ty. Tần Lạc gật đầu, hắn là trợ lý nam số 1 của Văn Nhân Mục Nguyệt. Văn Nhân Mục Nguyệt gọi hắn tới, nhất định là có chuyện quan trọng cần bàn bạc với hắn. Văn Nhân Mục Nguyệt tạm biệt Vương Cửu, sau đó liền kéo tay Văn Nhân Chiếu vào chiếc xe sang trọng có tầng tầng lớp lớp bảo vệ. Vốn dĩ Văn Nhân Chiếu không muốn rời đi, nhưng mà có Hổ Nữ ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng không dám ở lại lâu, liền hô to tạm biệt anh rể, rồi nhanh nhẹn chui vào trong xe. Hổ Nữ nhìn theo hồi lâu rồi khuôn mặt dần dần ảm đạm. Nhưng cũng biết dung mạo, dáng người mình, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Em không cách nào điều khiển được hình dáng của mình, càng không cách nào khống chế được tình cảm của em với anh. Chị Cửu Cửu, em nhớ ra có chuyện cần đi giờ, không đi cùng chị được nữa. Hổ Nữ biết ý nói với Vương Cửu Cửu, chị hãy để Tần sư phụ đưa chị về nha. Nàng biết Vương Cửu Cửu luôn một lòng nhớ thương Tần Lạc. Thế nên mới tạo cơ hội cho hai người bọn họ ở cùng nhau. Vương Cửu Cửu nắm chặt tay Hổ Nữ, nhìn đôi mắt trong veo ngây thơ trên khuôn mặt mập mạp của đứa trẻ này. Chị Cửu Cửu còn chuyện gì à? Hổ Nữ bị nàng ta xem như chip bông. Vương Cửu Cửu vươn tay ôm lấy Hổ Nữ, nói giọng nhỏ nhẹ bên tai, chị em chúng ta đều giống nhau. Nhưng chị vẫn kiên trì, em vừa mới bắt đầu đã bỏ cuộc rồi. Hổ Nữ xúc động ôm lấy Vương Cửu Cửu. Vành mắt liền đỏ lên, chị Cửu Cửu, cảm ơn chị. Nhưng em biết em không đủ tốt. Đủ hay không đủ không phải em nói là được, phải là đối phương nói mới được. Vương Cửu Cửu véo má yêu Hổ Nữ,
cười an ủi lái xe chị về đi. Nếu thấy tủi thân thì ôm gối khóc một hồi, mỗi người con gái đều có quyền lau nước mắt mà. Ừ, Hổ Nữ gật đầu. Đến khi Hổ Nữ lái chiếc xe màu hồng BMW của Vương Cửu Cửu rời đi, Tần Lạc mới nhìn Vương Cửu Cửu, cô bé thích văn nhân chiếu. Có phải thấy rất lạ? Vương Cửu Cửu hỏi lại. Không, Tần Lạc nói tiếp, văn nhân chiếu rất đẹp trai. Đúng vậy, Hổ Nữ ngoại trừ tướng mạo, còn về các phương diện thì đều rất tốt. Thật đáng tiếc, con người vẫn cứ luôn vì chuyện khó lựa chọn mà ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình. Dung mạo, xuất thân, còn có cả tình cảm. Vương Cửu Cửu nói ra cảm xúc từ đáy lòng mình. Tần Lạc không muốn nói về chuyện này nữa, liền muốn né tránh Lôi Diệu Dương sẽ được thả. Hắn ta tuy đã đồng ý thả người, không nuốt lời thì mới tốt. Thả rồi, Vương Cửu Cửu nói trong lúc khiêu vũ, em đã nhận điện thoại. Hắn ta bây giờ đã được đưa đến viện điều dưỡng 106. Thương thế rất nặng, Tần Lạc cau mày hỏi. Nếu như không bị thương, thì sẽ không vừa thả đã được đưa liền tới viện điều dưỡng quân dụng. Anh có thời gian không? Vương Cửu Cửu hỏi. Đi thôi, đi xem thế nào, Tần Lạc nói hy vọng bọn họ đừng có vượt quá ranh giới làm người. Chiếc xe của Vương Cửu Cửu đã đưa cho Hổ Nữ. Hai người đành ngồi trên chiếc xe của Đại Đầu. Đại Đầu đã từng đến viện điều dưỡng, cho nên rất rành đường. Xe vừa mới đi vào bãi đỗ xe của viện liền có một người mặc đồ đen tới nghênh đón. Hiển nhiên là viện đã biết bọn họ sẽ tới. Người đàn ông đứng thẳng trước mặt Vương Cửu Cửu nói, tiểu thư. Lôi thiếu gia ở phòng 601. 601 là phòng dành cho người có bệnh nặng. Vương Cửu Cửu xoay người về phía Tần Lạc giải thích. Dưới sự hướng dẫn của người đàn ông kia, mấy người vào thang máy lên phòng 01 của tầng 6. Trong phòng đã bận rộn vài vị bác sĩ, có người đang lau chùi cơ thể người bệnh và khâu lại mọi vết thương lớn nhỏ trên người bệnh, người thì cầm máy móc trên thân người, còn có người chụp lại ảnh. Trên đầu quấn nhiều lớp băng gạc nên không rõ giờ bộ dạng hắn ra sao. Nhưng mà nhìn những vết máu đỏ thẫm trên băng gạc thì rõ ràng những ngày này hắn phải chịu không ít oan ức. Thương thế thế nào? Vương Cửu Cửu hỏi. Không đến mức nguy hiểm tính mạng, bác sĩ phụ trách phẫu thuật Tôn Thiếu Phương đưa mọi thiết bị trên tay cho đồng nghiệp, đến trước mặt Vương Cửu Cửu nhưng, tình hình rất nghiêm trọng. Sao? Vương Cửu Cửu nghi ngờ hỏi. Tôn Thiếu Phương chỉ vào đôi chân của Lôi Diệu Dương nói hai chân đều bị đánh gãy. Vừa đưa bệnh nhân đi chụp, kết luận chân trái còn có hy vọng hồi phục, chân phải sợ là không thể dùng được nữa. Vương Cửu Cửu trợn cả hai mắt, đến âm thanh cũng biến đổi, còn những bộ phận khác. Trong đầu tụ huyết, có thể là bị đánh, nhưng đây không phải là vấn đề, vết thương trên người cùng vết bầm không sao, dùng ít thuốc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì sẽ tốt thôi. Chỉ là, Tôn Thiếu Phương muốn nói lại thôi, vẻ mặt không được tốt lắm. Làm sao? Tần Lạc đến hỏi. Anh xem đi, Tôn Thiếu Phương kéo quần của Lôi Diệu Dương xuống cho Tần Lạc xem, trong miệng không ngừng nói, quá độc ác. Thật sự quá độc ác, những kẻ này, nói rõ là muốn đoạn tử tuyệt tôn người ta. Tần Lạc nhìn thấy phần dưới của Lôi Diệu Dương lờ mờ máu thịt. Trong lòng phải đè nén sự căm phẫn và bi thương. Giết người chỉ cần đạp người ta xuống đất, cần gì phải làm hại người ta đến mức này. Lôi Diệu Dương không phải là người tốt. Lúc trước hắn bị thái tử sai đến dùng súng khiêu khích Tần Lạc. Nhưng sự trừng phạt này quả thật là tàn nhẫn. Con mẹ nó, Vương Cửu Cửu dùng chân đá vào tường, không thể nhịn được liền lớn tiếng nói tục. Hắn thiến của Lôi Diệu Dương, ta cũng phải đá vào cái dương vật của nó. Tần Lạc liền ôm lấy nàng không thể dễ dàng cho hắn vậy được. Chuyện này hãy để anh làm. Để đôi chân nhỏ nhắn của nàng ta đi đá vào cái bẩn thỉu của Hoàng Thiên Trọng, Tần Lạc thật sự là không nỡ. Chương 618, thần châm tục căn. Còn có thể cứu không? Vương Cửu Cửu ôm Tần Lạc, vẻ mặt đau lòng nhìn hắn nói, anh ta dù sao cũng là người của Vương gia. Lần này vì giúp chúng ta nên mới phản bội Hoàng Thiên Trọng. Y thuật của anh rất lợi hại, đến trùng độc của văn nhân Mục Nguyệt anh cũng có thể chữa khỏi, liệu có thể chữa cái kia cho anh ta không? Tần Lạc kinh ngạc nhìn Vương Cửu Cửu, chuyện trùng độc của văn nhân Mục Nguyệt em cũng biết. Tất nhiên rồi, Vương Cửu Cửu nói. Ở Yến Kinh có chuyện gì có thể che mắt được em chứ? Tần Lạc thầm nghĩ đúng là thế thật, mạng lưới tình báo của Vương gia đương nhiên coi chuyện ba nhà Tần, Bạch, văn nhân là trọng tâm chính trong công việc của họ. Lúc đó, chuyện hắn bế văn nhân Mục Nguyệt rồi còn mắng cho bọn người văn nhân không một trận đã lan truyền khắp Yến Kinh từ lâu rồi, và tất nhiên với những kẻ nhanh nhẹn đã biết văn nhân Mục Nguyệt mắc bệnh nặng. Nhưng người có thể biết văn nhân Mục Nguyệt trúng trùng độc thì cực kỳ ít.
Tần Lạc đi qua Vương Cửu Cửu đến bên Lôi Diệu Dương bắt mạch cho hắn, phần dưới của hắn chưa phải hoàn toàn đã bị hỏng hẳn, chỉ dùng thủ đoạn bạo lực đá nát thôi. Vì vậy, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội trị khỏi. Đương nhiên, chỉ là sợ tổn thương hệ thống tinh hoàn quá nghiêm trọng. Nếu thế thì, rất khó có cơ hội phục hồi. Vậy anh mau nhìn đi, cái đó nó có tổn thương quá nghiêm trọng không? Vương Cửu Cửu thúc giục hắn. Xem ra nàng ta thật muốn Lôi Diệu Dương bình phục. Cho dù lúc trước nàng vô cùng không thích hắn, nhưng cũng không muốn hắn phải chịu trừng phạt tàn khốc thế này. Em ra ngoài đi, Tần Lạc nói với Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu biết Tần Lạc muốn kiểm tra chỗ đó của Lôi Diệu Dương. Và tất nhiên con gái không tiện nhìn chỗ đó. Do vậy nàng khôn khéo mà rời đi. Cắt bỏ quần của hắn, Tần Lạc nói. Tôn Thiếu Phương là bác sĩ quân y, hơn nữa còn có cấp bậc nhất định. Bình thường là một nhân vật rất kiêu ngạo, nhưng lại không thể không xem trọng lời nói của Tần Lạc. Bởi vì hắn ta vừa tận mắt nhìn thấy đại tiểu thư áp cả người vào Tần Lạc. Vương Cửu Cửu có thân phận thế nào? Viện trường viện điều dưỡng gặp nàng ta cũng phải nhún nhường khom lưng tận tâm hầu hạ nàng. Không biết thân phận của Tần Lạc ra sao? Có quan trọng không? Tần Lạc nói xong, hắn khẩn trương bảo mọi người, hãy cắt quần hắn ta ra. Y tá gật đầu rồi lập tức tuân theo bác sĩ điều trị. Cầm lấy kéo chuyên dụng cắt bỏ chiếc quần trên người Lôi Diệu Dương. Sau đó Tần Lạc bước tới xé chiếc quần ra hai bên. Hành động này làm phần dưới của Lôi Diệu Dương lổ lộ trước mắt của mọi người. Một khối thịt và máu mơ hồ không rõ, rất giống với một đống thịt nát. Vị trí này rất đặc biệt, không cách nào băng bó hoặc là bó bột. Bạn đã từng thấy vị bác sĩ nào bó bột cho cậu nhỏ của bệnh nhân chưa? Mặt trên bôi thuốc mỡ màu xanh. Có vẻ như bác sĩ đã khử trùng và điều trị. Loại thuốc mỡ này có tác dụng gì thế? Tần Lạc hỏi. Làm lưu thông máu, tan máu bầm, nhanh chóng khép vết thương. Tôn Thiếu Phương giải thích cặn kẽ lúc đưa vào đây, chỗ đó vẫn rỉ máu. Đó là vết thương mới, có lẽ lúc gần đưa đến đây thì mới bị làm ra vậy. Trong nội tâm Tần Lạc âm thầm phẫn nộ. Khẳng định là Hoàng Thiên Trọng bức ép mình xin lỗi liền bị từ chối, hắn liền ghi hận trong lòng. Đành phải dồn món nợ mới trên người của Lôi Diệu Dương. Tuy hắn ta đã đồng ý thả người, nhưng vẫn muốn dùng trọng hình với Lôi Diệu Dương. Tần Lạc gật đầu, rút một ngân châm từ trong tay áo, nhờ y tá dùng cồn khử trùng, sau đó một châm đâm vào huyệt tàng tinh dưới tinh hoàn. Không có bất kỳ sự phản ứng nào. Đống thịt nát đó động cũng không động, trong lòng Tần Lạc có phần khổ sở. Hắn rút ngân châm ra lại dùng cồn khử độc lần nữa. Lần này hắn không có đâm vào huyệt tàng tinh, mà vận dụng quan âm thủ châm pháp của Thái Ất Thần châm vào huyệt tiểu đan điền trên bụng. Đống thịt nhào vẫn không có chút động tĩnh gì. Nhưng Tần Lạc cũng không hề lo lắng, cũng không lập tức rút châm ra. Mà tiếp tục thông qua ngân châm truyền lực nguyên thần của nội thể. Quan âm thủ không có nóng rực bá đạo như thiếu sơn hỏa, không có lạnh đến thấu tâm lương, nó chính là êm dịu ấm áp như bàn tay của quan âm, dịu dàng lướt qua mọi vật vô thanh vô tức. Loại châm này nhìn thì có vẻ bình lặng vô thanh, nhưng thật tiêu hao rất nhiều khí lực. Qua rất nhiều lần sử dụng, Tần Lạc phát hiện lúc sử dụng quan âm thủ thì khí lực cần phải dùng gấp 3 lần thấu tâm lương và thiếu sơn hỏa, là gấp 6 lần một điểm của quỷ xảo môn. Hắn không biết đây là do kỹ xảo sử dụng châm pháp hay là còn có nguyên nhân gì khác. Nhưng đối với ngũ châm của Thái Ất Thần châm thì việc châm sau đó lại càng phải tiêu hao nhiều tinh khí thần khí hơn châm trước là sự thật. Tần Lạc hiện nay đang nắm giữ đệ nhất châm thiếu sơn hỏa, đệ nhị châm thấu tâm lương, đệ tam châm quỷ xảo môn, đệ tứ châm quan âm thủ của Thái Ất Thần châm. Còn đệ ngũ châm Thái Ất châm có công dụng cải tử hoàn sinh được viết trên trang bìa của châm thư và Thái Ất Thần châm hắn vẫn chưa nắm được. Thậm chí hắn cũng không biết đệ ngũ châm có đường châm thế nào. Tài liệu hắn đang cầm chỉ có giới thiệu và giải thích bốn châm trước, đệ ngũ châm chỉ có giới thiệu, tuyệt không có chỉ cách dùng đường châm thế nào. Có đôi lúc hắn hoài nghi phải chăng cũng giống như Hàng Long thập bát trưởng trong Vũ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi của điện ảnh Chu Tinh Tinh, đệ ngũ châm chính là tổng hợp của bốn châm trước. Nhưng mà châm cứu khác võ thuật, hắn lại có thể tổng hợp bốn châm làm một sao. Phải biết là thiếu sơn hỏa và thấu tâm lương căn bản là hai thái cực xung khắc nhau, một cái thuộc tính hỏa, cái kia thuộc tính thủy, không thể tương dung, sao mà làm một thể thống nhất đây. Quỷ xảo môn và quan âm thủ một là tử môn, một là sinh môn. Hai vị trí châm cứu của hai châm này phải nói là vô cùng chú ý. Cổ xảo môn không thể châm vào huyệt vị của sinh môn, còn quan âm thủ ngược lại cũng vậy không thể châm vào huyệt vị tử môn. Tần Lạc thậm chí không dám khinh thường đi thử. Lấy ai để thử đây? Lấy cái gì để thử đây?
đừng bảo là lấy người, cứ coi là lấy một con chó mà thử, nếu mà để dân mạng chụp được tung trên mạng thì không phải là bị chụp cái danh xấu ngàn đời đi hành hạ động vật sao. Do tinh lực nội thể của Tần Lạc truyền vào, phần bụng bị lộ ra của Lôi Diệu Dương hơi hơi phồng lên, trên bụng có một đường gân với mắt thường cũng có thể thấy được nó hơi lồi lên. Màu của đường gân này càng ngày càng đậm, cũng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng là biến thành màu hồng tím, giống như là dùng bút chỉ vẽ một đường lên bụng vậy. Tôn Thiếu Phương và những nữ trợ lý của hắn đều liếc nhau, ánh mắt toát ra vẻ khâm phục. Bọn họ đều là bác sĩ Tây Y, nên không ngờ rằng Đông Y lại có chỗ thần kỳ như vậy. Xì. Bỗng nhiên, cậu nhỏ, ở đâu trong đống thịt nhão vốn đã thành một đống hỗn độn lại bắn dậy, giống như là bị một cái tát mà rung rung cứng lại. Động đậy rồi, Tôn Thiếu Phương vui mừng xen lẫn kinh ngạc hô to. Hắn hiểu điều này có nghĩa là gì? Nếu cậu nhỏ của hắn ta còn động đậy thì có thể chứng minh tinh hoàn và tĩnh mạch huyết mạch vẫn còn thông suốt. Ít nhất vẫn còn có hy vọng chữa trị. Nếu động cũng không động, thì cũng điều trị cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tần Lạc lúc này mới thu châm, rút ngân châm ra rồi dùng cồn khử trùng lần nữa mới cất vào. Vẫn còn hy vọng, Tần Lạc nói, hắn nói với Tôn Thiếu Phương, tất cả thuốc mỡ đều phải được rửa sạch. Rửa sạch, Tôn Thiếu Phương không hiểu. Rốt cuộc là cứu người hay là hại người đây? Đúng vậy, phải rửa sạch bằng hết. Tần Lạc khẳng định lần nữa. Hắn rút từ trong túi áo ra một bình nhỏ chứa bột kim nhộng dưỡng cơ, rồi nói, tôi sẽ bôi cho anh ta loại bột này. Công hiệu của nó tốt hơn rất nhiều, tốc độ khép miệng vết thương cũng rất mau. Như vậy, chúng ta càng thêm nhiều thời gian giúp anh ta duy trì dòng dõi. Dùng thuốc nước rửa sạch, Tôn Thiếu Phương không biết trong bình chứa cái gì, nhưng hắn muốn rửa liền rửa. Đến lúc này sẽ xảy ra chuyện gì nữa cũng không còn liên can gì tới hắn. Hắn không ngốc, tóm lại sẽ không tranh giành đối địch với Tần Lạc làm gì. Như vậy không phải là muốn gánh trách nhiệm thay người ta sao? Đợi đến khi y tá rửa sạch hết thuốc mỡ xanh ở phần dưới của Lôi Diệu Dương, Tần Lạc mới rắc bột kim nhộng dưỡng cơ. Vừa đổ vừa đau lòng, trong lòng thầm nghĩ, một lần mà đã dùng đến 2/3 số định mức. Một phần còn lại phải giúp Ly điều trị vết thương trên ngực. Đến lúc đó trong tay mình chả còn nguồn cung nữa, xem ra phải tìm Ly lấy một ít bột kim trùng dưỡng cơ nữa mới được. Sau khi rắc đều lên, Tần Lạc liền thu lại bình, nói với Tần Thiếu Phương, thuốc giải phía trên đừng rửa, cũng không cần thay thuốc, cứ để thuốc từ từ thấm vào trong. Có lẽ chỉ cần 2-3 ngày là có thể lành rồi, mấy ngày này các vị có thể chăm sóc vết thương chỗ khác là được rồi. Còn chỗ này cứ để tôi đi, ý của tôi là, các vị tạm thời không cần phải lo vết thương ở đây. Rồi tôi sẽ dùng ngân châm giúp anh ta lưu thông thôi. Nhưng mà, các vị cần phải đề phòng anh ta khô tinh huyết, không còn chút sinh lực nào. Nếu vậy, tôi cũng không còn cách nào nữa. Tôi hiểu rõ, tôi sẽ để y tá trực 24/24 giờ cẩn thận chăm sóc anh ta. Tổ bác sĩ chúng tôi cũng sẽ thay phiên nhau, nhất định sẽ không để xảy ra vấn đề trên. Tôn Thiếu Phương cam đoan. Thật là vất vả cho các vị rồi. Tần Lạc chủ động nắm tay Tôn Thiếu Phương cảm ơn. Quá khách sáo, vẫn chưa biết nên gọi anh thế nào đây? Tôn Thiếu Phương hỏi. Tần Lạc, Tần trong Tần Hoàng Hán Vũ, Lạc của Lạc Thần. Tần Lạc cười nói. Hóa ra là Tần Thiếu Gia. Tôn Thiếu Phương tôn kính nói. Thôi cứ gọi tôi là Tần Lạc đi. Tần Lạc nói anh gọi tôi như vậy, có người nghe được sẽ không vui đâu. Ha ha, như vậy sao được, tôi sẽ gọi là Tần Tiên Sinh vậy. Tôn Thiếu Phương kiên quyết nói Tần Tiên Sinh đúng là thiếu niên anh tài. Vừa ra tay, đã biết được hay không rồi, một châm vừa nãy hẳn là có lai lịch. Quan âm thủ của Thái Ất Thần Châm, Tần Lạc nói. Thái Ất Thần Châm, ánh mắt Tôn Thiếu Phương chợt sáng rực lên, nói, Thái Ất Thần Châm từng được nhắc trong Châm Kinh. Đúng vậy, tư liệu lịch sử trong Châm Kinh có ghi chép lại. Tần Lạc đáp. Trời ơi, thật là quá thần kỳ. Tôn Thiếu Phương xúc động nói những ngày trước rảnh rỗi tôi đọc Châm Kinh, đối với kỹ thuật châm cứu thần kỳ được ghi chép trong đó tôi xem cũng khá đủ. Không thể tin được ngày hôm nay lại có thể tận mắt nhìn kỹ thuật châm vương này. Quả thật quá thần kỳ. Kỹ thuật châm cứu của Hoa Hạ vô cùng quảng đại tinh thông, tôi cũng chỉ mới học đến lớp tiểu học thôi. Tần Lạc khiêm tốn nói, người khác nếu như không thổi phồng hắn lên, trong lòng hắn cảm thấy rất không tự nhiên. Người khác ngược lại thật tâm khen ngợi hắn, hắn lại có chút ngượng ngùng. Có Tần Tiên Sinh ở đây, mệnh của hắn coi như là đã được giữ lại. Lời nói của Tôn Thiếu Phương vô cùng chắc chắn, nghe nói Thái Ất Châm có công dụng khởi tử hồi sinh. Người chết đều có thể sống lại, huống chi chỉ là một vấn đề nhỏ thế này.
Vương Cửu Cửu nghe nói tính mạng của Lôi Diệu Dương còn có thể cứu được, liền ôm chặt lấy Tần Lạc, hôn vào mặt hắn một cái. Chương 619, Cật và Thận. Tần Lạc biết Vương Cửu Cửu có một tật, thích hôn người. Nhìn thấy anh chàng đẹp trai nào cũng muốn hôn, nhìn thấy đàn ông tài giỏi cũng hôn, nhìn thấy người đàn ông nào chăm chỉ làm việc cũng muốn hôn. Còn Tần Lạc lúc điều trị bệnh, gương mặt đẹp trai tài năng nghiêm túc làm việc liền bị nàng ta hôn liên tiếp. Sau khi hôn Tần Lạc một hơi xong, khuôn mặt nhỏ nhắn liền kích động đỏ ửng, mặt mày hớn hở nói, thật là tốt. Quá tốt ấy chứ, em không cần phải áy náy rồi, tối hôm nay có thể ngủ ngon được rồi. Tuy trước không cảm thấy anh ta là một người anh họ, nhưng nghe thương thế của anh ta rất nghiêm trọng em vẫn cảm thấy đau lòng. Vương tiểu thư, có Tần tiên sinh ở đây rồi, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Tần tiên sinh là truyền nhân của Thái Ất Thần Châm, tiểu thư trước lại không thông báo một tiếng, đúng là làm bọn tôi quá vụng về trước mặt tiên sinh rồi. Tôn Thiếu Phương hạ thấp bản thân nâng cao năng lực của Tần Lạc trước mặt Vương Cửu Cửu. Chiêu này có lẽ với Tần Lạc không có tác dụng, nhưng với nàng ta tuyệt đối có tác dụng. Sau khi nghe lời nói của Tôn Thiếu Phương, dáng bộ của Vương Cửu Cửu càng ngày càng vui sướng, cười ha hả nói, chủ nhiệm Tôn, ông cũng là bác sĩ tài giỏi mà. Chuyện của Lăng Tiếu làm ông hao nhiều sức lực, còn rất nhiều vấn đề của Lôi Diệu Dương cũng phải làm phiền ông nữa. Khi nào tôi sẽ bảo viện trưởng Trương khao thưởng ông? Viện trưởng Trương mà Vương Cửu Cửu vừa nhắc tới chính là viện trưởng của viện điều dưỡng 106, trước mặt các đại lão giới quân đội không đáng nhắc tới, nhưng trước viện điều dưỡng này đúng là nhân vật nói một là một. Ông ta khao thưởng Tôn Thiếu Phương còn tốt hơn nhiều so với Vương Cửu Cửu đích thân làm vậy. Vương tiểu thư quá khách khí. Cảm ơn Vương tiểu thư và Tần tiên sinh cất nhắc, có chuyện gì chỉ cần mở miệng, lão Tôn tôi nhất định sẽ vì chuyện nhỏ ấy mà cố gắng. Tôn Thiếu Phương cười ha ha nói, tôi cũng đã sắp xếp xong xuôi y tá và bác sĩ trực ban. Không cần phải làm phiền hai vị ở đây nữa, nếu có gì cần chỉ cần y tá gọi điện là tôi sẽ tới liền, 24 trên 24 tiếng thôi mà. Cảm ơn lão Tôn, Vương Cửu Cửu rất hài lòng với thái độ của ông ta, cười gật đầu. Nghe thấy cách xưng hô của Vương Cửu Cửu, khuôn mặt gầy gò của ông ta nở tâu tuét dường như cái đuôi cẩu đang ve vẩy ve vẩy. Chủ nhiệm Tôn trước đó nghe rất kính trọng, nhưng vẫn có chút khách khí. Còn lão Tôn hiển nhiên là không còn kính trọng nữa, càng nghe càng thấy gần gũi nhiều hơn, chính là nói ông ta không phải là người ngoài. Tôn Thiếu Phương đã tỏ rõ lòng trung thành của mình, Vương Cửu Cửu lập tức cũng phải có đi có lại. Một đứa trẻ trong giới quân nhân đối với chuyện chính trị càng nhạy cảm hơn người khác một cách dị thường. Vương Cửu Cửu chính là một điển hình như vậy. Tần Lạc nghĩ, có phải Vương Cửu Cửu quản lý cái hội này quá phung phí tài năng? Nàng ta hẳn phải là ở giới quân nhân hoặc chính trị thì mới phát triển được tiền đồ sáng chói. Đợi đến khi Tôn Thiếu Phương cáo từ đi ra, Tần Lạc và Vương Cửu lại vào trong xem Lôi Diệu Dương thế nào rồi mới rời khỏi viện điều dưỡng. Vào trong nội thành, Tần Lạc nói với đại đầu, đi đại viện quân khu 38. Hắn định đưa Vương Cửu Cửu về trước rồi mới quay về nhà mình. Sẽ không hay tí nào nếu ném một cô gái xuống đường giờ này. Đại đầu không trả lời, liền đưa xe rẽ sang đường của đại viện quân khu. Mở chút ít âm nhạc nào, đừng mở to quá. Vương Cửu Cửu dựa đầu vào vai Tần Lạc, nói với đại đầu. Đại đầu không có thú nghe âm nhạc, bởi vì hắn là một vệ sĩ, lúc nào cũng cần phải tập trung chú ý cao độ. Âm nhạc sẽ làm tư tưởng hắn phân tán, sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán bên ngoài của hắn. Tần Lạc cũng không có thói quen nghe âm nhạc, bởi vì hắn không biết nên nghe âm nhạc của ai. Cảm thấy bài nào cũng rất hay, bài hát nào cũng như nhau. Bà nội hắn rất yêu thích Tần Soang, loại kịch được lưu hành chủ yếu ở các tỉnh phía Tây Bắc TQ, bận hay rảnh rỗi lúc nào cũng rất thích ngâm nga vài câu. Hắn cũng rất yêu thích hình thức sướng ca đặc biệt như vậy. Thê lương, tang thương, âm thanh đó dường như vượt cả không gian thời gian, đưa lịch sử cả nghìn năm đi vào lòng người. Do vậy, mọi thiết bị âm thanh trên xe hầu như chưa từng được dùng đến. Vương Cửu Cửu đưa ra yêu cầu, đại đầu cũng không thể phản đối, đành bật lên đài phát thanh, đang phát bài hát do nữ ca sĩ người Âu Mỹ thể hiện. Vương Cửu Cửu cũng lẩm bẩm hát theo, nghe có vẻ rất hay. Ít nhất Tần Lạc không biết Vương Cửu Cửu hát hay hơn hay là nữ ca sĩ người Âu Mỹ kia hát hay hơn. Cửu Cửu, Tần Lạc gọi to. Hả, Vương Cửu Cửu nghiêng mặt nhìn Tần Lạc. Muốn nói chuyện với em. Chuyện gì? Vương Cửu Cửu hỏi. Em có muốn thay đổi công việc? Tần Lạc hỏi. Vương Cửu Cửu không lập tức trả lời ngay, con mắt xinh đẹp cứ chớp chớp nhìn Tần Lạc.
anh cảm thấy em tiến vào giới chính trị hoặc quân đội có thể giúp anh một số thứ phải không? Vương Cửu Cửu hỏi, nàng từ đầu đến cuối luôn đứng trên lập trường của Tần Lạc mà suy nghĩ vấn đề. Dường như bản thân nàng không yêu thích loại này. Em muốn làm gì? Tần Lạc hỏi. Em bước vào quân đội nhé. Vương Cửu Cửu nói ông nội nhất quyết muốn để em tiến vào quân đội. Nhưng lúc đó em lại muốn đi học đông y. Tuy ông không nói gì, nhưng hẳn là rất thất vọng. Anh hy vọng em có thể làm việc mà mình thích. Tần Lạc cười nói bên cạnh anh đã quá đủ người giúp đỡ rồi. Anh không muốn vì anh mà để em chịu uất ức như thế. Vương Cửu Cửu nhíu mày vừa cười vừa nhìn Tần Lạc. Nếu em không thể giúp anh, thì em sao có thể còn ở bên cạnh anh? Chúng ta là bạn bè. Tần Lạc tiếp tục, điều nạp không liên quan tới việc giúp được hay không. Vương Cửu Cửu vẫn cứ cố chấp lắc đầu, nói tiếp, mỗi người đàn ông đều hy vọng có thể che mưa chắn gió cho người con gái của mình. Con gái cũng vậy, em có thể giúp anh thì em mới cảm thấy sự tồn tại của mình, nếu em không thể giúp anh bất cứ điều gì, tự bản thân em sẽ rời đi. Tần Lạc đôi chút suy tư. Điều này thuộc về những cô gái rất trẻ, có vẻ ngoài xinh đẹp và gia thế tốt. Giờ phút này nàng ta phải đang thỏa thuê hưởng thụ tình yêu sự theo đuổi của lũ con trai mới đúng. Nhưng, nàng ta lại yêu một người đàn ông. Một người đàn ông chưa từng nói những lời ngon ngọt, chưa từng sô-cô-la hoa hồng, một người chỉ biết nhận mà không cách nào đền đáp lại được, một người không thể đảm bảo tương lai cho nàng ta. Đây đúng là rất không công bằng với nàng. Cửu Cửu, vẻ mặt của Tần Lạc rất nghiêm túc. Đang chuẩn bị nói với Vương Cửu Cửu những vấn đề này. Dừng xe, Vương Cửu Cửu đột nhiên hét to. Tiếng thét của nàng to, làm nứt đoạn những gì hắn muốn nói với nàng dừng xe bên đường. Sao vậy? Tần Lạc hỏi. Anh không cảm thấy bụng đang cồn cào à? Vương Cửu Cửu cười cười. Tần Lạc nghĩ nghĩ, đúng là cảm thấy bụng có chút đói. Tối hôm nay hắn chưa ăn đồ gì, lại còn phải đi đi lại lại tiêu hao nhiều năng lượng, bụng đã rỗng không rồi. Chúng ta đi ăn đồ nướng nào. Vương Cửu Cửu nói bên cạnh là con phố nổi tiếng với nhiều món ăn vặt ở Yến Kinh. Có cửa hàng làm đồ nướng rất có tiếng. Người đến ăn cực đông, còn phải xếp hàng nữa. Ừ, Tần Lạc nhìn nàng ta đang tràn đầy hứng thú, không nỡ từ chối. Những thứ hắn cho không nhiều, chẳng lẽ ngay cả yêu cầu nhỏ nhoi này cũng không thể đáp ứng sao? Đại đầu dừng xe bên đường, Tần Lạc và Vương Cửu Cửu cùng xuống xe. Với sự dẫn đường của Vương Cửu Cửu, hai người đến đứng ở cuối hàng khách xếp hàng trước cửa hiệu Chu Lão Nhị Tích Cốt. Quả nhiên, đúng như Vương Cửu Cửu nói đây là con phố đồ ăn vặt nhộn nhịp nhất, có tiếng nhất ở Yến Kinh. Đồ ăn phía Bắc của Thiên Nam đều tập trung ở đây, khách đến đây có rất nhiều sự lựa chọn. Mỗi cửa hiệu đều chật kín người, còn có không ít cửa hiệu trước cửa khách xếp một hàng dài. Cửa hiệu Chu Lão Nhị Tích Cốt nơi Tần Lạc đang đứng cũng vậy, trước cửa có rất nhiều đôi đang đứng chờ. Những người đàn ông nhìn thấy dung mạo của Vương Cửu Cửu đều kinh động, nhưng vì ánh mắt đầy vẻ uy hiếp của bạn gái mình mà đành lảng tránh nhìn ra chỗ khác. Cho dù không ít người không sợ chết, bởi vì ánh mắt của bạn gái như truy hồn đoạt mệnh, móng tay cấu véo nên không thể không phục tùng. Đợi đám khách đi ra, Vương Cửu Cửu nhanh tay lẹ mắt liền bước nhanh tới tranh lấy một cái bàn trống. Một đôi khác chậm một bước, chỉ lầm bầm vài câu rồi bất đắc dĩ mà rời đi. Vương Cửu Cửu không thèm để ý tới. Cười hi hi vẫy tay gọi Tần Lạc. Dưới ánh đèn chiếu rọi xuống, khuôn mặt của nàng đầy vẻ đắc ý và kiêu ngạo. Chiến thắng nho nhỏ này làm nàng vô cùng thỏa mãn hạnh phúc, cứ như là một đại tướng quân thắng trận trở về. Tần Lạc cuối cùng cũng biết tại sao mình không thể nhẫn tâm từ chối Vương Cửu Cửu. Bởi vì hắn ta không cách nào từ chối tuổi thanh xuân, từ chối mối tình đầu vô cùng đẹp như vậy. Vương Cửu Cửu không phải là mối tình đầu của Tần Lạc, Lâm Hoán Khê mới là mối tình đầu. Nhưng Tần Lạc lại cảm nhận được cảm giác kỳ diệu đó đến từ Vương Cửu Cửu. Lâm Hoán Khê đẹp không? Đẹp. Lệ Khuynh Thành đẹp không? Đẹp. Văn Nhân Mục Nguyệt đẹp không? Không còn gì để nghi ngờ. Nhưng, bọn họ lại không có được thứ tình cảm thuần khiết đơn giản chân thành mà lại ngô nghê này. Bọn họ là những nữ thần băng sơn, nữ thần hỏa diễm, và bọn họ không phải là nước khoáng, không phải tuyết bích, không phải cola, không phải dinh dưỡng. Trước là sự xa xỉ. Sau mới là cuộc sống hàng ngày. Ăn gì nào, em mời. Vương Cửu Cửu đẩy tờ thực đơn dính đầy mỡ đến trước mặt Tần Lạc. Em ăn gì, anh sẽ mời. Tần Lạc cười nói. Đâu thể để con gái mời chứ. Tuy Tần Lạc thường xuyên quên đem tiền, nhưng hắn sớm đã quên mất những chuyện đáng xấu hổ của bản thân. Đây là địa bàn của em. Vương Cửu Cửu nói em rất hay đưa hổ nữ đến đây. Giống như để chứng minh lời nói của mình.
Vương Cửu Cửu liền vẫy tay gọi một người phụ nữ trung niên đang bận rộn đi đi lại lại, bà chủ, cháu muốn gọi món ăn. Cửu Cửu đến đấy à? Ồ còn anh chàng đẹp trai này. Bạn trai, ha ha ghê chưa, Cửu Cửu của chúng ta yêu rồi. Thế anh chàng đẹp trai này ăn gì? Hôm nay tôi mời, vẻ mặt bà chủ hô hởi nhiệt tình nói, có vẻ rất thân quen với Vương Cửu Cửu. 10 xiên mề gà, 10 xiên cật, đây đều là gọi cho anh ấy. Vương Cửu Cửu chỉ vào Tần Lạc cho thêm 2 cánh gà, 1 con cá nướng, 10 túm rau hẹ. À cháu còn muốn 1 bắp ngô và 1 gà. Trước tiên cứ gọi nhiều như vậy đi. Đúng rồi, cả món xương sống đặc sắc ở đây nữa chứ ạ. Bà chủ mập mạp đi tới vỗ vai Tần Lạc, cười tủm tỉm nhìn hắn, sao thế? Thận của anh chàng này không tốt à? Tuổi còn trẻ, mà thế là không được. Tôi làm chủ cho, cật 20 xiên, để cậu bồi bổ. Thận của cháu rất tốt, Tần Lạc khó xử nói. Ai nói lấy hình bổ hình đây? Ai nói ăn não heo thì bổ não người, ăn cật heo thì bổ thận. Cậu tốt thì cô ấy mới thấy tốt, lão bản nương rất có vẻ dày dạn kinh nghiệm nói cô bé đã gọi cho cậu thận, điều đó chứng minh cô ấy cảm thấy cậu chưa được tốt. Cậu mau bồi dưỡng đi. Chương 620, em nguyện ý cùng anh làm kẻ ngốc. Nhìn từ góc độ đông y mà nói, thời gian này ăn nhưng đồ dầu mỡ chiên xào nướng kỳ thực là vô cùng không tốt. Bởi vì từ 9 giờ tối trở đi là thời gian để ngũ tạng luân phiên nghỉ ngơi. Ngũ tạng cũng như kỹ nữ ở khách sạn cao cấp, nếu như không nghỉ ngơi tốt, bọn chúng nhất định là đình công. Đương nhiên, rất nguy hiểm, những cái trước không thể đánh đồng với những cái sau được. Kỹ nữ bãi công còn có ngũ cô nương, ngũ tạng lục phủ mà bãi công lấy cái gì mà thay thế. Tất nhiên, Tần Lạc sẽ không ngốc đến mức giảng giải kỹ mọi thứ cho Vương Cửu Cửu. Hơn nữa, là một học sinh của Học viện Đông Y. Vương Cửu Cửu phải biết những đạo lý đơn giản thế này. Thậm chí nàng ấy còn rõ hơn phụ nữ có lục phủ lục tạng, hơn đàn ông một tạng là tử cung. Thứ đồ chơi này mặc dù trên người phụ nữ nhưng số đông sử dụng lại là đàn ông và hoa quả rau xanh. Nước Hoa Hạ là cả một mạng lưới xã hội lớn, đến ăn đồ nướng cũng không phải là ngoại lệ. Bởi vì Vương Cửu Cửu và bà chủ có chút giao tình, vì vậy đồ trên bàn họ đặc biệt mang lên nhanh hơn và số lượng cũng nhiều hơn. Nào là cật, nào là cánh gà, nào là cả, nào là ngô. Và cả đồ ăn nướng vàng giòn thơm ngon nữa, nhìn đã thấy thèm rồi. Thảo nào những người này không màng tới sức khỏe của mình, hơn nửa đêm mà vẫn còn đi tìm đồ ăn. Đồ ăn ngon giống như mỹ nữ, không có nghị lực lớn, ý chí mạnh mẽ thì khó có thể cưỡng lại được. Ăn nhiều cật vào, Vương Cửu Cửu cầm miếng cật nhét vào miệng Tần Lạc, cười hì hì nói, bà chủ quan nói anh tốt thì chị ấy cũng tốt. Em cũng là vì chị Lâm mà lo lắng thôi, dù sao thì cũng chả liên quan gì với em. Tần Lạc không quen với việc trước mặt đông người được một người con gái đút cho ăn. Mà người con gái này lại là học sinh của mình. Do vậy, hắn tiện tay tiếp lấy xiên này, thời gian này rất ít ra ngoài ăn. Em biết, Vương Cửu Cửu gật đầu, tâm trí và thói quen sinh hoạt của anh không giống như một thanh niên hơn 20 tuổi. Ngược lại, lại giống như một lão hòa thượng mấy trăm tuổi. Anh nói đi, anh làm sao mà có thể khống chế mình tốt được vậy? Không ăn là liền không ăn, không làm là liền không làm, ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày đều tập thể dục, chỉ ăn cháo loãng và rau xanh. Dù sao những việc này em không làm được. Có một số thứ không được làm, anh cũng làm. Tần Lạc ngại ngùng nói. Vương Cửu Cửu khó mà bộc trực thẳng thắn khen ngợi hắn. Tần Lạc nhất mực cho rằng nàng ta rất giỏi nói, em yêu anh. Cái này em không biết. Vương Cửu thông minh nhanh nhạy nói, không phải là những người con gái ở bên cạnh anh nhiều lắm sao. Đến em cũng rất ngưỡng mộ sự đào hoa của anh. Anh nói em làm một người con trai thì tốt hơn. Với tướng mạo và gia thế của em. Muốn một người con gái thế nào chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có được. May là em không phải là con trai, không thì chắc chắn là một sắc lang. Tần Lạc nghe nàng ta nói vậy cảm thấy rất thú vị, liền cười lớn. Ha ha, đúng vậy đúng vậy. Đôi mắt to sáng rực của nàng nhìn thẳng vào Tần Lạc, dùng ngón tay ngoắc vào cầm của hắn. Cô gái, đến mua vui cho lão gia tất có thưởng. Thưởng gì vậy? Tần Lạc thẹn thùng hỏi. Muốn cái gì có cái đó. Vương Cửu Cửu hào khí nói, chính là em muốn bước vào cửa lớn của vương gia, lão gia đấy cũng cho phép. Tần Lạc chăm chú suy nghĩ, lắc lắc đầu, hay là thôi đi. Em đã đính hôn với người ta rồi. Ta nhổ vào, Vương Cửu Cửu dùng tay đập mạnh vào bàn, tức giận nói, cô muốn theo cũng phải theo, không phải theo cũng phải theo. Người phụ nữ đại lão gia đấy đã nhìn chúng chưa bao giờ dám từ chối. Vương Cửu Cửu có tài diễn kịch thiên phú, ngôn ngữ.
thần thái khí thế thật đúng là cực kỳ giống đại thiếu gia nhà giàu thời xưa mang theo vài nô tài nghênh ngang đi trên đường phố, đùa giỡn con gái nhà lành. Tần Lạc ngẩn người, đơn giản là không biết nên nói gì tiếp theo. Hai người mắt chạm mắt rồi nhìn nhau cười lớn. Không làm diễn viên quả là đáng tiếc, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Em biết ngay là tính anh quá thẳng thắn, không biết diễn trò. Vương Cửu Cửu nói, anh biết tại sao em có thể diễn loại thiếu gia bất lương ấy tốt không? Không biết, Tần Lạc lắc đầu. Bởi vì em rất muốn làm một người đàn ông. Vương Cửu Cửu cười khổ lúc nhỏ em rất muốn làm một người đàn ông. Nhìn thấy trên TV đại thiếu gia công tử bột như vậy trong lòng rất hâm mộ. Vì thế mới diễn kịch trước lũ trẻ ở Đại Việt. Con gái cũng rất tốt, sao muốn làm con trai? Gia đình của em như vậy, nếu không có con trai tiếp quản thì dễ bị thua thiệt. Vương gia nhà em chỉ duy nhất ba em thuộc dòng chính thống. Mà ba em chỉ có một đứa con gái. Bất luận là từ phương diện nào, em cũng phải là một người con trai. Nhưng đáng tiếc, em lại là một đứa con gái. Ai nói con gái không bằng con trai, con gái cũng có thể đứng ở đỉnh trời. Tần Lạc miễn cưỡng an ủi. Vương Cửu Cửu nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, thầy giáo Tần, sao những lời nói của thầy càng ngày càng giả dối vậy? Cái khí thế lúc đến trường đuổi bọn học sinh vô học hàng ngày chỉ lo đánh nhau của thầy chạy đâu mất rồi. Tần Lạc ngẩn ra, rất lâu cũng không có đáp án. Đúng rồi, hắn đã thay đổi, từ một người con trai hay thẹn thùng hoạt bát lương thiện thân mật thuần khiết đã biến thành loại đàn ông đời thường ngàn người vạn người đều giống nhau, nham hiểm, gian trả, tàn nhẫn. Ai đã trải qua? Bản chất của ta vốn lương thiện, không cách nào đành phải để cuộc sống bức ép thành kẻ nham hiểm như thế này. Tần Lạc không hối hận sự thay đổi này, bởi vì hắn biết đấy là giai đoạn của sự trưởng thành. Nhưng hắn vẫn rất nhớ phong cách trước đấy của mình, vô tư dám nghĩ dám làm. Bản thân bây giờ thì sao, quá thận trọng cẩn thận. Đứng ở góc độ của con gái, anh thích làm con gái hơn. Đơn giản mỗi ngày có thể mặc quần áo đẹp, mỗi ngày một kiểu tóc, có thể làm biếng có thể làm núng. Đau đớn có thể khóc, hét, hạnh phúc có thể thể hiện ra ngoài. Nhưng làm hậu thế của vương gia, em lại hy vọng mình là một người con trai. Vương Cửu Cửu cầm một bắp ngô gặm mà như không có mùi vị gì tuy ông nội và ba chưa từng nói, chắc chắn hai người cũng rất hy vọng em là một người con trai. Như vậy thì hai người có thể yên tâm dạy dỗ rèn luyện em, và sau này gửi gắm lại vận mệnh và tương lai của gia tộc cho em. Nhưng em lại là một người con gái, một đứa trẻ, hai người trừng phạt không được. Chửi không được còn phải yêu thương. Cũng khó. Các chi của vương gia không phải rất thịnh vượng sao? Tần Lạc hỏi. Vương Cửu Cửu kinh ngạc liếc Tần Lạc nói tiếp, anh còn điều tra tình hình nhà của em cơ à? Tần Lạc ngượng ngùng nói, nhất thời hiếu kỳ, mới nhờ người tìm ít tư liệu về vương gia. Hơn nữa, anh cũng muốn biết bạn của anh rốt cuộc có gia cảnh thần bí đến thế nào. Ha ha, em không giận đâu, còn rất vui ấy. Vương Cửu Cửu vừa cười vừa nói, nếu anh không muốn tìm hiểu về em, vậy thì chứng minh em làm người đúng là thất bại, bây giờ, không phải em thất bại mà là anh quá kín tiếng ấy. Bất cứ chuyện gì cứ thích lén lút chưa từng thể hiện ra ngoài mặt. Anh muốn biết cái gì, cứ hỏi thẳng em đi. Không tiện mở miệng, Tần Lạc toát mồ hôi, người con gái này dùng hình dung từ gì vậy? Vương Cửu Cửu hiểu ý liền gật đầu, không sai, nhà có người già, như là có bảo bối. Gia đình em chính là như vậy. Ông nội của em còn rất mạnh khỏe, vương gia giờ đấy chủ yếu dựa vào dòng chính thống của ông nội. Ba em cũng coi như là cố gắng nên cấp bậc cũng lên. Nhưng mà sự kế tục và phát triển của một gia tộc không thể để mặc người kế tục tiếp theo thế nào cũng được. Phải xem tố chất của người kế nhiệm ra sao. Có vài gia tộc đã sớm bồi dưỡng người thay thế đời thứ tư, thứ năm. Những vị trí này là chết, người mới là sống. Có người mới có cơ hội cạnh tranh. Nhất mạch của ông nội lác đác chỉ có vài người. Vì vậy, ông đặt tất cả hy vọng lên cháu trai của ông hai và ông ba. Những cháu trai này đều được đưa vào bộ đội, hoặc là đi vùng duyên hải, hoặc là đi biên giới còn đi nước ngoài, có cơ hội phát triển rất tốt. Ngược lại, em vào học viện y, chuyện này lúc đó đã trở thành trò cười của anh chị em họ em. Tần Lạc không nghĩ rằng một người con gái luôn luôn vui vẻ lại có câu chuyện xót xa như thế này. Nàng cũng không ngờ trên thế giới lại có chuyện làm khó nàng đến vậy. Nàng tưởng rằng nàng thật sự là công chúa, hết thấy niềm vui và của cải đều thuộc về nàng, cơm ăn áo mặc không cần lo, thế giới tinh thần thật dồi dào phong phú. Xem ra, cái bản thân mình biết vẫn còn quá ít quá ít. Em có cảm thấy em sẽ là một bác sĩ giỏi chứ? Tần Lạc nghiêm túc nhìn Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu nghĩ lát rồi nói, đúng vậy, tại sao,
Tần Lạc hỏi. Vì em biết bệnh nhân cần gì, em bằng lòng vì bọn họ mà làm một số thứ. Vương Cửu Cửu chân thật trả lời. Quả thực lòng dạ của nàng rất lương thiện, không ghét bỏ ai, không vứt bỏ ai, có đầy đủ tư cách của một người bác sĩ giỏi. Em không phải, Tần Lạc phủ định. Vẻ mặt Vương Cửu Cửu thoáng chốc trông thật khổ sở nói, thầy Tần, thầy không chọc ghẹo người khác không được à. Dù sao em cũng là lớp trưởng, nếu để bọn tiểu hoa nghe được thì đúng là chết cười mất. Tần Lạc lắc lắc đầu nói, anh hỏi em, người bệnh cần nhất là gì? Cơ hội chữa bệnh, sự an ủi và thái độ làm việc nghiêm túc của bác sĩ. Vương Cửu Cửu trả lời. Không phải, Tần Lạc lại nói thứ bọn họ cần là y thuật có thể xoa dịu nỗi đau đớn, điều trị bệnh của bọn họ, thậm chí có thể cứu họ khỏi đường ranh giới giữa sống và chết. Những điều này là quan trọng nhất, là một bác sĩ tốt phải có được yếu tố đầu tiên này. Vậy anh cảm thấy, y thuật của em, không ra gì, Vương Cửu Cửu rụt rè hỏi, sợ Tần Lạc sẽ nói ra những câu càng thêm tuyệt tình. Không kém, Tần Lạc vẫn giữ thể diện cho nàng chút ít nhưng không thể nói là tốt giỏi. Em có tư cách trở thành một thầy thuốc nhưng như anh nói, em không thể trở thành nhất đại danh y kể cả là nhất phương danh y. Vương Cửu Cửu thở dài một hơi rồi ngồi dựa lưng vào ghế, được rồi, thầy Tần, thầy cuối cùng muốn nói gì nào? Cứ nói thẳng ra đi, em chịu được. Chữa thân thể chỉ là tiểu trị, cứu nhân sinh mới là đại trị. Tần Lạc nghiêm túc nhìn Vương Cửu Cửu, chân thật nói, lương thiện, tận tâm, những điều này không thể làm em trở thành một danh y, cũng không thể trở thành lý tưởng của cả cuộc đời em. Nếu em muốn thay đổi, bỏ việc chữa trị thân thể, chữa trị nhân sinh, như vậy là thêm cơ hội chữa trị cho người bệnh, cho bọn họ thấy thái độ nghiêm túc làm việc và niềm an ủi của toàn bộ bác sĩ. Ánh mắt của nàng sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Lạc, tiếp đó nhịn không được mà phì ra cười. Tiếng cười càng lúc càng to, càng cười càng kịch liệt, cuối cùng đến mức không thở nổi. Thầy Tần.ans, anh thật đáng yêu, cái lý tưởng này, đúng là nói ra, làm người ta không thể nhịn cười được. Tần Lạc ngại ngùng sờ sờ mũi anh biết, sẽ hơn nửa đám người cho là anh phát khùng. Số còn lại còn cho rằng anh quá ngốc. Nhưng mà, em nguyện ý cùng anh làm kẻ ngốc. Vương Cửu Cửu nhân cơ hội này nắm lấy tay Tần Lạc. Khoảnh khắc này, Tần Lạc không rõ Vương Cửu Cửu muốn theo lý tưởng của mình hay là muốn lợi dụng cơ hội này đấy. Nhưng mà, lúc này Vương Cửu Cửu thật sự quá đẹp, quá đẹp. Chương 621, ra ngoài mang theo vệ sĩ, các người không đả thương được. Mọi người ai cũng thích theo đuổi những điều tốt đẹp, điều này không liên quan gì tới bản tính. Tần Lạc là người không thích bị người khác chiếm tiện nghi vì vậy Vương Cửu Cửu rất sụt rè vuốt ve bàn tay của hắn. Tần Lạc thì nhân cơ hội cầm bàn tay Vương Cửu Cửu nói, dù nói như vậy nghe thì cũng rất đứng vui, chứng tỏ trên thế giới này vẫn còn những người như anh, tình nguyện làm những chuyện ngu ngốc. Nhưng mỗi lần có người nói như vậy anh đều có cảm giác là đã mang người đó vào chỗ nước sâu lửa bỏng, giống như đã xúi người tốt đi làm một chuyện rất ngu ngốc. Người bất nhân sẽ bị trời tru đất diệt. Vương Cửu Cửu vẫn chưa phát hiện ra Tần Lạc đang có những hành động mờ ám. Nàng còn ngây thơ cho rằng đó là phản ứng tự nhiên của Tần Lạc. Đương nhiên là nếu nàng nhận ra nàng cũng không vạch trần hành động của hắn. Trên chiến trường tình ái, tấn công và chịu đựng, ai là người hưởng thụ nhiều hơn đây? Điều này đã sớm có nhà vật lý đưa ra một câu trả lời để chúng ta tham khảo, trong trường hợp này lực tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Nói thẳng ra là chính Tần Lạc và Vương Cửu Cửu là người cùng hưởng thụ. Dù sao nắm tay nhau cũng không thể mang thai. Nếu như điều kiện đầu tiên là có đảm bảo được lợi ích của mình, lại có thể làm một số chuyện cho mọi người thì sao lại không làm? Vương Cửu Cửu nói tiếp, người phương Tây sợ rằng sau này sẽ phải xuống địa ngục nên khi còn sống bọn họ không dám làm quá nhiều chuyện xấu. Thần linh đã ràng buộc hành động của bọn họ, người phương Đông không tin vào thần thánh, cũng không tin vào Phật nhưng lại tin vào thể diện của bọn họ. Không ai có thể từ chối sự hấp dẫn được lưu danh sử sách vì vậy con người khi sinh ra không ai muốn làm người xấu dù làm người xấu dễ dàng, thoải mái hơn rất nhiều so với làm người tốt. Tư tưởng này của em là bị ảnh hưởng bởi anh, còn tư tưởng của anh bị ảnh hưởng bởi ai? Ông nội anh Tần Lạc cười nói, trong mắt hắn hiện lên sự kiêu ngạo, ông anh là một người vô cùng tôn kính. Ừ, có cơ hội nhất định em sẽ đi gặp ông. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc nói, giống như nàng đang hứa hẹn hay đang chờ câu trả lời của Tần Lạc. Ông đang ở Yến Kinh, nếu em có thời gian, hãy tới thăm ông. Ông nhất định sẽ thích em. Tần Lạc cười nói. Tần Lạc biết Vương Cửu Cửu biết ông hắn đang ở Yến Kinh. Sở dĩ Tần Lạc nói vậy là vì Vương Cửu Cửu hy vọng hắn có thể mời nàng tới gặp ông. Bữa ăn khuya đêm nay, hai người ăn khá ít nhưng lại nói chuyện rất nhiều.
Hơn nữa chủ đề nói chuyện của hai người không liên quan gì tới những chuyện trước đây nên hai người nói chuyện khá hào hứng. Thế nhưng một âm thanh không đúng lúc đã vang lên. Binh! Đó là tiếng đạp bàn. Tiếng đập bàn này rất mạnh tới mức bát đĩa cùng chai bia trên bàn rung lên leng keng, ngoài ra còn có hai bình rượu rơi xuống đất vỡ tan, mang theo rượu lúa mạch chảy tràn ra khắp nơi. Bà chủ, cật của bọn tao đâu? Một gã đàn ông mặt trắng gào lên, mặt trắng, phản diện. Gã đàn ông này cao gầy, mái tóc mượt, vuốt ngược, đôi mắt hẹp dài, thoạt nhìn cũng khá đẹp trai. Gã mặc một chiếc tê, sớt đen, lộ ra cánh tay và bộ ngực rắn chắc. Ít nhất thì dựa vào vóc dáng thì thấy gã đó đổ sộ hơn Tần Lạc rất nhiều. Tới rồi bà chủ béo mập mạp cười ha hả chạy tới nói, cậu em đẹp trai, thận của cậu đã xong rồi, sẽ mang lên ngay cho cậu em thôi mà. Bà chủ quán vừa nói để gã đàn ông chấp nhận vừa cầm cây chổi lau nhà quét dọn mảnh thủy tinh vỡ bắn tung tóe. Mở cửa làm ăn buôn bán sao có thể không có va chạm nhỏ đây. Binh! Không ngờ gã đàn ông đó không nghe theo lời khuyên bảo của bà chủ béo mập mà gã còn vung tay tát vào gương mặt trắng trắng mềm mềm của bà ta. Gương mặt của bà chủ lập tức sưng lên như sợi mì lên men, trên gò má xuất hiện dấu bàn tay 5 ngón màu đỏ rất rõ ràng giống như được vẽ vậy. Con mẹ nó, mụ nghĩ tao là đồ ngốc hả? Nhanh sao, hơn nửa tiếng đồng hồ còn chưa mang lên mà còn gọi là nhanh sao? Ngay sau đó gã đàn ông chỉ vào Tần Lạc và Vương Cửu Cửu quát. Tại sao bọn chúng lại được ưu tiên hơn so với bọn tao? Bọn chúng là cha mẹ của mụ nên mụ phải hầu hạ sao? Bọn họ là khách quen, gọi điện thoại đặt trước rồi dù sao bà chủ quán cũng là người làm ăn. Một cái tát này vẫn chưa ảnh hưởng gì tới suy nghĩ của bà. Vì miếng cơm manh áo nên bà ta có thể hoàn toàn chịu đựng được những uất ức và sỉ nhục. Thúi lắm, mụ nghĩ là tao không nghe thấy sao? Khi bọn chúng tới mới gọi thức ăn. Tại sao các người lại mang ra trước cho chúng mà không mang cho bọn tao? Mụ coi thường anh em bọn tao không có tiền sao? Gã đàn ông cười âm trầm. Năm, sáu người anh em ngồi cùng bàn với gã cũng la hét om sòm. Đúng là dùng mắt chó nhìn người. Nói làm nhảm với mụ ta làm gì? 3 phút nữa không mang lên chúng ta đập phá cái quán này. 3 phút nữa, 1 phút nữa mà không mang lên, tao và các anh em sẽ không để yên. Còn bà nó, đi ăn khuya còn bị người khác coi thường. Còn để cho người ta sống nữa không? Thế nhưng cô bé kia trông cũng ngon mắt, không biết một đêm hết bao nhiêu tiền. Huy ca, anh hãy sang bên đó hỏi thử xem. Tao sang bên đó hỏi giá, cô nàng đương nhiên sẽ theo tao, bọn mày còn có phần sao? Gã mặt trắng cười trả lời. Hiển nhiên gã chính là Huy ca. Thế nhưng thằng tiểu bạch kiểm kia ra thịt cũng rất mịn màng. Trong số bọn mày thằng nào thích? Tao có thể tặng bọn mày chơi đùa miễn phí một đêm. Đây có phải là truyền thuyết nằm cũng trúng đạn không? Tần Lạc thầm nghĩ, mình đã không muốn gây sự với ai, tại sao chuyện này lại lan sang mình hả? Vương Cửu Cửu đã rất tức giận khi thấy nhưng gã đàn ông đó đánh, chửi mắng bà chủ quán nên khi nghe mấy kẻ đó lại nhục mạ Tần Lạc và chính mình thì Vương Cửu Cửu không thể nhẫn nhịn được nữa. Vương Cửu Cửu xô ghế đứng dậy, chỉ tay vào mặt gã đàn ông rất có tiềm năng trở thành tiểu bạch kiểm mắng. Mày ăn để sống nên mồm thối như. Thích ăn cái gì không ăn mà lại đi ăn. Ôi chao, cô em này cũng rất cay độc. Tao rất thích gã mặt trắng cười nói. Hà mắt gã nhìn thẳng vào ngực Vương Cửu Cửu đầy vẻ dâm tà, nói, dáng người chuẩn. Chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào cần vỉnh thì vỉnh. Được lắm, tao rất thích. Thế này đi, nếu cô em sang đây uống mấy chén với các anh đây, chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Nếu không anh đây cũng không ngăn được mấy đàn em của mình đập nát cái quán này đâu. Vương Cửu Cửu cười nhạt nói, hãy xin lỗi bà chủ, bồi thường tiền thuốc thang. Nếu không hôm nay bà đây sẽ không để cho bọn mày yên đâu. Đương nhiên là không muốn để yên gã Huy ca cười nói, bọn anh cũng sẽ không ngừng lại. Làm xong một lần, phải làm lần nữa mới hay. Bịch, Tần Lạc đứng dậy cầm ngay cái ghế hắn vừa ngồi phang tới nhưng động tác của gã Huy ca cũng rất nhanh. Hắn vung tay để ngăn chặn đòn công kích của Tần Lạc. Nhưng bàn tay bằng xương bằng thịt có thể chặn được vũ khí bằng sắt của đối thủ không? Vì vậy một đòn của Tần Lạc đánh gã Huy ca ngã ngửa người ra sau, thân thể của gã đè lên hai đàn em của mình rồi mới lăn lộn trên mặt đất. Tần Lạc không vì vậy mà dừng tay lại mà thừa thắng truy kích, hắn lại cầm chiếc ghế của Vương Cửu Cửu ném tới. Lần này Tần Lạc không coi chiếc ghế là vũ khí duy nhất mà dùng nó làm vũ khí một lần nữa đánh tới. Tần Lạc thực sự hận gã Huy ca có cái miệng ti tiện này. Chính bản thân hắn chưa từng biết xấu hổ ăn đậu hũ của Vương Cửu Cửu, gã đó còn dám có ý nghĩ đó sao?
Gã Huy Ca liên tiếp kêu gào, gã ngồi dưới đất quay cuồng né tránh, dáng điệu rất vất vả. Còn bà nó, bọn mày đứng đờ đó làm gì? Còn không mau tới giúp tao. Gã Huy Ca vừa né tránh vừa kêu gào đàn em tới trợ giúp. Mấy tên đàn em của gã Huy Ca lúc này mới kịp phản ứng. Tất cả đều cầm ghế vào tới chỗ Tần Lạc. Vương Cửu Cửu đâu để một mình Tần Lạc một mình đối địch, nàng cầm ngay chiếc đĩa thức ăn trên bàn ném ngay vào gã đầu chọc đi đầu. Mặc dù thức ăn trong đĩa đã nguội nhưng mỡ và ớt tiêu trong đĩa dính vào mắt làm hắn vô cùng khó chịu. Hắn bỏ cái ghế xuống ôm đầu kêu la, hắn cũng mất đi cảm giác về phương hướng. Hai người ở sau hắn thoáng dừng lại rồi một người vung ghế tấn công Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu tay không tấc sắt, không thể cận chiến với hắn được, nàng không còn cách nào khác là di chuyển xung quanh chiếc bàn. Loảng xoảng, gã đàn ông đang đuổi đánh Vương Cửu Cửu tức giận vung chân đá bay chiếc bàn. Điều thần kỳ là chiếc bàn bị đá bay lên chuẩn bị rơi xuống đất thì đột nhiên dừng lại trên không trung. Chiếc bàn đột nhiên dừng lại giống như nó mất đi lực hấp dẫn vậy. Một thanh niên tẻ xuất hiện bên cạnh Vương Cửu Cửu, hắn đứng bằng một chân hắn giơ cao lên đỡ chiếc bàn. Chiếc bàn cứ đứng yên, không nhúc nhích trên bàn chân hắn, giống như dính nhựa vậy. Quát con, mày là ai? Gã đang đánh Vương Cửu Cửu hỏi. Vệ sĩ, đại đầu trả lời, chân hắn vung mạng ra. Chiếc bàn đó mang theo tiếng xé gió bay ngược trở lại. Bịch, chiếc bàn đánh trúng người gã đàn ông, cả người của gã bay lên, cùng chiếc bàn bay ngược lại phía sau. Một người nặng khoảng 60 kg bị đá bay thì đủ thấy lực của cú đá mạnh tới cỡ nào. Có đại đầu tham gia, trận chiến này vốn kém xa sức mạnh của một trận chiến thực sự đã nhanh chóng kết thúc. Mỗi lần đại đầu ra tay đều đánh ngất một người. 4, 5 tên đàn em của gã Huy Ca đều bị đại đầu giải quyết nhanh gọn. Cuối cùng Tần Lạc và Vương Cửu Cửu căn bản không hề ra tay mà làm như những người khác vây xung quanh xem náo nhiệt. Anh ấy thật sự rất lợi hại, Vương Cửu Cửu nhìn đại đầu nói. Nếu anh là một tên lưu manh, anh nhất định sẽ không bao giờ đắc tội với một người có vệ sĩ, Tần Lạc cười nói. Anh ấy không ngồi cùng bàn với anh, ai biết được anh mang theo vệ sĩ hả? Vương Cửu Cửu nói. Đúng thế, vì vậy chúng ta mới có trò vui để xem, Tần Lạc cười xấu xa. Cửu Cửu, Tần Lạc, là hai người sao? Một giọng nói vui mừng xen lẫn sợ hãi vang lên bên tai hai người. Mắt màu tím, môi đỏ tươi, móng tay màu đen, ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ của người tha hương bỗng dưng gặp người quen. Cô gái đó mặc chiếc sườn xám màu trắng có thêu một bông hoa đào lớn, trông rất thanh nhã, thoát tục, so với cách trang điểm manh mẽ của nàng thì vừa có vẻ đối lập vừa có vẻ ăn khớp, một kiểu xinh đẹp khác lạ, rất mê người. Natasha, Vương Cửu Cửu cũng rất bất ngờ. Tại sao chị lại tới Yến Kinh? Tại sao chị lại ở đây? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ tới Yến Kinh bởi vì tôi rất thích đất nước thần bí này. Tôi đang ăn ở bên kia nghe thấy có người đánh nhau nên sang đây xem. Tôi không ngờ lại gặp hai người ở đây. Tần Lạc, anh khỏe không? Không nên nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc vậy, được không? Anh ấy vẫn không hiểu tiếng Anh, Vương Cửu Cửu cười nói. Nhất định anh ấy cực kỳ đau khổ bởi vì anh ấy kinh ngạc trước vẻ đẹp của chị nhưng lại không có cách nào có thể nói ra được. Chương 622, có gợi cảm không? Bạn nên biết rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn độc quyền chiếm giữ mỹ nhân ở bên mình, cho dù là mỹ nhân này không có quan hệ gì với mình nhưng khi người ngoài nhìn thấy người ta sẽ nghĩ mỹ nhân đó là người của người đó. Khi bạn ăn mặc đoàng hoàng đi trên đường nhìn thấy một người đàn ông đi bên cạnh một mỹ nữ. Liệu bạn có suy nghĩ rằng nàng là vợ, tình nhân, bạn gái, vợ bé hay thư ký, trợ lý, huấn luyện viên cầu lông, cố vấn đời sống của người đàn ông đó không? Có lẽ sự thật bọn họ chỉ là đồng nghiệp hay bạn học nhiều năm không gặp. Nhưng có ai quan tâm tới điều đó không? Mọi người chỉ biết hâm mộ hay khinh thường người đàn ông đó, sau đó tức giận thầm mắng một câu, đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu. Trong quán nhỏ này Tần Lạc chính là tiêu điểm của mọi người bởi vì bên cạnh hắn có hai tuyệt sắc đại mỹ nữ. Một người cao đầy đặn, xinh đẹp, mang phong cách điển hình của người Trung Quốc, người còn lại là người nước ngoài với một bộ ngực sai cỡ lớn. Đương nhiên Tần Lạc cũng hiểu hắn là người rất hạnh phúc. Dù hắn không hiểu hai cô gái này nói chuyện gì với nhau nhưng ít nhất hắn cũng là người đàn ông duy nhất đứng gần, thưởng thức vẻ đẹp của hai người. Tại sao Tần Lạc lại sợ hãi như vậy? Đáng lẽ có những mỹ nữ xinh đẹp như mấy người bên cạnh, anh ấy phải miễn dịch với mỹ nữ chứ? Natasha cười hì hì nhìn Tần Lạc, hỏi Vương Cửu Cửu. Trong mắt anh ấy, tôi không được tính là mỹ nữ, Vương Cửu Cửu liếc nhìn Tần Lạc, hờn tủi nói. Nếu chính bản thân nàng là mỹ nữ vậy thì tại sao anh ấy lại không động tâm?
việc đàn ông không nhìn ngó tới chính là đòn đả kích mạnh nhất, đánh là niềm tự tin của phụ nữ. Ồ, trời ạ, vậy thì rất kỳ lạ, Natasha kinh ngạc nói. Cho dù đối với con mắt người phương Tây chúng tôi, dung mạo này của Cửu Cửu cũng xứng được coi là mỹ nữ. Tại sao người Trung Quốc không nghĩ như vậy nhỉ? Hi hi, điều này không có liên quan gì tới thẩm mỹ, chỉ là lòng người mà thôi. Vương Cửu Cửu rất thích câu khen của Natasha với nàng. Một người là mỹ nữ cực phẩm tán dương một người khác cũng là đại mỹ nữ thì hiệu quả còn tăng lên gấp bội. Nếu như là chị Phượng khen Vương Cửu Cửu là mỹ nữ thì trong lòng nàng sẽ cảm thấy vô cùng khổ tâm. Natasha chỉ vào những tên lưu manh bị đại đầu đánh ngã trên mặt đất hỏi, bọn họ là ai vậy? Tại sao lại gây sự với hai người vậy? Lúc tôi mới tới đây nhìn thấy Cửu Cửu đánh nhau, rất lợi hại. Đây có phải là công phu của người Trung Quốc không? Cũng coi như vậy, Vương Cửu Cửu kiêu ngạo nói, đây là quân thể quyền của người Trung Quốc. Trung Quốc quốc quân thể quyền xuất phát từ Vịnh Xuân Thái cực quyền cùng với tổng hợp từ mấy loại quyền khác mà thành. Là loại quyền thuật có lực sát thương mạnh nhất, cũng coi như là phát triển từ công phu Trung Quốc. Tôi chỉ học được một chút bề ngoài mà thôi. Ồ, vậy thì rất lợi hại, Natasha hâm mộ nói, nếu có cơ hội Cửu Cửu hãy dạy tôi một chút. Tôi muốn bái Cửu Cửu làm sư phụ. Tốt nhất là không nên bái tôi làm sư phụ, Vương Cửu Cửu chỉ vào Tần Lạc nói, chị đừng thấy anh ấy yếu đuối, mong manh, giống như tôi chỉ vung tay cũng có thể đánh ngã anh ấy được. Công phu của anh ấy lợi hại hơn tôi nhiều, hay chị bái anh ấy làm sư phụ đi. Tôi cũng xem anh ấy đánh nhau, Natasha nói, nhưng tôi không biết nói tiếng Trung Quốc, tôi không thể nói ra lời thỉnh cầu của mình. Tôi có thể giúp chị, Vương Cửu Cửu cười nói. Thật vậy sao, vậy thì tốt quá, Cửu Cửu, tôi rất biết ơn Cửu Cửu, Natasha nắm tay Vương Cửu Cửu nói. Bây giờ thì làm gì, hai Ngô Íp định đi đâu? Có thể tới cục cảnh sát một chuyến, Vương Cửu Cửu nói. Mấy người đả thương mấy tên lưu manh nên nhất định phải tới cục cảnh sát lấy khẩu cung, nếu không ông bà chủ của quán ăn này sẽ gặp rắc rối. Hơn nữa Vương Cửu Cửu còn định uy hiếp mấy tên lưu manh để chúng từ bỏ ý định trả thù của mình. Ồ, vậy ngày mai chúng ta gặp lại. Tôi muốn đi về. Ôi, cẩn thận, đột nhiên Natasha nhào tới chỗ Tần Lạc, đẩy hắn lùi lại sau. Bịch, đầu của Natasha đau đớn, nàng đã nhận nguyên một côn vào đầu. Thì ra khi đại đầu đang thẩm vấn mấy tên lưu manh đang nằm rên rỉ trên mặt đất thì trong đám người vây quanh vẫn còn đồng bọn của mấy tên đó. Tên đồng bọn đó coi như cũng là người thông minh, không có hành động rồ dại nhảy vào tham chiến mà đứng lẫn trong đám người vây xung quanh xem, lặng lẽ xuất hiện ngay phía sau Tần Lạc và Vương Cửu Cửu. Lúc này hắn nhìn thấy Tần Lạc và Vương Cửu Cửu ra tay đánh đồng bọn của mình. Hắn biết đôi cẩu nam nữ này cùng với gã thanh niên một quyền đánh ngã tất cả đồng bọn của mình là người của nhau. Hắn muốn trả thù nhưng hắn không dám trả thù đại đầu nên hắn không còn cách nào khác là lựa chọn hai người có vẻ yếu hơn này làm đối tượng ra tay. Hắn vốn nghĩ một đòn này đánh vào người Vương Cửu Cửu. Dù sao thân thể phụ nữ yếu ớt, một côn này của hắn có thể gây ra tổn thương rất lớn cho đối phương. Đàn ông có thể dùng gậy gộc đánh phụ nữ nhưng nhất định không phải là côn. Dù hắn đã quên mất lời răn dạy của một vị tiền bối Trung Quốc nhưng ở ngay thời khắc ra tay hắn lại quyết định thay đổi mục tiêu. Ngay khi hắn giơ côn lên đánh thì mục tiêu của hắn thay đổi. Hắn vốn đánh vào đầu Vương Cửu Cửu thì lại chuyển sang đánh vào gáy Tần Lạc. Nếu hắn có thể đánh trúng vào gáy Tần Lạc sẽ không còn khả năng thực hiện bất kỳ phản kháng nào. Sau đó hắn sẽ ném cây côn bỏ chạy xuyên qua đám người, chỉ cần vượt qua hai ngõ nhỏ thì tới chợ đêm. Ở đó có bán quần áo và các loại hàng hóa khác dành cho người đi bộ. Người đi bộ qua lại chật như nêm cối, nhất định bọn họ sẽ không thể bắt được hắn. Thế nhưng hắn thật sự không ngờ cô gái ngoại quốc kia lại nhìn thấy hành động của hắn. Hơn nữa hành động tiếp theo của nàng hoàn toàn không giống với người phương Tây sợ chết, vào thời điểm quan trọng nàng đã nhào tới dùng thân thể của mình đỡ một côn hộ cho Tần Lạc. Không xong rồi, sau khi sửng sốt tức thì gã ba mắt vứt cây côn xuống đất rồi quay người bỏ chạy. Hắn muốn bỏ chạy theo kế hoạch đã định trước đó. Trước tiên chạy khỏi đám người, sau đó chạy tới hai ngõ nhỏ. Đoàng! Một tiếng súng vang lên. Chân hắn vừa mới giơ lên đột nhiên mất hết sức lực, hắn ngã dập đầu xuống đất. Điều bi kịch hơn với hắn là vì đầu hắn dập xuống nên mấy chiếc răng cửa của hắn bay mất. Bắp chân hắn đã trúng đạn, máu chảy ồ ồ ở miệng vết thương. Hắn giơ tay sờ vào vết thương, bàn tay hắn dính đầy máu tươi, tức thì hắn gào lên thảm thiết. Đại đầu cầm súng đi tới. Lúc này những người dân vốn đang vây xung quanh Tần Lạc và Vương Cửu Cửu mới kịp phản ứng, chạy tản ra xung quanh. Những người to gan hơn thì đứng từ xa,
bình tĩnh quan sát chuyện bên này, những người nhát gan tức thì bỏ chạy mất tăm tích. Đại đầu đi tới túm áo gã mắt tam giác, sau đó kéo hắn tới để chung một chỗ với đồng bọn của mình. Từ lúc gã mắt tam giác ra tay nhanh như chớp tới lúc đại đầu nổ súng bắn trúng bắp chân của hắn, sự việc tiếp diễn rất nhanh, gần như không có khoảng dừng. Điều này giống như một kịch bản đã được tập luyện rất nhiều lần, hơn nữa mỗi phân cảnh cũng được phát đi với tốc độ rất nhanh. Khi Natasha ôm đầu ngã xuống, Tần Lạc đã ôm được thân thể của nàng. Mềm mại, nóng bỏng, cực kỳ co giãn. Tần Lạc không biết Natasha dùng loại nước hoa gì, giống như một loại thuốc độc mê hoặc lòng người vậy. Đương nhiên cũng có thể chính thân thể của nàng chính là thuốc độc mê đắm lòng người, nhưng vấn đề là trong một khoảng thời gian ngắn Tần Lạc không hiểu rõ mà thôi. Cô không sao chứ, thế nào rồi? Tần Lạc sốt ruột hỏi. Dù hắn không quen nàng, hay nói một câu đúng mức áp hai người chưa từng nói chuyện với nhau một câu nào, nhưng vì nàng cứu hắn mà bị thương, hắn đương nhiên phải bày tỏ sự quan tâm tới nàng. Natasha muốn gắng gượng mở mắt ra, nhưng sau mấy lần cố mở, hai mắt nàng tối sầm lại, nàng ngất xỉu trong lòng Tần Lạc. Chị ấy thế nào? Vương Cửu Cửu quan tâm hỏi. Tần Lạc xem mạch của Natasha nói, không việc gì, chỉ là vì bị vật nặng đánh mạnh vào đầu nên tạm thời hôn mê. Nghỉ ngơi là không sao cả. Bà chủ quán gọi điện báo cảnh sát. Sau khi xe cảnh sát rú còi chạy tới, đại đầu đứng ra giải thích với bọn họ. Đám lưu manh đó bị cảnh sát dẫn giải về đồn. Tần Lạc ôm Natasha ngồi vào xe, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo mới làm hai người vô cùng khó xử. Bây giờ cô gái này đã bất tỉnh nhân sự, hai người Tần Lạc không thể bỏ mặc cô ở lại một mình. Thế nhưng Vương Cửu Cửu đã lục tìm khắp người Natasha mà không tìm thấy phiếu thuê phòng khách sạn, nên hai người không thể biết Natasha đang ở khách sạn nào. Hay em hãy mang cô ấy về cùng đi? Tần Lạc nhìn Vương Cửu Cửu hỏi. Không được, Vương Cửu Cửu lắc đầu nói. Tại sao? Thật sự là không thể được, Vương Cửu Cửu nói, ở khu nhà của em, người bình thường không được phép ở lại. Vậy tại sao anh có thể ở lại? Anh không phải là người bình thường, Vương Cửu Cửu nói, hơn nữa chị ấy chỉ là một người phụ nữ nước ngoài không rõ thân phận. Nếu như không xảy ra chuyện gì thì không sao, nhưng nếu xảy ra chuyện thì điều này sẽ trở thành đòn công kích của người khác. Nghiêm trọng như vậy sao? Tần Lạc kinh ngạc nói, nhưng anh cũng không thể mang cô ấy về cùng được. Anh cũng không dám sao? Vương Cửu Cửu cười nói, hay là chúng ta thuê phòng khách sạn rồi đưa chị ấy tới đó? Tần Lạc suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm thấy chuyện này không được. Khách sạn là nơi đông người qua lại, hai người hắn một nam, một nữ mang theo một người phụ nữ khác bất tỉnh nhân sự đi thuê phòng, trong khi đó hắn là người nổi tiếng, phải chú ý hình tượng của mình. Nếu hắn để đám paparazzi chụp trộm ảnh thì sẽ bị người khác lợi dụng. Trước tiên anh đưa em về, sau đó anh sẽ nghĩ cách thu xếp cho cô ấy, Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Anh tuyệt đối không thể nhân lúc người ta ngất mà làm chuyện sằng bậy, Vương Cửu Cửu nhìn chằm chằm vào Tần Lạc với ánh mắt quỷ dị nói. Anh là loại người đó sao? Tần Lạc cười gượng hỏi. Ai biết được, nhớ anh ăn món ăn Trung Quốc mãi nên chán, bây giờ muốn chuyển sang món bò bít tết thì sao? Khi Tần Lạc gõ cửa phòng của Lệ Khuynh Thành, một cảnh tượng xảy ra sau đó đã làm hắn sợ ngây người. Đôi gò má ửng hồng như còn vương lại nỗi xấu hổ. Mái tóc xõa ngang vai, gương mặt không trang điểm nhưng lại xinh đẹp một cách tự nhiên. Một mảnh sa mỏng màu đen khó có thể che hết bộ ngực căng đầy, lộ ra một mảng ngực trắng nõn nà, mờ mờ trong bóng tối của đêm khuya, càng làm thiêu đốt lửa dục vọng của người khác. Bụng và rốn của Lệ Khuynh Thành hoàn toàn lõa lồ. Nàng mặc một đôi tất chân liền quần chip, lúc này trông Lệ Khuynh Thành hoàn toàn giống như chiếc bẫy hiện lên trước mắt người khác, làm ánh mắt người ta một khi đã nhìn thấy khó có thể di chuyển nổi. Trông nàng cực kỳ giống những hình ảnh trên những trang web đen mà Tần Lạc thường lén mở ra xem. Những cô gái trên những trang web đó đều thích mặc quần áo như vậy, hai chân làm thành một tư thế vô cùng hấp dẫn. Trên bộ ngực hay mấy vị trí nhạy cảm có mấy chữ màu hồng, chọn em, hãy mau chọn em. Tần Lạc còn nhớ tên của bộ quần áo này là màu đen mê tình. Có gợi cảm không? Lệ Khuynh Thành mỉm cười quyến rũ, nũng nịu hỏi Tần Lạc. Chương 623, sai lầm chí mạng. Vương Cửu Cửu không muốn nhận, Tần Lạc lại không muốn thuê phòng khách sạn nên hắn nghĩ tới việc đưa Natasha tới chỗ của Lệ Khuynh Thành. Thứ nhất, hai người đã gặp nhau ở Paris nên cũng coi là quen biết nhau. Thứ hai, cả hai người có thể nói tiếng Anh và tiếng Pháp, có ngôn ngữ chung. Hay nói cách khác, hai người có thể nói chung một ngôn ngữ. Thứ ba, nơi này cực kỳ an toàn, Lệ Khuynh Thành có thể là người tuyệt đối đáng tin cậy. Thứ tư, không có điều thứ tư,
Để người phụ nữ của mình làm giúp mình một số chuyện cũng cần có lý do sao? Thế nhưng Tần Lạc tuyệt đối không ngờ Lệ Khuynh Thành lại sắp đặt phô trương như vậy tiếp đón hắn. Lửa dục trong người hắn nhanh chóng bùng lên. Nếu là một người đàn ông bình thường, giây phút này Tần Lạc hẳn sẽ không ngần ngại xông tới xé toang quần áo của nàng hay để nàng xé toang quần áo của hắn, sau đó hai người ôm hôn, vuốt ve và cùng nhau lên đỉnh. Nhưng Tần Lạc có phải là người đàn ông bình thường không? Đúng vậy, nhưng hắn lại không thể làm như vậy bởi vì hắn đang ôm một người phụ nữ khác trong lòng. Nếu là một người đàn ông không bình thường, hẳn Tần Lạc sẽ vứt người phụ nữ trong lòng xuống đất sau đó đi tới xé rách quần áo của Lệ Khuynh Thành hay bảo nàng xé rách quần áo của hắn rồi hai người ôm hôn, vuốt ve và cuối cùng thì. Tần Lạc có phải là người đàn ông không bình thường không? Đương nhiên là hắn không muốn vứt bỏ ân nhân cứu mạng mình một chỗ rồi đi làm những chuyện khác. Gợi cảm Tần Lạc nuốt nước bọt nói. Thế nên em mới mặc như này, Lệ Khuynh Thành thẳng thắn nói. Nàng thu hồi lại ánh mắt hấp dẫn của mình, nhìn lướt qua người phụ nữ trong lòng Tần Lạc nói, em tưởng anh chỉ tới một mình. Anh có gọi điện thoại cho em rồi mà, Tần Lạc nói. Nhưng trong điện thoại anh không nói cho em biết anh có mang theo một người phụ nữ tới đây. Anh sợ nói cho em biết em sẽ không để anh tới đây. Anh thực thông minh, em không thích để người lạ đi vào trong phòng của em. Hơn nữa là một người phụ nữ xa lạ, Lệ Khuynh Thành đứng tránh sang bên nói, vào đi. Tần Lạc chỉ bất đắc dĩ mới ảm như này. Vương Cửu Cửu không muốn đưa Natasha về nhà cũng chính là nguyên nhân này, vì khu biệt thự quân khu chính là cơ mật quốc gia. Tính tình của phụ nữ quả thực rất kỳ quái. Sự cảnh giác trong lòng còn cao hơn cả đàn ông. Một người đàn ông để một người bạn nam ở trong nhà mình là chuyện rất bình thường. Đương nhiên người đàn ông cũng tuyệt đối không từ chối việc bị một mỹ nữ quấy rầy lúc ban đêm. Tần Lạc ôm Natasha vào trong nhà, sau đó hắn đưa nàng tới căn phòng trống của Lệ Khuynh Thành. Hắn biết trong nhà Lệ Khuynh Thành có phòng trống. Hắn đã từng ngủ trong căn phòng đó, hơn nữa còn có cả một đêm xuân mộng. Natasha Hiton, Lệ Khuynh Thành đi theo sau Tần Lạc vào nhà, nàng đã nhìn thấy rõ mặt người phụ nữ. Vì muốn tạo ra một bầu không khí ấm áp, mập mờ, nên phòng khách của Lệ Khuynh Thành chỉ để đèn mờ, Lệ Khuynh Thành không nhìn thấy rõ gương mặt của người phụ nữ. Bây giờ chỉ cần liếc mắt nàng cũng nhận ra, dung mạo xinh đẹp như vậy thì dù nàng cũng là một người phụ nữ cũng không thể quên được. Đúng vậy, anh và Cửu Cửu đang ăn khuya thì bất ngờ gặp cô ấy. Hơn nữa cô ấy còn dùng thân mình cứu mạng anh. Tần Lạc đặt Natasha lên giường, hắn còn tỉ mỉ kéo giúp chiếc chăn đắp cho nàng. Ân nhân cứu mạng, đã xảy ra chuyện gì? Ai muốn lấy mạng của anh vậy hả? Lệ Khuynh Thành là một phụ nữ cực kỳ nhạy cảm. Khi nàng nghe Tần Lạc đã lập tức cảm nhận được vấn đề. Tần Lạc liền kể lại chuyện xảy ra ở quán ăn khuya thiêu khảo. Lệ Khuynh Thành cau mày nói, không sợ âm mưu quỷ kế của người tai to mặt lớn, chỉ sợ mưu tính của kẻ tiểu nhân. Bọn chúng việc gì cũng có thể làm được, anh đừng để những kẻ như chúng đả thương. Bọn chúng chết không tiếc nhưng anh còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Lệ Khuynh Thành luôn có kiểu suy nghĩ rất đơn giản như vậy. Yêu ai thì mong người đó trường sinh bất tử. Hận ai thì mong người đó nhanh chết sớm. Hơn nữa trong lòng nàng không có người nào có địa vị cao và tình yêu như đối với Tần Lạc. Đối với nàng mà nói Tần Lạc là người quan trọng nhất, vì vậy nàng luôn mong muốn Tần Lạc bình an vô sự. Đối với nàng mà nói sự tồn tại của những tên lưu manh đó hoàn toàn không giá trị. Đây chính là cái gọi là chết không đáng tiếc, có vẻ hẹp hòi nhưng lại làm người khác yêu mến. Anh rất cẩn thận, khi ra ngoài luôn mang theo một vệ sĩ cao cấp. Giống như những tỷ phú trên bản xếp hạng Forbes vậy, Tần Lạc cười nói. Nếu như tình thế không bắt buộc, hắn thật sự không muốn mang theo đại đầu bên mình. Tần Lạc là người thích sự tự do cùng hít thở bầu không khí mới mẻ. Hắn không thích có người lúc nào cũng giám sát bên cạnh và xung quanh hắn. Hơn nữa đại đầu còn là bạn hắn. Hắn không muốn coi đại đầu như là vệ sĩ. Chỉ cần một nửa năm nữa thôi, anh có thể trở thành một tỷ phú, Lệ Khuynh Thành cực kỳ tự tin nói. Nếu như anh nguyện ý, anh sẽ xuất hiện trên tấm bảng đó. Thôi bỏ đi, Tần Lạc lắc đầu nói, nguyên chuyện y thuật đã đủ gây náo động rồi. Bây giờ lại xuất hiện trên bảng tỷ phú thì không biết sẽ náo động tới mức nào. Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc nói, anh sợ cái gì? Mỗi đồng tiền của anh đều là tiền sạch sẽ. Mỗi đồng tiền lời anh cũng đều đóng thú ê. Anh không sợ gì cả, Tần Lạc nói. Anh chỉ không thích phiền toái. Tùy anh thôi, Lệ Khuynh Thành nói. Mấy hôm nữa Trần Tư Tuyền sẽ tới đây. Anh có thời gian bồi tiếp cô ấy không? Tư Tuyền tới đây sao? Tần Lạc kinh ngạc nói, tại sao cô ấy không gọi điện cho anh về chuyện này? Ông chủ của tôi ở,
bây giờ anh còn thời gian nghĩ tới chuyện của công ty sao? Công ty có nhiều chuyện như vậy, có lần nào anh quan tâm tới không? Hơn nữa Tư Tuyền tới đây không phải là đi du lịch mà tới vì chuyện công việc. Em bảo Tư Tuyền tới đây, bọn em muốn thảo luận việc mở rộng thị trường Đài Loan, cùng với phương án khả khi phát triển sang thị trường Đông Nam Á. Thời gian chính là tiền bạc, lúc này cần tận dụng cơ hội bột phấn Kim Dũng của chúng ta đang nổi tiếng, chúng ta phải lập tức chiếm lĩnh thị trường toàn cầu. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đi mua lại Procter và Gamble. Nhất định chúng ta sẽ có ngày đó, Tần Lạc cười nói. Cô ấy có chuyện gì không? Lệ Khuynh Thành chỉ vào Natasha đang nằm trên giường hỏi. Không có việc gì, cô ấy chỉ bị vật nặng đánh vào đầu, gây chấn động thôi, khi ở trên xe anh đã dùng ngân châm giúp làm tan máu đọng của cô ấy. Cứ để cô ấy nghỉ ngơi là sẽ không có vấn đề gì, Tần Lạc nói. Vậy là tốt rồi, anh hãy ra ngoài cùng với em, Lệ Khuynh Thành nói. Có chuyện gì sao? Có việc. Ngay khi Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành đi ra ngoài, cánh cửa phòng của Natasha vừa mới đóng lại, một thân thể nóng bỏng đã áp sát vào ngực hắn. Ôm em đi, Lệ Khuynh Thành vừa hôn vành tai Tần Lạc vừa thì thào vào tai hắn. Tần Lạc giống như một đứa trẻ biết nghe lời. Lệ Khuynh Thành vừa nói xong thì đôi tay hắn đã đặt ở mông Lệ Khuynh Thành. Hãy vuốt ve ngực em, Lệ Khuynh Thành thở hổn hển nói. Nơi mẫn cảm nhất ấy. Cuối cùng thì Tần Lạc cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Hắn ôm cổ Lệ Khuynh Thành. Hai bàn tay hắn ra sức vuốt ve những nơi mẫn cảm, mềm mại trên thân thể Lệ Khuynh Thành. Cuối cùng hai người nhanh chóng quay cuồng, vật lộn trên ghế xa ở phòng khách. Tần Lạc lục lọi một lúc lâu nhưng hắn vẫn không có cách nào cởi bỏ được chiếc quần liền tất chân của Lệ Khuynh Thành. Dường như Lệ Khuynh Thành không chờ được nữa. Hai tay của nàng cùng kéo, giật quần của mình ra, để lộ ra một động sâu thăm thẳm. Động này vừa có sự quyến rũ của phụ nữ, vừa ẩn chứa sự thô bạo khi tiếp xúc với đàn ông làm cho cả người Tần Lạc run rẩy. Tần Lạc khẽ gầm lên một tiếng. Đẩy ngã Lệ Khuynh Thành sau đó mạnh mẽ tiến vào, thân thể hai người hợp làm một. Sau khi mưa gió qua đi, hai người ngồi dựa sát vào nhau. Hai bồng đảo của Lệ Khuynh Thành ép sát vào người Tần Lạc làm hắn có cảm giác nặng nặng, lại có. Một phụ nữ cực phẩm chính là khi nằm bên trên có thể trở thành một tấm chăn, mềm. Lệ Khuynh Thành hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn này. Sao vậy? Tần Lạc hỏi, hôm nay Lệ Khuynh Thành cực kỳ điên cuồng, còn điên cuồng hơn so với mấy lần trước kia. Em rất cố gắng mới có thể mặc được bộ quần áo làm người khác bốc hỏa, không làm vậy thì quá lãng phí, Lệ Khuynh Thành cười nói, hơn nữa chỉ hai ngày nữa là em tới kinh rồi. Những phụ nữ sắp tới kinh nguyệt rất dễ hưng phấn. Điều này không phải là suy nghĩ xấu xa mà chính là quy luật tự nhiên của thân thể phụ nữ. Tức giận sao? Chính là thứ em mặc trên người này, Lệ Khuynh Thành chỉ vào mảnh lụa đen ở trước ngực nàng. Vì Tần Lạc dùng sức quá mạnh nên mảnh lụa tơ tằm quấn trước ngực cũng bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Tên của nó rất đúng, Tần Lạc nói. Màu đen mê tình này còn hấp dẫn hơn cả cái lần trước hắn nhìn thấy. Chỉ nguyên cái tên cũng đủ khiến người ta nóng bừng cả người. Đáng tiếc chỉ có thể mặc một lần. Như vậy mới kích thích Lệ Khuynh Thành tuột khỏi người Tần Lạc, nàng để cả hạ thể lõa lồ đi tới trước tủ rượu, rót hai chén rượu đỏ cầm tới, làm vợ bé nhất định phải có nhận thức của vợ bé. Không cần tính toán, phải đa dạng một chút mới lấy được lòng người. Anh không thấy em phiền phức đấy chứ? Sao lại nói như vậy? Tần Lạc xấu hổ hỏi. Đương nhiên là không, Lệ Khuynh Thành đưa chén rượu cho Tần Lạc nói, em có rất nhiều trò. Anh chỉ cần chậm rãi hưởng thụ. Tần Lạc làm ra vẻ uống rượu, không trả lời Lệ Khuynh Thành. Cuộc sống giống như một cuộc cưỡng gian. Nếu như bạn không muốn phản kháng, vậy cứ tận tình hưởng thụ đi. Nguy hiểm. Đột nhiên Natasha giơ tay cầm cổ tay của một người nào đó. Đây chính là phản ứng tự nhiên trong tiềm thức của một người. Khi nàng mở mắt ra, nàng nhìn thấy Tần Lạc đang cầm ngân châm, ánh mắt nhìn nàng như đang suy nghĩ điều gì đó. Lập tức Natasha hiểu bản thân mình đã phạm phải sai lầm cơ bản mà một người như nàng tuy ê đối không thể mắc phải. Thật sự là đáng chết, Natasha thầm mắng mình. Lập tức Natasha buông tay Tần Lạc ra, nàng xấu hổ nói, Tần Lạc, thật sự xin lỗi. Tôi không biết đó là anh. Tần Lạc nghe mà không hiểu Natasha đang nói gì. Lệ Khuynh Thành không ở đây nên hắn không có phiên dịch. Nhưng Tần Lạc vẫn hỏi Natasha, cô biết công phu sao? Tần Lạc, anh nói cái gì? Ta không hiểu, Natasha làm ra vẻ ngơ ngác hỏi. Bây giờ tôi đang ở đâu? Nơi này không phải khách sạn, ô, chỗ của Cửu Cửu sao? Sao lại chỉ có hai chúng ta ở đây? Hai người bọn họ, một người không biết tiếng Anh,
một người không hiểu tiếng Trung, lại không có phiên dịch ở giữa trợ giúp nên chỉ như đang tự nói với chính mình. Tần Lạc cười nói, nếu như cô không biết công phu, cô không nên đỡ một côn đó. Chương 624, Liên Bạch kháng Tần. Đây không phải là sự nghi ngờ vô cớ mà chính là trực giác của một cao thủ. Tần Lạc biết một côn đó đánh vào gáy hắn, dù Natasha không nhào tới đỡ hộ hắn thì hắn vẫn có đủ khả năng tránh được. Nhưng khi Natasha nhào tới, nàng đã nhận lấy vết thương đó. Trên thế giới này không có tình yêu vô duyên vô cớ, càng không có sự thù hận vô duyên vô cớ. Natasha dùng thân thể mình đỡ hộ Tần Lạc một côn, có thể nói chính nàng là người lương thiện, đức hạnh, hay là vì ngưỡng mộ y thuật của Tần Lạc hay si mê dáng vẻ đẹp trai của hắn, cùng với công phu trên giường hạng nhất của hắn. Nhưng tại sao nàng lại bị thương? Vừa rồi Tần Lạc thử tốc độ phản ứng của Natasha. Hắn hiểu nàng hoàn toàn có thể bảo vệ mình dưới tình huống đó. Nàng có thể tránh được một côn đó hay có thể khống chế được gã lưu manh đó. Ôi, thực xin lỗi, Natasha bất đắc dĩ nói, Tần Lạc, anh nói gì đó tôi không hiểu gì cả. Chúng ta có cần mời Lệ Khuynh Thành tới giúp không? Xem ra tôi nhất định phải đi học tiếng Trung Quốc mới được. Dù Tần Lạc cũng không hiểu Natasha đang nói gì nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của nàng hắn cũng đoán ra phần lớn. Tần Lạc cười nói, xem ra bây giờ cô cũng không thể nào giải thích được. Vậy cứ nghỉ ngơi thoải mái đi nha. Lệ Khuynh Thành, cổ đeo tạp dề đi vào trong phòng, nàng nhìn thoáng qua Tần Lạc và Natasha đã tỉnh lại, hỏi bằng tiếng Anh, Natasha, cô có việc gì không? Có thấy đỡ hơn không? Tôi không việc gì, Natasha nói, Lệ, lúc nãy tôi và Tần Lạc nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng tôi nghe không hiểu gì cả. Cô có thể phiên dịch giúp tôi không? Lệ Khuynh Thành quay nhìn Tần Lạc hỏi, anh nói chuyện gì với cô ấy? Natasha nói cô ấy không hiểu gì cả. Không có chuyện gì, Tần Lạc cười lắc đầu. Không phải là dùng tiếng Trung Quốc biểu lộ thâm tình với người ta đấy chứ? Lệ Khuynh Thành trêu chọc Tần Lạc. Sao có thể như vậy? Tần Lạc nói, chỉ là anh có mấy chuyện không hiểu lắm, muốn nghe giải thích của cô ấy nhưng bây giờ anh thấy không cần thiết nữa. Một ngày nào đó anh sẽ điều tra ra manh mối. Huyền bí vậy sao? Lệ Khuynh Thành cảnh giác liếc nhìn Natasha, sau đó nàng cười hì hì nói tiếng Anh với Natasha, Natasha, Tần Lạc không nói gì nữa. Anh ấy chỉ quan tâm tới sức khỏe của cô mà thôi. Anh ấy hy vọng cô có thể dưỡng bệnh. Ồ, thì ra là vậy, Natasha cười liếc mắt nhìn Tần Lạc nói, hãy cảm ơn anh ấy hộ tôi. Không thành vấn đề, Lệ Khuynh Thành nói, tôi làm món ăn sáng Trung Quốc. Nếu như thân thể cô không có vấn đề gì, chúng ta hãy ăn sáng cùng nhau. Cảm ơn, tôi rất thích món ăn Trung Quốc, Natasha ngồi dậy nói. Lệ Khuynh Thành liếc mắt ra hiệu cho Tần Lạc. Tần Lạc lập tức đi theo nàng rời khỏi phòng của Natasha. Khả năng nấu ăn của Lệ Khuynh Thành rất khá, thậm chí còn hơn cả Lâm Hoán Khê. Điều này làm Tần Lạc cảm thấy rất ngạc nhiên. Những người phụ nữ tính cách mạnh mẽ như nàng thường không thích vào bếp. Xem ra Natasha thực sự thích món ăn Trung Quốc. Khi ngồi ăn sáng, nàng luôn miệng khen ngợi món ăn sáng Lệ Khuynh Thành làm. Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc hỏi, hôm nay anh có chuyện gì không? Anh muốn tới building hoàn cầu, Tần Lạc nói. Hôm qua trước khi văn nhân Mục Nguyệt rời đi, nàng đã bảo hắn trưa nay tới tìm nàng. Tóm lại Tần Lạc không muốn lỡ hẹn với người khác, huống chi văn nhân Mục Nguyệt bây giờ lại còn là bà chủ của hắn. Tìm cô ấy sao? Lệ Khuynh Thành cười hỏi, vậy Natasha thì sao? Anh cũng đừng quên người ta chính là ân nhân cứu mạng của anh đó. Cô ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Cứ để cô ấy nghỉ ngơi, Tần Lạc nói. Ý của anh là để cô ấy ở nhà một mình sao? Nếu như em có thời gian, hãy ở nhà trò chuyện với cô ấy, Tần Lạc nhìn Lệ Khuynh Thành nói, thế nhưng xem ra thời gian này em rất bận rộn. Quả thật, tối hôm qua khi Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành ân ái xong, Lệ Khuynh Thành thoát khỏi người Tần Lạc tới bàn làm việc tiếp tục xử lý công việc. Khuynh Thành quốc tế đã hoạch định kế hoạch mở rộng lần thứ ba. Kế hoạch lần này không chỉ hạn chế trong nội địa Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, vùng cao nguyên mà còn hướng tới cả thị trường Đông Nam Á. T. Đây là một kế hoạch vô cùng quan trọng. Nếu như thành công, kế hoạch này sẽ giúp cho lượng tiêu thụ bột phấn Kim Dũng tăng lên gấp 2, 3 lần, cùng với đó là lợi nhuận kinh doanh của Khuynh Thành quốc tế cũng tăng lên 2 lần. Vì vậy ngay khi từ Paris quay về, tất cả thời gian và sức lực của Lệ Khuynh Thành đều tập trung vào chuyện này. Điều này cũng không phải là vì việc của anh sao? Lệ Khuynh Thành cắt miếng trứng chiên trong đĩa, cười nói, có việc thì thư ký làm. Không có việc thì ngủ với thư ký. Người giúp việc như bọn em thật sự là số khổ. Suýt chút nữa Tần Lạc phun sữa trong miệng ra.
Cũng may Natasha nghe không hiểu tiếng Trung Quốc, nàng chỉ chăm chú giải quyết bát cháo quẩy của mình. Khách sạn Hilton, phòng 601. Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, đẹp trai đứng bên cửa sổ. Lúc này đây thành phố này còn rất lạ lẫm đối với hắn. Nhưng hắn tin tưởng rằng không bao lâu nữa hắn sẽ trở thành chủ nhân của thành phố này. Trên thế giới Annie không có chuyện gì tổ chức của hắn không làm được. Reng reng. Tiếng chuông cửa ngắn vang lên trong phòng. Tiếng chuông rất ngắn, giống như người bên ngoài vừa mới đặt tay vào chuông đã lập tức bỏ tay ra. Người đàn ông không nói gì, hắn đi tới trước cửa, nhìn qua mắt mèo. Sau khi nhìn rõ mặt người bên ngoài, hắn mới mở cửa. Người từ bên ngoài bước vào cũng là một người nước ngoài. Tóc quăn vàng nhạt, mắt nâu, dáng người nhỏ gầy nhưng hai mắt rất sáng, thoạt nhìn cũng biết áp người rất khôn khéo. Đẹp tiên sinh, người đàn ông nhỏ gầy cung kính chào người trong phòng. Có điều tra được tin tức nào không? Người đàn ông tóc vàng không để ý tới sự cung kính của đối phương. Hắn đi thẳng vào chủ đề. Quân đội Yến Kinh đã nhúng tay vào, áp giải tất cả những người có liên quan khỏi cục cảnh sát, người đàn ông nhỏ gầy nói. Đẹp cau mày nói, chúng đã nghi ngờ sao? Đúng thế, tôi cũng nghĩ như vậy. Đây cũng là nguyên nhân tôi vội vàng tới gặp đẹp tiên sinh, người đàn ông nhỏ gầy nói, bây giờ phải làm gì đây? Với thủ đoạn thẩm vấn của người Trung Quốc, mấy tên đó rất khó có thể giữ được bí mật. Đẹp lạnh lùng nhìn gã gầy nhỏ hỏi, bọn chúng biết bí mật gì sao? Không biết, dường như gã nhỏ gầy rất sợ ánh mắt của đẹp. Hắn bị đẹp trừng mắt nhìn thì không tự chủ được lui lại sau mấy bước nói. Bọn chúng chỉ là bia đỡ đạn, chúng hoàn toàn không biết bất kỳ chuyện gì. Một sĩ quan hành động ưu tú thì sẽ không chủ động bày ra cục diện mà phải biến mượn cục diện để tạo ra tình thế, đẹp nói, cô ấy chỉ lợi dụng tình thế lúc đó mà thôi. Mặc dù thủ đoạn thẩm vấn của quân đội lợi hại nhưng bọn chúng tuyệt đối sẽ không moi được tin tức nào, bởi vì căn bản chúng ta không có bất kỳ liên lạc nào với chúng. Đúng vậy, gã đàn ông nhỏ gầy nói, đẹp tiên sinh, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Chờ. Khả năng kiến trúc của con người cũng vĩ đại cao siêu như thiên nhiên vĩ đại. Mỗi khi Tần Lạc đứng trước building hoàn cầu cao vút trong tầng mây, hắn luôn có một cảm giác rất diệu kỳ. Cho dù hắn luôn cố gắng thế nào, hắn luôn có cảm giác rất nhỏ bé khi đứng trước nó, nhưng có một số người lại có thể đứng trên mái nhà, muốn dẫm nát nó dưới chân. Người với người cũng không bình đẳng với nhau, hơn nữa còn phân chia thành 3-7 loại khác nhau. Khi Tần Lạc bước vào đại sảnh, một mỹ nữ mặc đồng phục bước tới nghênh đón, nàng cười hỏi hắn, ngài là Tần Lạc tiên sinh sao? Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu. Vậy mời ngài đi thang máy bên này, mỹ nữ giơ tay mời hắn. Cảm ơn, Tần Lạc cười nói. Hắn nhớ rõ lần trước tới đây đã gây ra một ít hiểu nhầm. Mỹ nữ tiếp tân ở đây đã chặn hắn lại, sau đó hắn phải gọi điện cho Mã Duyệt mới được phép đi qua. Đáng tiếc, cảnh còn người mất, mỹ nữ đó đã biến mất không tung tích, còn Mã Duyệt thì vẫn đang bị nhốt ở trại an dưỡng Long Tức. Cửa thang máy mở ra, Tần Lạc nhìn thấy Quả Vương đứng ở cửa nghênh đón hắn. Tần tiên sinh, tiểu thư đang chờ tiên sinh ở phòng, Quả Vương cú íp chào hỏi Tần Lạc. Cảm ơn, Tần Lạc gật đầu nói với hắn, sau đó hắn đi tới đẩy cửa phòng làm việc của Văn Nhân Mục Nguyệt. Tần Lạc thấy Văn Nhân Mục Nguyệt đang ngồi ở ghế, trong tay nàng đang cầm một con dao gọt hoa quả. Khi thấy Tần Lạc tới, Văn Nhân Mục Nguyệt bỏ con dao gọt hoa quả xuống rồi lấy một tập tài liệu đưa cho hắn. Sau khi Tần Lạc đọc qua, hắn ngạc nhiên nói, Bạch lão gia đã từng cứu mạng Vô Phong hòa thượng sao? Trên tài liệu này ghi như vậy, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Liệu có tin được không? Sau khi Tần Lạc hỏi xong, nhìn ánh mắt khách thường của Văn Nhân Mục Nguyệt đang nhìn mình, hắn nhận ra mình đã hỏi một câu hỏi rất ngu ngốc, hắn liền nói, ý của anh là với gia sản và danh tiếng của Bạch gia năm đó, một khi họ đã cứu mạng Vô Phong hòa thượng, sao lại không có bất kỳ liên lạc nào với Vô Phong hòa thượng? Hơn nữa sau đó Bạch gia và Vô Phong hòa thượng gần như là cắt đứt quan hệ với nhau. Ngược lại Tần Túng Hoàng và Vô Phong hòa thượng lại gần gũi với nhau. Tần Túng Hoàng tình nguyện bỏ tiền xây dựng Hàn Ý Tự, Tần Túng Hoành còn ủng hộ chi tiêu hàng ngày của Hàn Ý Tự. Chuyện này càng lúc càng thú vị, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu nói, càng ngày càng phức tạp. Trước đây anh chỉ nghi ngờ Tần Túng Hoành nhưng xem ra bây giờ Bạch gia cũng rất đáng nghi. Còn em nghi ngờ ai? Người nào em cũng nghi ngờ, Văn Nhân Mục Nguyệt nói, và cũng không nghi ngờ ai cả. Em có ý gì? Tần Lạc không hiểu gì. Cô gái này bình thường nói chuyện rất ngắn gọn, rõ ràng. Tại sao hôm nay lại úp mở như vậy? Nếu đứng ở lập trường của anh, em cần phải quan tâm xem hung thủ là ai.
Nhưng đứng ở lập trường của em cần phải quan tâm tới sự uy hiếp đối với gia tộc Văn Nhân. Văn Nhân Mục Nguyệt nói, bọn họ ra tay hết lần này tới lần khác đơn giản chỉ là muốn hạ gục gia tộc Văn Nhân mà thôi. Vậy bây giờ em muốn làm gì? Tần Lạc hỏi, tóm lại là không thể đồng thời khai chiến với hai nhà Bạch, Tần. Liên Bạch kháng Tần Văn Nhân Mục Nguyệt trả lời. Nhưng từ tư liệu này có thể thấy Bạch gia cũng là đối tượng nghi ngờ Tần Lạc không hiểu. Nếu như em Liên Bạch chống Tần gia, không phải khi đó Bạch gia sẽ được lợi sao? Dường như Văn Nhân Mục Nguyệt không nghe thấy câu nói của Tần Lạc, nàng chỉ nói, em tìm anh tới đây chính là muốn anh cùng em đi tới thăm Bạch gia. Chương 625, chiêu rút củi đáy nồi. Đường Tử Viên, một chiếc Mercedes-Benz màu đen chậm rãi dừng lại trước cổng ngôi biệt thự thần bí ở cuối đường. Tần Lạc mở cửa xe bên trái bước xuống, hắn cảnh giác nhìn bốn xung quanh, sau đó một người đàn ông tuấn tú mặc quần áo màu đen, đội một chiếc mũ che nửa mặt đẩy cửa bên phải bước xuống. Hai người nhìn nhau, Tần Lạc đi tới gõ cửa. Cạch cạch. Tần Lạc vừa mới gõ hai tiếng, cánh cổng gỗ màu đỏ đã mở ra, một ông già nhưng nét mặt không có gì gọi là già nua xuất hiện, cung kính nói, Văn Nhân tiểu thư, Tần tiên sinh, mời vào trong. Lão gia cùng thiếu gia đang ở trong Phật đường chờ hai người. Phật đường, Văn Nhân Mục Nguyệt thoáng cau mày. Nàng biết người Bạch gia không tin quỷ cũng không tin thần. Vậy tại sao trong nhà của bọn họ có một gian Phật đường? Chẳng lẽ Bạch lão gia ẩn cư nhiều năm nên thay đổi bản tính sao? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Văn Nhân Mục Nguyệt nhanh chóng xua đi suy đoán của mình. Ngược lại Tần Lạc không cảm thấy kỳ quái, dù sao trước đó hắn cũng không biết Bạch lão gia, trong đầu hắn hoàn toàn không có tư liệu cá nhân về thói quen ăn uống, sở thích và quy luật thời gian của Bạch lão gia, nên đương nhiên hắn không hiểu điều huyền bí trong đó. Ông già không trả lời mà chỉ đi trước dẫn đường, ngay khi ba người chưa tới cửa Phật đường, Bạch Phá Cục đã ra đón, hắn cười ha hả nói, Mục Nguyệt, cô ăn mặc như thế này trông còn tuấn tú hơn cả Tần Lạc. Tần Lạc cảm thấy việc tới liên kết với một nhà để chống lại một nhà khác, cho dù dưới bất kỳ góc độ nào đều được coi là chuyện vô cùng bí mật. Hắn đã yêu cầu Văn Nhân Mục Nguyệt giả trang, hoặc nàng sẽ không cần đích thân đi đàm phán chi tiết kế hoạch, hãy để hắn và Quả Vương đi làm thay nàng. Thế nhưng Văn Nhân Mục Nguyệt ngoại trừ mặc một bộ quần áo đàn ông, đội mũ và bỏ đi đội xe hộ tống xa hoa còn vẫn không thay đổi bất kỳ điều gì. Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn chỉ là Văn Nhân Mục Nguyệt, người của Tần Túng Hoành chỉ cần liếc mắt vẫn có thể nhận ra người đó chính là Văn Nhân Mục Nguyệt nàng. Tần Lạc cảm thấy mặc bộ quần áo đó hoàn toàn không có ý nghĩa và hiệu quả thực tế, nhưng vì Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn khăng khăng nên Tần Lạc không còn cách nào khác khuyên can nàng. Hắn không thể đẩy nàng ngã xuống giường, cởi hết quần áo của nàng ra, mặc cho nàng bộ trường bào cùng chiếc áo da cao bồi màu đen để che kín đôi gò bồng đảo của phụ nữ. Hắn rất muốn nhưng hắn lại không dám. Cảm ơn Văn Nhân Mục Nguyệt yếu ớt nói. Bạch Phá Cục lại quay nhìn Tần Lạc, thân thiết nắm tay hắn nói. Từ trước tới giờ tôi vẫn muốn mời cậu đi uống rượu nhưng lại không tìm được cơ hội. Hôm nay là cơ hội không thể tốt hơn. Trưa nay chúng ta hãy đi uống rượu một bữa thoải mái nhé. Tôi không uống được rượu, Tần Lạc cười nói. Uống rượu là uống rượu, Bạch Phá Cục nói. Tôi có tâm trạng muốn uống rượu với cậu, trừ phi cậu coi thường tôi, không đi uống rượu với tôi. Tôi phải nghe theo sự sắp đặt của ông chủ, Tần Lạc chỉ vào Văn Nhân Mục Nguyệt, đổ hết trách nhiệm lên người nàng. Hắn biết phong cách làm việc của Văn Nhân Mục Nguyệt rất quái lạ. Bạch Phá Cục không dễ dàng trêu chọc nàng. Quả nhiên Bạch Phá Cục nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt nói, chuyện này vẫn cần chính cậu quyết định. Mục Nguyệt sẽ không xen vào chuyện này. Mấy người vừa nói chuyện vừa đi vào trong Phật đường. Đập vào mắt mấy người chính là một pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni màu vàng. Trên bàn thờ trước bức tượng có một bài vị, dùng lụa màu vàng bao quanh. Trên tấm bài vị có viết một cái tên rất lạ. Cho tới lúc này Tần Lạc cũng chưa từng nghe nói tới. Ánh mắt Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt bị hút vào tấm bài vị, nhưng cả hai nhanh chóng bị một giọng nói kéo lại thực tế. Cháu gái Mục Nguyệt, rất nhiều năm rồi cháu mới tới thăm ta đó, một giọng nói sang sảng vang lên, tiếp đó một ông già cao gầy mặc trường bào đen, tinh thần phấn chấn đi tới, cười ha hả nói với Văn Nhân Mục Nguyệt. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây, Văn Nhân Mục Nguyệt nói mà không chút nể nang. Ông già thở dài nói, đúng vậy. Lần đầu tiên cháu tới đây, từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên cháu tới đây. Mục Nguyệt, cháu có hận ta không? Không hận, Văn Nhân Mục Nguyệt nói, cá lớn nuốt cá bé. Nếu là tôi, 24 năm trước tôi cũng làm như vậy. Nói rất đúng, Bạch lão gia vỗ tay cười nói. Văn Nhân Đình có một cháu gái rất tốt, cá lớn nuốt cá bé.
kẻ mạnh làm vua đó chính là quy tắc của thương trường. Nếu muốn dựa vào lòng nhân từ cùng hạ thủ lưu tình của kẻ khác để tồn tại thì chính là kẻ ngốc nói mê. Nếu là sống thì phải làm cho người đó sống tốt hơn. Nếu cần phải chết thì nên khiến đối thủ sớm bị đào thải. Cháu Mục Nguyệt, cháu có nghĩ vậy đúng không? Đúng vậy, văn nhân Mục Nguyệt gật đầu. Vậy bây giờ cháu cảm thấy trong ba gia tộc Tần, Bạch và văn nhân, gia tộc nào nên đào thải? Bạch lão gia thay đổi chủ đề, chuyển sang một chủ đề khác. Hơn nữa ông ta chuyển sang một chủ đề, từ lý luận mơ hồ, hư ảo chuyển sang chuyện sinh tử tồn vong của cả một gia tộc. Bây giờ rốt cuộc Tần Lạc đã hiểu vì sao tính cách của Bạch Phá Cục và Bạch Tàn Phổ lại như vậy. Thì ra ông của hai người này là một người như vậy. Đúng là gần đèn thì sang, gần mực thì đen. Khi thắng bại chưa phân, không ai có thể nói rõ điều này được. Tần gia văn nhân Mục Nguyệt đã sớm dự tính Bạch lão gia sẽ hỏi nàng vấn đề này nên nàng trả lời không chút do dự. Tại sao? Bạch lão gia hỏi, nói về thực lực, Tần gia không phải là gia tộc yếu nhất trong ba gia tộc. Bởi vì tôi đang đứng trong tiểu viện của Bạch gia chứ không phải biệt thự lưng chừng núi của Tần gia, văn nhân Mục Nguyệt tự tin nói. Sắc mặt nàng vô cùng bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên, giống như nàng hiểu rõ mọi chuyện, nắm giữ mọi chuyện trong thiên hạ ở trong tay mình. Tần Lạc thầm nghĩ có lẽ vẻ lạnh lùng của văn nhân Mục Nguyệt chỉ là vẻ bề ngoài của nàng, bởi chỉ có vậy thì người khác mới không cho rằng một cô gái như nàng chỉ là một cô gái nhỏ bé mà sẽ coi nàng giống như một lãnh đạo, một người bạn đáng tin cậy, một đối thủ cân tài cân sức với kẻ thù. Ít nhất trong số những người Tần Lạc quen biết, không một ai dám khinh thường một cô gái mới hơn 20 tuổi như văn nhân Mục Nguyệt. Các cô gái ở cùng tuổi với nàng đang làm gì vào lúc này? Các cô ấy đang đi dạo phố, yêu đương, hẹn hò, đọc sách, trong khi đó văn nhân Mục Nguyệt đang nắm trong tay một tập đoàn khổng lồ có thể quyết định chuyện sống chết của rất nhiều người. Đây chính là sự chênh lệch mà chỉ dựa vào sự cố gắng của bản thân, sự chênh lệch này tuyệt đối không bao giờ có thể san lấp. Không ngờ Bạch lão gia thẳng thừng hỏi, tại sao ta phải giúp cháu? Cháu trúng cổ độc, người Tần gia hạ độc, ông của Tần Lạc bị thương cũng là do Tần Túng Hoành sai người làm. Đây là chuyện ân oán cá nhân của hai nhà, có quan hệ gì với Bạch gia của chúng ta? Tại sao ta không tọa sơn quan hổ đấu, chờ tới khi hai nhà đấu nhau tới mức ta sống ngươi chết, ta sẽ làm ngư ông đắc lợi. Văn nhân Mục Nguyệt đi tới trước bài vị nói, ông hẳn cũng hiểu nếu như Bạch gia không tham dự trò chơi này, chúng ta sẽ không khai chiến với Tần gia. Nếu cả ba nhà khai chiến thì sẽ có hai nhà thắng. Đó chính là văn nhân gia và Bạch gia. Nếu như chỉ có hai nhà khai chiến, chỉ có một nhà thắng, Bạch gia. Tôi có thể từ bỏ việc báo thù nhưng tuyệt đối sẽ không cho Bạch gia cơ hội này. Tại sao lại lựa chọn Bạch gia? Bạch lão gia cười nhìn văn nhân Mục Nguyệt. Mặc dù ông ta đã nhìn qua ảnh, ông ta vẫn thầm than trong lòng, không ngờ văn nhân gia tộc lại có thể sản sinh ra một mỹ nhân như vậy. Danh xưng đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh quả thực không sai chút nào. Bởi vì Bạch gia là yếu nhất, văn nhân Mục Nguyệt. Nụ cười của Bạch lão gia vụt biến mất, Bạch Phá Cục thì bề ngoài đang chăm chú nhìn văn nhân Mục Nguyệt. Tần Lạc thì trong lòng đang thầm lo lắng việc công kích cùng gây tổn thương của văn nhân Mục Nguyệt sẽ làm đổ vỡ lần đàm phán này. Văn nhân đại tiểu thư, cô nói chuyện thẳng thắn với tôi thì không nói làm gì, nhưng vì sao cô lại nói trắng ra với họ như vậy? Dù sao nói dối cũng không mất tiền, ai mà chả thích người khác tâng bốc mình, không phải trước tiên cứ cho bọn họ lên mặt một chút sao? Ha ha, ta hẳn là nên vui mừng vì sự thẳng thắn của cháu hay tức giận vì sự thẳng thắn này? Một lúc lâu sau Bạch lão gia mới tươi cười nói. Nếu là tôi sẽ chọn vế đầu, văn nhân Mục Nguyệt nói. Ông hẳn biết rõ chúng ta đang nói về chuyện gì. Ông càng hiểu Bạch gia đang làm gì. Bạch gia dẫn đầu nền kinh tế Trung Quốc hơn 10 năm, nhưng từ 20 năm trước văn nhân gia đã bắt đầu đầu tư nghiên cứu các tài liệu về khoa học hàng không, Tần gia bắt đầu nghiên cứu về năng lượng tái sinh. Hiện tại đang cùng với Tần gia là hai tập đoàn kinh tế hàng đầu. Sự chênh lệch chỉ một chút, nếu như Bạch gia cứ giả vờ không biết thì không còn gì để nói. Bởi vì Bạch gia yếu nhất nên Bạch gia mới không thể uy hiếp tới các người, đúng không? Bạch Phá Cục cười nói, Mục Nguyệt quả thực biết cách đả kích người khác. Nói gì thì nói, bây giờ tôi vẫn là người đứng đầu Bạch gia, dù có rất nhiều chuyện tôi không thể tự quyết định. Bạch gia có sự uy hiếp nhưng không bằng Tần gia. Nếu như Tần gia không bị loại trừ, trong tương lai 20 năm hay là dài hơn nữa, bọn họ tất nhiên sẽ cùng với văn nhân gia lâm vào một cuộc ác chiến. Khi đó đối mặt với sự thiếu hụt năng lượng toàn cầu, với kỹ thuật khoa học hàng không của mình, văn nhân gia không đủ tự tin chiến thắng. Không sai, Bạch lão gia gật đầu nói.
lúc trước nào có ai nghĩ vấn đề năng lượng lại được coi trọng như vậy. Chẳng qua chỉ coi nó là đồ bỏ đi mà chỉ chú trọng vào gia công sản phẩm. Nếu như Tần gia không bị áp chế, tiếp tục thịnh vượng, văn nhân gia tộc sẽ bị loại trừ trước, sau đó tới Bạch gia, phải không? Đúng vậy, văn nhân Mục Nguyệt nói, Bạch gia không cần phải nhẫn nhục như vậy. Đây chính là vị trí thích hợp nhất cho Bạch gia. Vị trí thứ hai có thể tiến mà cũng thể lùi, sẽ không giống như vị trí nguy hiểm thứ nhất, càng không giống như vị trí thứ ba phải rượt đuổi. Được, ta đồng ý, Bạch lão gia vui vẻ trả lời. Hợp tác vui vẻ, văn nhân Mục Nguyệt nói. Phá cục, Bạch lão gia gọi. Bạch phá cục đi tới, hắn bắt tay văn nhân Mục Nguyệt nói, hợp tác vui vẻ. Quả thực không dám giấu, tôi vẫn luôn mong chờ hợp tác với Mục Nguyệt. Cục diện được duy trì 20 năm qua lại sắp thay đổi. Chỉ nghĩ tới điều này cũng khiến bị kích động. Văn nhân Mục Nguyệt gật đầu nhìn Bạch lão gia nói, nếu như chúng ta đã có mục tiêu và lợi ích giống nhau, vậy xin mời Bạch lão gia chỉ ra con đường đi tiếp theo. Đúng vậy, thực lực Tần gia hùng mạnh, thế lực phía sau hùng mạnh. Nếu như bọn họ không chủ động phạm sai lầm, chúng ta rất khó có thể hạ gục được. Bạch lão gia gật đầu nói, thế nhưng không phải là không có cách nào. Kế hoạch gì? Chúng ta sẽ thực hiện chiêu rút củi đáy nồi. Chương 626, tiểu hồ ly đối đầu lão hồ ly. Gừng càng già càng cay, lão hồ ly giảo hoạt. Chưa có bất kỳ ai dám coi thường Bạch lão gia, ngay cả văn nhân Mục Nguyệt tài năng ngất trời cũng không ngoại lệ. Đây đích thực mới là một lão hồ ly, một người sống lâu thành tinh. Chính ông ta đã khiến Bạch gia trong một giai đoạn lịch sử nguy hiểm đã thay đổi hoàn cảnh của mình, không những bảo vệ được bản thân mình mà còn phát triển tới mức cao nhất. Chính là ông ta 20 năm trước đã đạo diễn nội chiến trong gia tộc văn nhân, suýt chút nữa đã sơ tái tất cả gia sản của gia tộc văn nhân. Cũng chính là ông ta đã gác kiếm quy ẩn khi còn đang ở trên đỉnh vinh quang, ở phía sau bầy mưu tính kế, trợ giúp cho sự phát triển của Bạch gia. Hiện nay dù Bạch phá cục là người đứng đầu Bạch gia nhưng chính bản thân hắn vừa rồi đã từng nói là có rất nhiều chuyện bản thân hắn cũng không tự quyết định được. Linh hồn của Bạch gia vẫn là một ông già nhiều năm nay ẩn cư trong tiểu viện, không bước chân ra khỏi cửa. Vì vậy việc văn nhân Mục Nguyệt hỏi kế sách không phải xuất phát từ lễ nghi mà là nàng chính thức tin tưởng vào trí tuệ của ông ta. Rút củi đáy nồi sao? Sau khi nghe Bạch lão gia nói, Tần Lạc không khỏi cảm thấy lạnh lưng. Bạch lão gia này quả thực vô cùng nhẫn tâm, vừa ra tay đã định lấy mạng người ta. Rút củi đáy nồi không phải là muốn tiêu diệt Tần Túng Hoàng, trước tiên làm tổn thất đại tướng cùng người thừa kế phù hợp nhất, sau đó Tần gia đối mặt với sự liên kết tấn công của văn nhân gia và Bạch gia sẽ đi tới chỗ bại vong sao? Tần Lạc nhìn Bạch lão gia với ánh mắt khinh bỉ. Rút củi đáy nồi là như thế nào? Văn nhân Mục Nguyệt nhìn Bạch lão gia hỏi. Cháu lo lắng nhất điều gì ở Tần gia? Bạch lão gia hỏi. Người hay là công ty? Tôi lo lắng nhất chính là công ty chủ chốt của Tần gia, văn nhân Mục Nguyệt nói. Không sai, nếu như Tần gia không có công nghệ năng lượng tái sinh chống đỡ thì cũng không có gì đáng sợ. Mặc dù Tần gia nhân tài lớp lớp nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng gây dựng lại sự nghiệp lần thứ hai. Dù có thể gây dựng sự nghiệp thành công nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng mau lại sản nghiệp chủ chốt của văn nhân gia cùng Bạch gia. Thời gian không chờ đợi chúng ta thì cũng không chờ đợi Tần gia. Thời gian qua đi, cơ hội chiến đấu cũng mất đi. Bạch lão gia tán dương. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Chúng ta phải đánh dập đầu sản nghiệp năng lượng tái sinh của Tần gia. Những thứ khác không đáng sợ. Đây chính là công cụ kiếm tiền của Tần gia, cũng là nơi tập trung nhân lực đầu não cùng với nguồn tài chính chủ yếu của Tần gia, nhất định bọn họ sẽ đề phòng rất nghiêm ngặt. Chúng ta nên bắt đầu như thế nào? Làm thế nào hạ gục nó? Đào tường, Bạch lão gia nói vẻ mê hoặc. Nào! Hãy ngồi xuống nói chuyện đi. Đã tới rồi, sao không ngồi xuống uống chén nước? Cho tới tận lúc này Bạch lão gia mới mời Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt ngồi xuống uống trà. Nếu chuyện hợp tác ngày hôm nay đổ vỡ, rất có khả ông già keo kiệt này không muốn mất cả một chén trà. Thân phận của Bạch lão gia cao hơn nên ông ta không đợi khách ngồi xuống đã bước tới ngồi ở ghế thái sư. Ông ta cầm chiếc tẩu thuốc đặt trên bàn đưa lên mũi nhưng cuối cùng ông ta cũng không hút thuốc ở trong Phật đường này. Văn nhân Mục Nguyệt ngồi ở phía bên kia của bàn trà để thuận tiện việc nói chuyện của hai người. Tần Lạc và Bạch phá cục phân chia ngồi bên cạnh, giống như là những trợ lý hay thư ký vậy. Đào tường, văn nhân Mục Nguyệt suy nghĩ một lát rồi nói, rất khó. Đúng vậy, rất khó, Bạch lão gia nói, quả thực không dám giấu giếm.
chúng ta phát hiện thực lực chênh lệch với Văn Nhân gia và Tần gia nên đã lôi kéo công trình sư hàng không của Văn Nhân gia và cũng phái người đi lôi kéo công trình sư năng lượng tái sinh của Tần gia nhưng đáng tiếc đều thất bại. Nếu như chúng ta có thể đào được bất kỳ cái gì trong hai hạng mục này, chúng ta sẽ lập tức theo đuổi hạng mục đó. Với thời gian 3, 5 năm dốc hết sức mình, có lẽ Bạch gia sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ nhưng đáng tiếc. Đáng tiếc. Kế hoạch của ông đã thất bại. Kế hoạch này còn có ý nghĩa gì không? Văn Nhân Mục Nguyệt không hiểu nên hỏi. Ta thất bại nhưng không có nghĩa là người khác sẽ thất bại, Bạch lão gia nói. Có ý gì? Chuyện này ta không làm được. Cháu không làm được, Bạch lão gia chỉ tẩu thuốc vào Tần Lạc nói, nhưng chàng trai này có thể làm được. Tôi, Tần Lạc đang chăm chú uống trà. Hắn cảm thấy rất kỳ lạ khi thấy Bạch lão gia coi trọng mình như vậy. Hắn vốn cứ tưởng Bạch lão gia quên mất sự tồn tại của hắn. Không sai, chính là cậu, Bạch lão gia cười nói. Anh ấy có thể làm gì? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Chữa bệnh cứu người. Kế hoạch đó và việc chữa bệnh cứu người có liên quan gì với nhau? Tần Lạc càng ngơ ngác, chuyện của bọn họ là cạnh tranh trong kinh doanh thì có liên quan gì tới một thầy thuốc như hắn? Bạch lão gia cười ha hả nói, chàng trai chớ nóng vội. Hãy để ta nói một chút cho cậu nghe. Nhất định Mục Nguyệt biết người phụ trách phòng nghiên cứu năng lượng mới của Tần gia là ai, đúng không? Lý Đằng Huy hiển nhiên Văn Nhân Mục Nguyệt rất chú trọng tới sản nghiệp năng lượng tái sinh của Tần gia nên nàng đã nói ra được tên của người phụ trách phòng nghiên cứu năng lượng mới của Tần gia. Không sai, mặc dù Lý Đằng Huy mang họ Lý nhưng hắn cũng coi như có một nửa là người Tần gia. Ông nội là cha hắn đều làm ở Tần gia. Bản thân Lý Đằng Huy dưới sự bảo trợ của Tần gia đã sang Mỹ du học. Sau khi học xong về nước, với sự ủng hộ về tài chính của Tần gia, Lý Đằng Huy đã thành lập tổ nghiên cứu nguồn năng lượng mới, sáng tạo ra thời cơ quật khởi lần thứ hai của Tần gia, vì vậy Lý Đằng Huy rất được Tần gia coi trọng. Vợ của hắn chính là dì của Tần Túng Hoành. Hắn là người danh tiếng nhất trong số những người ngoại tộc của Tần gia. Một số nhân vật chủ yếu của Tần gia cũng rất tôn kính hắn. Hắn chỉ huy phòng nghiên cứu nguồn năng lượng mới hơn 20 năm nay. Tất cả nhân viên của phòng đó đều do hắn tuyển. Hắn cực kỳ có uy tín trong phòng của mình. Nếu chúng ta có thể lôi kéo được Lý Đằng Huy thì cũng có thể kéo theo cả đám dây leo xung quanh hắn. Một khi như vậy thì phòng nghiên cứu năng lượng mới của Tần lão quỷ sẽ đi đời. Tần Lạc cười gượng nói, hắn được Tần gia coi trọng như vậy, sao có thể dễ dàng lôi kéo hắn đảo ngũ. Vì thế ta mới nói là chúng ta không thể, nhưng cậu không ngại hãy cứ thử một lần, Bạch lão gia vuốt ve tẩu thuốc trong tay nói, Lý Đằng Huy có một sự nghiệp huy hoàng, một cuộc sống đầy đủ nhưng hắn lại có một nỗi khổ tâm rất lớn. Khổ tâm gì? Tần Lạc hỏi. Lý Đằng Huy lấy dì của Tần Túng Hoành là Ngô Sương nhưng người vợ này nhiều năm không thể sinh con. Lý Đằng Huy có một tình nhân bên ngoài gọi là Trương Mẫn. Trương Mẫn sinh cho hắn hai con gái. Hai chị em này là chị em xinh xinh. Cả hai khi lớn lên cũng rất xinh đẹp nhưng mà trời không chiều lòng người. 5 năm trước hai người con gái này của hắn đột nhiên cùng mắc bệnh, hơn nữa đều là bệnh tâm thần. Lý Đằng Huy vất vả lắm mới có hai con gái này, hắn nào muốn để hai người con chịu nỗi đau đớn này. Hắn đã đi khắp nơi tìm kiếm danh y chữa bệnh cho con nhưng cho tới tận bây giờ vẫn không có kết quả. Ý của ông là muốn tôi đi chữa bệnh cho hai người con gái sinh đôi của Lý Đằng Huy sao? Rốt cuộc Tần Lạc đã hiểu rõ ý định của Bạch lão gia. Hắn không thể không thừa nhận Bạch lão gia có một tổ chức thu thập tin tức tình báo cực kỳ tốt. Hơn nữa ông đã nghĩ ra một biện pháp vô cùng khả thi. Nếu hắn có thể chữa khỏi bệnh cho hai con gái của Lý Đằng Huy, nhất định hắn sẽ vô cùng biết ơn. Có điều đó trợ giúp, việc đàm phán lôi kéo Lý Đằng Huy nhất định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như giá cả đưa ra đủ cao, nhất định Lý Đăng Huy sẽ không còn cương quyết từ chối nữa. Một khi gia tộc Văn Nhân và Bạch gia chuẩn bị khai chiến với Tần gia, nhất định cũng sẽ không hẹp hòi. Nhưng bản thân hắn có thể chữa khỏi bệnh cho hai con gái của Lý Đăng Huy không? Nếu những bệnh khác thì còn dễ nói, nhưng bệnh tâm thần là loại bệnh rất khó chữa. Ít nhất cho tới bây giờ trong tay Tần Lạc mới chỉ có kinh nghiệm chưa thành công của Cửu lão gia. Không được, Tần Lạc trả lời. Hắn dứt khoát từ chối đề nghị của Bạch lão gia. Bạch lão nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt nhưng khi ông ta thấy nàng không lên tiếng giải thích hộ Tần Lạc, đành phải tự mình hỏi, tại sao không được? Tôi là một thầy thuốc, chữa bệnh cứu người là thiên chức của tôi, Tần Lạc quang minh chính đại nói, tôi không thể dùng y thuật của tôi đi trao đổi, uy hiếp người khác. Điều này là đi ngược với lương tâm của tôi cũng như y đức của một thầy thuốc. Tần Lạc thầm nghĩ trước tiên phải khóc thì mới được cho bú. Ban đầu từ chối chờ bọn họ lên tiếng cầu xin hắn,
khi đó hắn mới có thể thuận tiện đưa ra yêu cầu của mình. Ít nhất hắn không để Bạch Gia có cảm giác chuyện này rất dễ dàng. Nói cách khác, khi phân chia thành quả, bọn họ mới có thể yêu cầu ít đi. Hơn nữa không phải như vậy sẽ đề cao giá trị con người của mình sao? Bản thân hắn là danh y, không phải ông ta cứ khua môi múa mép như nào là hắn sẽ phải nghe theo. Dù thế nào đi nữa hắn cũng không phải là người làm thuê cho ông ta. Nhưng điều đáng hận chính là Bạch lão gia không mắc mưu. Sau khi ông ta nghe Tần Lạc nói thì bật cười ha hả nói, vui thật, chàng trai này rất có khí phách. Ngược lại ông gia ta đây lại có vẻ là kẻ dối trá. Đây chỉ là đề nghị để tham khảo thôi, còn về phần làm thế nào, hai người cứ tự mình cân nhắc. Người chủ trì là văn nhân gia còn Bạch gia chỉ là người bên cạnh trợ giúp mà thôi. Ông ta nói như vậy cũng có nghĩa là chối bỏ tất cả trách nhiệm. Dù các người thích làm gì cũng không liên quan gì tới Bạch gia. Văn nhân Mục Nguyệt quay đầu nhìn Tần Lạc hỏi, thật sự không được sao? Không được. Tại sao? Không phải anh đã nói rồi sao? Tâm trạng Tần Lạc rất buồn bực. Tần Lạc vốn dùng những câu đó để chơi lại Bạch lão gia, không ngờ ông ta vừa ngửi thấy hơi nguy hiểm đã lập tức bỏ chạy. Anh không thể dùng y thuật của mình đi uy hiếp người khác cùng với trao đổi. Điều này đi ngược với lương tâm và y đức của anh. Anh đi chữa bệnh cho người ta có thu tiền không? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Đại đa số lấy tiền nhưng cũng có chỗ không lấy tiền, Tần Lạc thẳng thắn nói. Chữa bệnh lấy tiền là chuyện bình thường, điều này không phạm pháp và cũng không đi ngược với lương tâm. Anh đi chữa bệnh cho người ta, người khác sẽ trả anh tiền. Đây chính là trao đổi, văn nhân Mục Nguyệt nói, anh tới chữa bệnh cho hai cô gái đó chính là vì công việc. Cha của họ tới làm cho gia tộc văn nhân cùng là vì công việc. Dùng công việc của anh trao đổi với công việc của cha bọn họ, điều này có gì sai sao? Chẳng lẽ anh cảm thấy công việc của anh không vĩ đại, cao thượng so với công việc của cha bọn họ? Sao có thể như vậy? Tần Lạc không ngờ văn nhân Mục Nguyệt lại đưa ra một kiểu ngụy biện như vậy để thuyết phục hắn. Thầy thuốc là một trong những nghề nghiệp vĩ đại nhất trên thế giới. Các người có thể nắm giữ gia tài hàng tỷ cùng quyền lực tối thượng thì đã sao nào? Chúng ta nắm giữ chính tính mạng của con người. Như vậy là anh đồng ý rồi hả? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi ngược lại. Được rồi, Tần Lạc nói. Hãy để anh thử xem sao. Chương 627, Điên Điên Hoa Tỉ Muội. Chúc mừng cậu thắng ngay trận đầu, Bạch lão gia cười ha hả nhìn Tần Lạc nói. Tần Lạc có cảm giác không ưa vẻ tươi cười của ông già này, nó khiến người khác có một cảm giác ông ta là người mưu kế thâm sâu, giống như trong mắt ông ta, bạn không phải là một con người mà là một loại hàng hóa giá cao. Ông của hắn rất ít khi cười nhưng nụ cười của ông rất thành thực. Lâm Thanh Nguyên lão gia thường xuyên cười nhưng đó là nụ cười sảng khoái, nhiệt tình. Hai kiểu cười đó là con người ta có cảm giác rất thoải mái. Tôi sẽ cố gắng, Tần Lạc nói. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất, Bạch lão gia nhìn văn nhân Mục Nguyệt nói. Ông ta hiểu rõ Tần Lạc, cũng hiểu rõ văn nhân Mục Nguyệt, càng hiểu rõ mối quan hệ giữa Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt. Ông ta biết nếu bản thân ông ta nói Tần Lạc sẽ không bao giờ nghe nhưng nếu là văn nhân Mục Nguyệt thì Tần Lạc sẽ rất khó từ chối. Có người đàn ông nào có thể từ chối văn nhân Mục Nguyệt sao? Có, đó là Tần Lạc. Hôm hắn mới tới Yến Kinh hắn đã từ chối hôn ước với vị hôn thê này. Nhưng đó là việc trước kia khi hắn vẫn chưa biết văn nhân Mục Nguyệt giống như văn nhân Mục Nguyệt như hiện tại. Nhìn chung tình cảm của hai người phát triển cùng với sự quen biết. Từ sau lần đầu từ chối hôn ước với văn nhân Mục Nguyệt, Tần Lạc không còn từ chối yêu cầu của văn nhân Mục Nguyệt nữa. Sau khi mấy người thương lượng kỹ chi tiết cụ thể, Tần Lạc nhã nhặn từ chối lời mời uống rượu của Bạch Phá Cục, hắn và văn nhân Mục Nguyệt rời khỏi ngôi biệt thự số 16 ở đường Tử Viên. Tại sao em lại khuyên anh giúp ông ta? Tần Lạc buồn bực nói. Anh cố ý từ chối chính là muốn gia tăng lợi thế của chúng ta. Chúng ta phải để cho ông già đó biết chúng ta không phải là cây hồng để mặc người ta ve vuốt, muốn chúng ta làm gì thì chúng ta phải làm vậy, cứ làm như hai chúng ta giống như hai con bò già cần cù và ngu ngốc, bị ông ta dùng dây dắt mũi. Ông ta có bị mắc lừa không? Văn nhân Mục Nguyệt liếc mắt nhìn Tần Lạc hỏi. Không có, Tần Lạc lắc đầu nói. Hai chúng ta hoàn toàn là con bò già. Ít nhất anh cũng cố gắng phản kháng. Ông ấy thông minh hơn so với anh nghĩ, văn nhân Mục Nguyệt nói. Dừng lại một chút, văn nhân Mục Nguyệt bổ sung một câu, anh thì ngược lại. Tần Lạc chỉ muốn khóc, có kiểu nói xấu người yêu của mình như vậy sao? Đêm hôm qua Tần Lạc không về nhà ngủ. Hắn chỉ gọi điện nói rõ tình hình với Lâm Hoán Khê. Mặc dù Lâm Hoán Khê không nói gì trong điện thoại nhưng Tần Lạc vẫn cảm thấy áy náy trong lòng.
Sau khi bảo đại đầu đưa văn nhân Mục Nguyệt về building hoàn cầu, Tần Lạc đi thẳng tới bệnh viện. Ông nằm viện, Bối Bối đi học, Lâm Hoán Khê còn phải xử lý cả công việc của Hiệp hội Trung Y. Áp lực gia đình cùng công việc song song đè nặng khiến ngày nào Lâm Hoán Khê cũng vô cùng bận rộn. Tần Lạc vốn định dỡ bỏ trách nhiệm đối với Hiệp hội Trung Y của Lâm Hoán Khê, hắn không thể nhẫn tâm để hôn thê của mình làm trâu làm ngựa, nhưng sau khi Tần Lạc nói chuyện an ỉ với Lâm Hoán Khê, nàng lại từ chối. Em không làm tốt hơn người khác nhưng cũng không thể kém hơn người khác, đấy là nguyên văn câu nói của Lâm Hoán Khê. Ban đầu Tần Lạc không hiểu rõ ý tứ của nàng nhưng bây giờ hắn đã hiểu. Lâm Hoán Khê cũng là một phụ nữ kiêu ngạo, cũng như là người phụ nữ có niềm tự hào của mình. Có lẽ bản năng kinh doanh trời phú của nàng không bằng văn nhân Mục Nguyệt, cách xử sự với người ngoài không mềm dẻo như Lệ Khuynh Thành, nhưng nàng đang cố gắng dùng sự cần cù chăm chỉ của mình để bù đắp lại, cố gắng không quá chênh lệch với hai người kia. Nàng không muốn cái gì cũng kém hơn khi bị so sánh với người khác. Từ đó về sau không bao giờ Tần Lạc còn có suy nghĩ đó nữa. Khi Tần Lạc đi vào phòng bệnh, Lâm Thanh Nguyên cũng đã tới đây. Ông đang ngồi uống trà và đánh cờ với Tần Tranh ở bàn. Có bạn già hiển nhiên có cách tiểu khiển của người già. Bối Bối đang ngồi ở bàn viết chữ. Lâm Hoán Khê đang đứng ở cạnh cửa sổ gọi điện thoại. Trước tiên Tần Lạc bước tới chào hỏi hai người ông, sau đó hắn quay sang ôm hôn Bối Bối, nhéo gương mặt nhỏ nhắn của Bối Bối rồi đi tới bên cạnh Lâm Hoán Khê, chờ nàng gọi điện thoại xong. Được, tôi biết rồi, trước tiên cứ như vậy đi. Khi tôi quay về sẽ giải quyết, Lâm Hoán Khê nói xong thì ngắt điện thoại. Có chuyện gì hả? Tần Lạc hỏi. Không có chuyện gì, Lâm Hoán Khê nói. Nàng rất ít khi nói chuyện công việc với Tần Lạc, giống như bây giờ Hiệp hội Trung Y không gặp bất kỳ chuyện phiền toái gì cả. Có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết, Tần Lạc chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng nói. Em có thể giải quyết, Lâm Hoán Khê trả lời. Bác sĩ vừa nói ông đã hoàn toàn bình phục, ông chỉ cần ở lại theo dõi thêm mấy ngày nữa là có thể xuất viện. Ý của em là muốn để ông ở lại thêm một số ngày nữa. Điều kiện chữa bệnh ở đây rất tốt, các bác sĩ cũng rất giỏi, có thể giúp cho ông bình phục nhanh hơn. Hay quá, việc nhà cứ làm theo em, Tần Lạc cười nói. Lâm Hoán Khê cũng tươi cười nói, việc nhà là chuyện nhỏ. Ai bảo vậy, việc nhà không phải là chuyện nhỏ, Tần Lạc cười nói, không có chuyện gì quan trọng hơn việc nhà. Mọi người có tốt thì anh mới có tâm trạng đi lo việc Trung Y. Mọi người không tốt, anh sẽ chỉ bận bịu lo việc của mọi người. Lâm Hoán Khê sửng sốt, sau đó nàng ngây người nhìn Tần Lạc. Đây là lần đầu tiên Tần Lạc nói thẳng thắn như vậy, cũng là lần đầu tiên hắn thành thật. Thẳng thắn và thành thật thừa nhận nàng quan trọng hơn so với Trung Y. Lâm Hoán Khê giúp Tần Lạc sửa sang lại cổ áo trường bào và nói, anh bận thì cứ đi đi. Ở nhà đã có em. Bối Bối vẫn chăm chú nghe lén Tần Lạc và Lâm Hoán Khê nói chuyện với nhau. Sau khi cô bé nghe thấy Lâm Hoán Khê nói với Tần Lạc như vậy, cũng làm ra vẻ bà cụ non nói với Tần Lạc, bận thì cứ đi đi. Ở nhà còn có em. Cả nhà cùng cười phá lên, vui vẻ hòa thuận. Hoa Hồng Viên. Một tiểu khu xa hoa ở ngoại ô phía Đông Yến Kinh. Tần Lạc cầm tờ danh thiếp, nói với đại đầu, rẽ về bên trái. Vì vậy đại đầu liền lái chiếc Chevrolet của hắn về phía cổng chính của tiểu khu. Tần Lạc hạ cửa sổ xe xuống nói với nhân viên bảo vệ tiểu khu, chào anh, chúng tôi tới tìm người. Xin hỏi người các anh tìm là ai? Có hẹn trước không? Nhân viên bảo vệ hỏi. Thái độ của nhân viên bảo vệ vô cùng hòa nhã, dễ gần. Nữ sĩ Trương Mẫn, Tần Lạc nói. Trương Mẫn, nhân tình của Lý Đằng Huy ở tại tiểu khu này. Tần Lạc đã thông qua người của văn nhân ra liên lạc được với Trương Mẫn. Dưới tình huống làm ra vẻ ngẫu nhiên, khi Trương Mẫn và một người bạn của mình đang ngồi uống trà, người bạn đó hỏi Trương Mẫn về tình hình bệnh tật hai người con gái. Trương Mẫn thở dài lắc đầu, người bạn đó liền giới thiệu với nàng một thầy thuốc rất nổi tiếng tên là Tần Lạc, là một thầy thuốc tài năng xuất chúng, một thanh niên kiệt xuất, là sát thủ của thiếu phụ. Là thần tượng của vô số nam nữ thanh niên, hơn nữa còn bảo Trương Mẫn sưu tầm một số thông tin có liên quan tới Tần Lạc trên mạng và báo chí. Phải biết rằng có rất nhiều truyền kỳ về con người Tần Lạc này. Chỉ cần người bệnh hay người nhà người bệnh nhìn thấy những thông tin đó, bọn họ chỉ hận không thể lập tức ôm chân hắn khóc lóc, sau đó thỉnh cầu Tần Lạc ra tay diệu thủ hồi xuân, cứu chữa cho người bệnh. Lập tức Trương Mẫn liên lạc với người bạn. Trương Mẫn còn thỉnh cầu người bạn đó giới thiệu Tần Lạc với mình, vì vậy mà Tần Lạc cầm theo danh thiếp của Trương Mẫn tới nhà. Kỹ thuật tiêu thụ cao minh nhất không phải là bạn chạy theo đề nghị khách hàng mua gì, mà là khách hàng níu tay bạn cầu bạn bán cái gì cho họ. Thiện nhân Tần Lạc thuộc về mặt hàng bán chạy.
bà ấy đang ở trong tòa nhà nào. Mời anh hãy gọi điện thoại cho bà ấy được không? Người bảo vệ làm hết phận sự của mình. Tần Lạc gảy số điện thoại của Trương Mẫn trên màn hình cảm ứng từ. Trên màn hình điện thoại xuất hiện một gương mặt phụ nữ rất đẹp, thoạt nhìn giống ngôi sao điện ảnh Hồng Kông Trương Mạn Ngọc vậy. Tần Lạc thầm nghĩ thảo nào Lý Đăng Huy đã cưới một người phụ nữ của Tần gia rồi mà vẫn còn dám lén chạy tới đây ăn vụng. Một người phụ nữ như vậy, đàn ông rất khó từ chối. Bác sĩ Tần Lạc phải không? Thật sự xin lỗi tôi không ra cổng tiểu khu đón anh được. Anh hãy vào thẳng nhà tôi đi. Khu biệt thự dãy thứ hai, tôi đợi anh ở ngoài đó, giọng nói trong trẻo của người phụ nữ vang lên. Được, lát nữa gặp lại, Tần Lạc nói rồi ngắt điện thoại. Vào thôi, Tần Lạc nói với đại đầu. Đại đầu khởi động xe, hắn chậm rãi lái xe vào tiểu thư dưới sự cung kính cúi chào của nhân viên bảo vệ. Trong màn hình điện thoại, hình ảnh của Trương Mẫn còn mờ mờ. Bên ngoài Trương Mẫn càng xinh đẹp quyến rũ hơn. Chiếc áo khoác màu đỏ, váy dài xẻ tà, tất chân lưới màu đen, thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn. Tóc ngắn ngang vai, hơi uốn cong. Dáng vẻ thông minh, giỏi giang, xinh đẹp, gợi cảm, nhưng gương mặt của nàng lại vô cùng mệt mỏi. Ngay cả nụ cười cũng rất gượng gạo. Ngay khi xe còn chưa dừng lại, Trương Mẫn đã vội vàng bước tới nghênh đón, nàng cười nói, bác sĩ Tần, thật sự xin lỗi. Mới rồi tôi phải giúp con gái mặc quần áo, vì vậy không thể ra ngoài cổng nghênh đón anh. Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Mặc dù Trương Mẫn có gia cảnh giàu có, bản thân nàng cũng là chủ công ty, nhưng thái độ của nàng vẫn vô cùng tôn kính Tần Lạc. Không sao, tôi có thể hiểu được Tần Lạc đến vì nhiệm vụ nên hắn đặc biệt chú ý mỗi câu nói của Trương Mẫn, nhị vị thiên kim ở đâu? Đang ở trong phòng, Trương Mẫn nói, tôi phải khóa hai đứa ở trong. Không còn cách nào khác, nếu cửa mở, hai đứa sẽ bỏ trốn ra ngoài. Nói như vậy thì bệnh có vẻ nghiêm trọng, Tần Lạc nói. Đúng vậy, đã tìm rất nhiều thầy thuốc, cũng uống rất nhiều thuốc mà không hiệu quả. Con cái lớn mà như vậy, bây giờ phải làm sao đây? Trương Mẫn đau khổ nói. Không cần lo lắng, trời không tuyệt đường của người, Tần Lạc an ủi Trương Mẫn. Luôn có cơ hội mà. Dưới sự dẫn đường của Trương Mẫn, ba người đi vào tiểu viện. Trương Mẫn lấy chìa khóa mở cửa, Tần Lạc liền giữ tay nàng lại. Chờ chút đã, Tần Lạc nói. Thông qua cửa sổ thủy tinh, hắn có thể thấy rõ tình hình bên trong phòng khách. Trên nền nhà của phòng khách, có hai cô gái gương mặt rất giống nhau, tuổi chừng 20, cả hai đều mặc quần jean mới tinh cục với áo khoác lông màu xanh da trời, thoạt nhìn cũng biết mới thay. Gương mặt hai cô gái rất đẹp, 7-8 phần giống với Trương Mẫn, nhưng nước da rất tái. Nguyên nhân là quá lâu không nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Cô gái bên trái sờ tay vào ngực, sau một hồi lôi kéo, cô lôi ra chiếc áo lót màu đen của mình, nhét vào vị trí giữa hai người hô to, nhị bính. Cô gái bên phải cũng học theo như vậy, cô cũng lôi áo lót màu đen trong người ra rồi lại lôi từ dưới ghế sofa ra một cái nịt ngực khác, bỏ hai cái cạnh nhau rồi hô to, chạm. Trong giây phút đó Tần Lạc cảm thấy như đất trời quay cuồng, cảm giác vô cùng choáng váng. Chương 628, các cô ấy không phải mắc bệnh tâm thần. Nói chung hành vi của con người bình thường rất giống nhau, vì con người bị những điều như thân phận, đạo đức, tuổi tác cùng các yếu tố xã hội trói buộc. Một bà lão 80 tuổi có xấu hổ khi mặc váy ngắn đi dạo phố không? Thế nhưng đối với một người điên khùng thì hành vi lại trở nên vô cùng kỳ quái. Bọn họ không biết bất kỳ điều kiêng kỵ nào, chỉ làm việc dựa theo bản tính của mình. Thậm chí đối với nhiều người còn tưởng tượng ra một thế giới hư ảo. Sau đó bọn họ chìm vào trong thế giới đó, muốn làm gì thì làm. Cho dù là cừu lão gia với con yêu quái mắt xanh hay hai người con gái sinh đôi của Lý Đăng Huy này cũng đều dựa theo nguyên nhân đó. Nhìn thấy hai con gái mình là ra chuyện giật mình như vậy, Trương Mẫn không thể không xấu hổ. Nàng lo sợ con mình còn gây ra nhiều chuyện khác nữa nên vội vàng mở cửa và nói, bác sĩ Tần, thật sự xin lỗi. Hai đứa, ôi, hai đứa thường xuyên như vậy. Tần Lạc lại một lần nữa ngăn Trương Mẫn lại, trước tiên không nên đi vào. Chúng ta cứ ở bên ngoài quan sát tình trạng vô thức của các cô ấy thì mới có lợi cho việc chữa bệnh. Đương nhiên Trương Mẫn không dám làm trái lời bác sĩ. Nàng đành cất chìa khóa đứng nhìn bên cạnh Tần Lạc. Các cô ấy xảy ra tình trạng này bao lâu rồi? Tần Lạc hỏi. Khoảng 5 năm rồi, Trương Mẫn đau khổ nói. Nàng nhớ tới cuộc sống trong 5 năm qua mà cảm thấy như là một cơn ác mộng. Lúc ban đầu bệnh cũng không nghiêm trọng như vậy. Mặc dù khi đó thần kinh cũng xuất hiện vấn đề, nhưng hai đứa vẫn giữ lại được một số ý thức, hơn nữa nhiều lúc chúng còn trong tình trạng tỉnh táo. Bây giờ thì cả hai đứa hoàn toàn không biết bản thân mình đang làm gì nữa.
Tần Lạc vừa đứng bên ngoài quan sát hai chị em sinh đôi đùa giỡn với nhau qua cửa sổ thủy tinh trong suốt vừa hỏi Trương Mẫn, lúc nãy khi tôi tới đây, chị đang mặc quần áo cho hai cô bé, đúng không? Đúng vậy, Trương Mẫn nói, hai đứa không thích mặc quần áo. Mỗi lần mặc quần áo cho hai đứa, chúng đều xe rách. Hơn nữa không phải chúng chỉ cởi ra mà còn dùng kéo cắt. Nếu như cắt không xong thì sẽ la hét, thậm chí còn lấy dao cắt. Vì để tránh hai đứa gây tổn thương cho mình nên tôi mua cho hai đứa một ít quần áo dễ xé. Như vậy cũng đỡ phải lo lắng hai đứa dùng dao cắt quần áo gây tổn thương cho chính mình. Bây giờ Tần Lạc mới hiểu vì sao hai chị em lại dễ dàng xé áo lót của mình ra vậy. Với gia sản của Trương Mẫn, ngôi biệt thự ở tiểu khu Hoa Hồng Viên này dù gì nàng cũng không để con gái chị đau đớn vì quần áo. Tên gọi của cả hai là gì? Tần Lạc hỏi. Chị tên là Hy Dung, em tên là Hy Vũ, Trương Mẫn trả lời. Ừ, Hy Dung và Hy Vũ. Vậy vừa rồi cả hai nói nhị bính và bính là sao vậy? Trước kia cả hai rất thích đánh mạt trược sao? Tần Lạc khéo léo hỏi. Nghe câu hỏi của Tần Lạc, sắc mặt Trương Mẫn rất buồn, giống như nàng đang nghĩ về một câu chuyện đau lòng trước kia. Trước kia khi tôi còn chưa mở công ty, cả ngày chỉ rủ bạn tới nhà đánh mạt trược. Mỗi khi chỉ có ba tay, không đủ người thì Hy Dung thường đánh thay. Không ngờ Hy Dung lại rất có thiên phú đánh mạt trược. Lần nào con bé cũng thắng nhiều tiền nhất. Sau đó có một lần chị gái của tôi tới chơi, mấy người chúng tôi ở nhà nhàn rỗi liền bảo cả Hy Vũ ngồi đánh bài. Lần đánh thử này lại vô cùng tồi tệ. Hai chị em phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, giống như hai chị em có thể tâm linh tương thông. Hy Dung biết Hy Vũ muốn ăn quân gì thì sẽ đánh ra quân đó. Hy Vũ biết Hy Dung cần bài gì sẽ đánh ra quân bài tẩy. Kể từ lúc bắt đầu chơi, chỉ có hai chị em Hy Vũ, Hy Dung thắng. Tôi và chị gái từ đầu tới cuối không thắng được ván nào. Tần Lạc hoàn toàn không nghi ngờ điều Trương Mẫn nói. Quả thực có tồn tại mối liên lạc thần kỳ của những cặp sinh đôi, chỉ có điều có đôi hiện tượng cảm ứng yếu hơn, có đôi hiện tượng cảm ứng mạnh hơn mà thôi. Một số ít chị em, anh em trai sinh đôi còn có thể cảm nhận được tâm trạng và tình trạng cuộc sống hay đơn giản là suy nghĩ của người khác. Việc Hy Dung và Hy Vũ có thể biết người kia cần quân bài gì, đại khái có liên quan tới thời điểm mang thai của người mẹ. Có phải khi mang thai chị thường xuyên đánh bài không? Tần Lạc hỏi. Sắc mặt Trương Mẫn trở nên tái nhợt. Nàng hỏi, điều này có liên quan gì không? Đại khái có quan hệ rất lớn. Tần Lạc gật đầu. Hiện tại đang thịnh hành việc dưỡng thai của cha mẹ. Khi người mẹ có thai thường đọc sách, báo, nghe nhạc. Thậm chí có bậc cha mẹ hy vọng con mình sau này sẽ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, còn mua đàn piano hay đàn violon hay các loại nhạc cụ khác bày biện trong nhà. Mỗi khi không có việc gì thì tập đánh đàn. Không thể nói là những hành động như vậy sẽ có ảnh hưởng nhất định tới thai nhi. Hàng ngày nghe đàn dương cầm, lớn lên đứa con không nhất định sẽ trở thành một nhà dương cầm, hàng ngày nghe đàn nhị là lớn lên sẽ trở thành người kéo đàn nhị. Thế nhưng không thể nói là những hành động đó không có tác dụng. Kết quả của một số nghiên cứu trong và ngoài nước đã cho thấy làm như vậy có thể nâng cao khả năng nhận biết và hứng thú của trẻ nhỏ đối với một vấn đề nào đó. Khi tôi mang thai, cha của chúng thường xuyên không có nhà, vì vậy những khi rỗi rãi tôi thường gọi bạn bè tới nhà đánh bài, Trương Mẫn nói với giọng trầm trầm. Nàng chỉ là tình nhân, coi như là người thứ ba, vì vậy khi nàng mang thai không được hưởng sự cưng chiều của chồng cũng như sự quan tâm cưng chiều của gia đình. Trò tiêu khiển duy nhất của nàng là mời mấy người bạn thân tới nhà đánh mạt trược mà thôi. Bây giờ có thể mở cửa ra được rồi, Tần Lạc nói. Trương Mẫn mở cửa, khi nàng đẩy cánh cửa chính bằng sắt ra, Hy Vũ và Hy Dung phát hiện ra, cả hai lập tức kêu lên và chạy tới bên Trương Mẫn. Mẹ, mẹ, Hy Vũ mới ăn vụng đường, Hy Dung mách mẹ. Em không có, em không ăn, Hy Vũ lau miệng nói, là Hy Dung ăn vụng. Chị ấy còn xé rách quần áo mẹ mua cho chị ấy. Là em làm, em đừng có chống chế. Em không có, em có, em không có, em có, em có, em có, em không có, em không có, em không có. Nếu như cảnh này diễn ra giữa hai đứa trẻ 5, 6 tuổi ngây thơ thì hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng chuyện này lại xảy ra với hai cô gái là chị em sinh đôi sinh như hoa như ngọc nên có vẻ rất kỳ quái. Không làm ầm ĩ nữa, Trương Mẫn quá to, mẹ biết ai làm rồi. Sắc mặt Tần Lạc ôn tồn, hắn cười vui vẻ hỏi hai chị em, trong hai chị em, ai là chị, ai là em? Hy Dung là chị, Hy Vũ là em, một cô gái nũng nịu trả lời. Ai là Hy Dung, ai là Hy Vũ hả? Hai chị em liếc nhìn nhau, đồng thanh nói, anh đoán đi. Diện mạo giống nhau,
quần áo giống nhau, tính tình giống nhau, giọng nói cùng vẻ mặt giống nhau. Điều tệ hơn chính là bệnh cũng giống nhau. Sao có thể đoán đây? Em là Hy Dung hả? Tần Lạc chỉ bừa vào một cô gái nói. Tôi không phải là Hy Dung thối, cô gái bực tức nói. Cho anh một cơ hội nữa. Nếu anh vẫn đoán không đúng, anh đúng là đại ngốc. Cho một cơ hội nữa sao? Không đoán đúng nữa sao? Tần Lạc thầm nghĩ nếu lần này mình đoán sai thì không phải là một thầy thuốc mà cũng chính là một bệnh nhân tâm thần. Em là Hy Vũ, Tần Lạc lại chỉ tay vào cô gái vừa rồi nói. À, anh đoán đúng rồi, cô gái nhảy lên vui mừng. Sao anh biết tôi là Hy Vũ? Trương Mẫn kéo con gái về phía mình, xấu hổ nói với Tần Lạc, xin lỗi bác sĩ Tần, đã để anh chê cười. Không sao, Tần Lạc cười an ủi Trương Mẫn, thế nhưng khi tôi đang nói chuyện với con gái chị, tốt nhất là chị không nên cắt ngang. Tôi muốn nói chuyện với các cô ấy là muốn hiểu rõ biểu hiện bệnh tình thực tế của các cô ấy. Nếu như chị cắt ngang thì sẽ ảnh hưởng tới việc chuẩn đoán. Xin lỗi Trương Mẫn cuống quýt nói xin lỗi. Anh cứ trò chuyện với hai đứa, tôi đi pha trà mời anh. Đợi sau khi Trương Mẫn rời đi, Tần Lạc nói với Hy Vũ, cô có thể đưa tay ra cho tôi xem một chút không? Không được, gương mặt tái nhợt của Hy Vũ đột nhiên đỏ ửng. Nàng tức giận nói, anh là đại sắc lang. Sắc lang, Tần Lạc không hiểu, hắn chỉ muốn bắt mạch cho Hy Vũ, xác định tình hình tạng phủ của nàng mà thôi. Đương nhiên là lưu manh, anh muốn sờ vào tôi, chẳng lẽ anh muốn làm tôi mang thai sao? Hy Vũ nói. Hy Vũ, Trương Mẫn đang bưng chén trà tới cho Tần Lạc suýt chút nữa ngã xuống ngất xỉu. Mẹ không dạy con những điều đó, ai nói với con cái đó? Là Hy Dung, Hy Vũ chỉ vào chị mình nói, là chị ấy nói. Chị ấy bảo con gái bị con trai sờ soạng sẽ sinh ra trẻ con. Con không cần sinh trẻ con, bụng to xấu chết đi được. Bác sĩ Tần, mời uống trà. Trương Mẫn đặt chén trà lên bàn rồi quay người gạt nước mắt. Một khi con gái của mình mắc bệnh như vậy, bất kỳ người mẹ nào mà không đau đớn trong lòng. Tần Lạc rút mất khăn giấy đưa cho Trương Mẫn nói, các cô ấy bị bệnh nên không biết chính mình đang nói gì. Không có chuyện gì là được. Bác sĩ Tần, sầu xin anh hãy chữa trị cho con tôi. Hai mắt Trương Mẫn đỏ hoe, nàng cầu khẩn, hai đứa đã 20 tuổi rồi. Nếu như không cứu chữa được, cả đời này của hai đứa sẽ hỏng. Anh không biết khi còn bé hai đứa đáng yêu như nào đâu. Sao bây giờ chúng lại như vậy hả? Rốt cuộc tôi đã tạo ra nghiệp chướng gì vậy hả? Tôi đã tới đây thì nhất định sẽ nghĩ ra cách chữa khỏi bệnh cho các cô ấy, Tần Lạc nói. Anh có cách gì sao? Trương Mẫn kích động hỏi. Nếu như anh cần trợ giúp gì, tiền thì không có vấn đề gì. Chỉ cần chữa khỏi bệnh cho hai đứa, bất kỳ yêu cầu gì tôi cũng đồng ý. Tần Lạc lắc đầu nói, điều này để sau hãy nói. Cần cái gì thì khi nào tới lúc tôi sẽ nói. Những bác sĩ khác chuẩn đoán thế nào? Tổn thương tinh thần hay là não bộ bị kích thích, Trương Mẫn nói, phần lớn đều kết luận như vậy. Tần Lạc nói, sau khi chẩn đoán sơ bộ tôi thấy các cô ấy không mắc bệnh thần kinh. Không phải là bệnh thần kinh sao? Trương Mẫn ngẩn người, sau đó nàng nói vẻ vui mừng pha lẫn sự sợ hãi, không phải bệnh thần kinh vậy thì là bệnh gì? Tần Lạc nói, là chứng thụt lùi trí tuệ. Chứng bệnh thụt lùi trí tuệ, đây là bệnh gì vậy? Trương Mẫn hỏi. Từ trước tới nay nàng chưa từng nghe nói về loại quái bệnh này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.